Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 71. Diệp Phàm cố ý cao giọng kích động Đường Phương một chút. Hi hi hi, gọi vậy cũng được, cứ gọi Lâm tỷ đi. Thiếu phụ tương đối đắc ý, liếc mắt nhìn Đường Phương một cái, mỉm cười, hai hàng lông mày cười đến nỗi sắp nối thành một hàng rồi. Hừ, tôi lớn hơn anh. Đường Phương bất mãn hừ giọng nói. Cái này, tôi biết, cho nên tôi gọi cô là cô giáo Đường rồi. Diệp Phàm giả bộ không hiểu, giải thích nói. Anh. Đường Phương bị nghẹn, lúc lâu sau mới hừ giọng nói. Cái cây du này, sao lại để anh ngồi lên cấp phó giám đốc sở chứ? Chương 1278, Chủ tịch Trấn đến dự khai giảng. Nếu cô giáo Đường thấy gọi cô giáo hơi quá đáng, thì tôi sẽ gọi cô là Đường tỷ có được không? Nhưng, cô giáo Đường nhìn còn trẻ hơn cả tôi, nếu gọi cô là chị Đường tôi sợ lại làm cô già mất, hay gọi là em Đường là được rồi. Diệp Phàm giả bộ thật thà chất phác, đúng theo kiểu hình tượng cán bộ từ nông thôn chui ra. Hi hi hi, đúng vậy, gọi là em Đường được rồi, em nghe thân thiết hơn. Lâm Tuyết đắc ý, mặt luôn nở nụ cười. Lý Chí Ngư ngồi một bên cũng mỉm cười, suýt chút nữa còn cười thành tiếng. Anh! Đường Phương dĩ nhiên bị tên vô lại Diệp Phàm khuất phục, thủ tục nhanh chóng làm xong, hừ giọng nói. Anh đi nhanh đi, đằng sau còn có người. Nhưng, mặt Đường Phương hơi ửng đỏ. Không lâu sau, thủ tục báo danh đã được làm xong hết, đi nhận thẻ học viên thể ăn, thẻ thư viện, thẻ bơi, thời khóa biểu và những điều cần chú ý. Theo quy định, Diệp Phàm còn đến phòng bảo vệ làm chứng nhận xe ra vào. Thấy bóng Diệp Phàm đi xa, mấy đồng chí lúc này đều có chút chú ý. Em Đường, thế nào, vị Diệp tiểu ca kia cũng không tệ. 23 tuổi, là cán bộ cấp phó giám đốc sở, cái này, ở Trung Quốc chúng ta chưa từng có. Hơn nữa, dáng người cũng không tệ, tuy nói không phải đặc biệt đẹp trai, phong độ nhưng cũng coi như bước vào hàng ngũ đẹp trai rồi. Có phải là có thể suy xét vấn đề cá nhân của cô một chút không? Lâm Tuyết đưa ra đề tài, trêu chọc Đường Phương. Chị Lâm, sao chị không thử đi, hi hi. Đường Phương mặt càng đỏ hơn, trêu ghẹo nói. Tôi không dám nói, được rồi, không đùa nữa, tiếp tục báo danh. Lâm Tuyết mặt cũng đỏ bừng, buồn rầu làm việc. Chắc hẳn lớp nâng cao lần này hắn trẻ tuổi nhất rồi, vừa rồi tôi có xem sơ yếu lý lịch, xuất thân cũng không có gì đặc biệt. Từ huyện Cổ Xuyên tỉnh Nam Phúc tới, đúng là có chút kỳ quái. Lý Chí Ngư lẩm bẩm nói. Ừ, lúc nãy tôi cũng lướt qua, cái này, là vi phạm nguyên tắc của tổ chức. Chẳng lẽ ban tổ chức cán bộ tỉnh Việt Đông nhầm lẫn? Lâm Tuyết nói, lại nói tiếp. Cái này không liên quan đến chúng ta phụ trách tốt chuyện huấn luyện là được rồi đúng không chủ nhiệm Lý? Ừ, chắc là con riêng của vị nào đó. Bằng không? Xuất thân từ gia đình cán bộ bình thường, không thể nào thăng chức nhanh như thế được. Đường Phương bất mãn hừ nói. Ừ, được rồi, lo chuyện vớ vẩn. Chủ nhiệm Lý gật đầu, nhưng, trong lòng vẫn tương đối buồn bực. Không chắc đâu, lúc nãy tài liệu kia viết rất rõ. Mọi người nhìn đi, người này không đơn giản. Khi làm chủ tịch thị trấn chính là nguyên chủ tịch thị trấn trăm triệu, làm chủ tịch huyện thì nắm được quốc lộ thiên tường. Còn nữa. Đích thân chạy lên bộ giao thông kiếm về, hình như từng gặp Phó Thủ tướng Yến. Gần đây, lại phá được vụ án lớn ở Việt Đông. Đã được Thủ tướng ca ngợi, đây chính là thiên tài, chiến tích dày lắm, có mấy cán bộ cấp phó giám đốc sở có khả năng làm được những chuyện này. Tài liệu này, chắc chắn là thật, lẽ nào anh ta dám đánh lừa chúng ta? Lâm Tuyết được Diệp Phàm gọi một tiếng chị Lâm trong lòng tương đối thoải mái, nên cũng nói giúp cho Diệp Phàm. Ừ. Chiến tích rõ rệt, có lẽ, đây mới chính là nguyên nhân hắn được để bạt khác với quy chế bình thường. Chủ nhiệm Lý thản nhiên gật đầu, đương nhiên là không tin vào những lời ma quỷ tự mình nói ra. Cán bộ trong thể chế ai mà không biết, muốn được đề bạt, trước tiên vào lọt vào mắt lãnh đạo mới được, không vừa mắt lãnh đạo thì dù có tài đi nữa người ta cũng chẳng thèm để ý đến anh. Không có gia thế có thể đề bạt nhanh như vậy, đó quy là chuyện nghìn lẻ một đêm thôi. Chủ nhiệm Lý Chí Ngư đã coi Diệp Phàm là con riêng của một đại gia tộc thế lực hùng hậu. Nếu để Diệp Phàm biết, không biết là nên khóc hay nên cười. Nhưng, ít nhất phân lượng của hắn trong mắt chủ nhiệm lớp Lý Chí Ngư tương đối lớn, coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. 2 giờ chiều, Diệp Phàm sớm đã rửa mặt, sửa sang áo quần lại một chút rồi đến phòng học, thấy người đã ngồi kín,
Diệp Phàm lía sơ, ắt hẳn có hơn 100 người. Nghe nói lớp nâng cao cán bộ cấp sở này mỗi tỉnh có 2 danh ngạch, tỉnh lớn thì được 3 danh ngạch. Cán bộ địa phương lại thêm cán bộ trực thuộc trung ương tổng cộng có hơn 70 người. Sao cuối cùng lại có nhiều người như vậy, hầu hết học viên đều do các phòng ban ở trung ương lựa chọn ra. Hơn nữa, tuổi tác cũng hạn chế không thể vượt quá 40 tuổi. Cho nên các đồng chí đều rất trẻ, trông đều chỉ khoảng ba mấy. Dĩ nhiên, ở tuổi đó đã ngồi được ghế cán bộ cấp phó giám đốc sở, thì ai cũng là tinh anh trong cán bộ rồi. Trước kia nghe đồn Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà sẽ đích thân đến dự khai giảng, nhưng 90% học viên cho rằng chỉ là tin đồn, không thể xảy ra chuyện này. Diệp Phàm dĩ nhiên cũng cho rằng không có khả năng, nếu nói Chủ tịch Trấn đến dạo một vòng thì còn được. Nhưng, chuyện này tính khả năng rất thấp, dù sao, đây cũng không phải lớp nâng cao của các cán bộ cấp tỉnh bộ. Cán bộ cấp sở, trên danh nghĩa là quan lớn, nhưng kỳ thực không được gọi là cán bộ cấp cao. Định nghĩa cán bộ cấp cao của thời kỳ mới là phải từ cấp thứ trưởng trở lên. Còn cấp sở, chỉ mới ở gần cầu thôi, nước Trung Quốc rộng lớn mênh mông dùng từ lông bò để hình dung cũng không quá đáng. 2 giờ. Từ cửa hiện ra bóng dáng phó hiệu trưởng thường trực trường Đảng Lý Tế Điền, chủ nhiệm phòng nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, ủy viên dự khuyết Trung ương, quán lớn cấp bộ trưởng. Nhận ra Lý Tế Điền, các học viên lập tức đứng dậy, thấy mọi người đứng dậy, do đương nhiên cũng đứng dậy theo. Thứ không biết thì phải làm theo số đông, tránh bị người khách gõ. Đồng chí Lý Tế Điền xuất hiện ở đây, chứng tỏ lần này trường đảng rất coi trọng lớp nâng cao cán bộ cấp sở. Nhưng, đồng chí Lý Tế Điền không lập tức bước ra cửa lớn, hình như đang đợi ai đó. Các học viên buồn bực, quả nhiên, lại xuất hiện bóng người cao lớn khác, Diệp Phàm nhìn, không phải đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương ủy viên Bộ Chính trị Kiều Viễn Sơn thì còn ai nữa. Chả trách Lý Tế Điền phải đại giá quang lâm, người ta cũng phải đến tiếp đón đồng chí Kiều Viễn Sơn chứ. Trong phòng hội nghị lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đương nhiên là chủ nhiệm lớp nâng cao đồng chí Lý Chí Ngư vỗ tay đầu tiên, Diệp Phàm cũng làm theo, vỗ tay không ngừng. Diệp Phàm vừa vặn ngồi ở lối đi gần trung tâm nhất, Kiều Viễn Sơn mặt tươi cười, chậm rãi bước qua các học viên. Liếc nhìn Diệp Phàm nhưng cũng không dừng bước, mí mắt hơi giật một chút, rồi nhẹ nhàng bước qua. Diệp Phàm trong lòng hơi mất mát, cơ hội tốt như vậy mà đồng chí Kiều Viễn Sơn lại chẳng để cho mình, chủ cần đồng chí Kiều Viễn Sơn hơi dừng chân liếc mắt một cái, đã là cơ hội không tệ rồi. Không thể ngờ Kiều Viễn Sơn nói là làm, nói là chưa tới cấp thứ trưởng sẽ không giúp mình thì sẽ không giúp thật, người này, thật đúng là ác nghiệt. Các đồng chí đều là quan lớn ở đại phương. Có đồng chí thậm chí còn là quan lớn nắm giữ của một vùng biên cương. Ở cổ đại. Mọi người đã có thể xưng là chi phủ, thứ sử. Nhưng, thời thế thay đổi, mọi người phải thích ứng được vai trò hiện tại của mình. Phải chú ý hoàn thành ba chuyển biến, từ cán bộ lãnh đạo chuyển thành học viên bình thường, từ công tác chuyển sang học tập, từ cuộc sống gia đình chuyển sang cuộc sống tập thể. Trong nửa năm huấn luyện, mọi người phải định vị được vai trò chuyển biến. Nhanh chóng đặt thân phận của mình là học viên, đây là điều căn bản nhất. Về kỷ luật tôi không muốn nhấn mạnh nữa, các vị đều ở cương vị lãnh đạo đến học tập, đều biết kỷ luật đảng là gì. Đối với đợt huấn luyện lần này, ban tổ chức trung ương vô cùng coi trọng, đã trang bị những tinh binh cường tướng, đồng chí phó chủ nhiệm bộ giáo vụ Lý Chí Ngư sẽ đích thân nắm ấn soái, mục đích là tiến thêm một bước. Kiều Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói về mấy thứ quy củ. Sau đó mới đến đồng chí phó hiệu trưởng thường trực trường đảng Lý Tế Điền nói chuyện. Lý Tế Điền vận khí không tốt, vừa mới hắng giọng một tiếng, khi mọi người đang tập trung chuẩn bị nghe dài dòng mấy câu thì không ngờ có chuyện ngoài dự đoán xảy ra. Lúc này, cửa nhẹ nhàng mở ra, một bóng dáng cao lớn, trên mặt nở nụ cười ôn hòa về phía các học viên. Hiện trường, lập tức như nước đang sôi ủng ục, người đó, dĩ nhiên chính là đồng chí Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà. Phía sau ông, chúng là nguyên thủ tương lai của nước Cộng Hòa. Hiện tại đang kiêm chức hiệu trưởng trường đảng đồng chí Đường Hạo Đông. Kiều Viễn Sơn ánh mắt sắc bén, nhanh chóng bước nhanh xuống đài, vẻ mặt tươi cười tiếp đón. Còn Lý Tế Điền và ban giáo vụ trường đảng cũng chẳng chậm chân, dù đã hơi già rồi, nhưng lúc này chân tay lại nhanh nhẹn như đám trẻ, vội vàng đi lên. Ha ha, chào các đồng chí. Chủ tịch Trấn Sơn Hà đưa tay lên, giống như một tướng quân, cả hiên trường lập tức lặng ngắt như tờ. Chào thủ trưởng.
Toàn bộ các học viên cộng thêm các giáo viên giống như binh lính cùng đáp lại. Ha ha, hôm nay khai giảng, tôi tiện đường ghé qua một chút. Trường đảng là nơi mọi người vui vẻ học tập nhận rõ phương hướng chính trị, nâng cao năng lực mọi mặt, không phải là nhà giam đúng không nào? Chủ tịch Trấn cười ôn hòa, ngôn từ thoải mái làm tâm tình mọi người nhất thời cũng được thả lỏng. Thần kinh đang căng ra lập tức nhẹ hẳn, mọi người thoải máu hơn nhiều. Nhưng, khi Đường Hạo Đông, Kiều Viễn Sơn cùng các đồng chí chậm rãi đi qua người Diệp Phàm, chủ tịch Trấn hình như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dừng bước, Diệp Phàm lần này không dám có hy vọng xa vời. Ban đầu khi đồng chí Kiều Viễn Sơn Diệp Phàm còn có chút căng thẳng, nhưng lần này chủ tịch Trấn đi qua Diệp Phàm lại không nghĩ nhiều lắm. Tuy nói chủ tịch Trấn cũng gặp Diệp Phàm một lần, đó là lần bí mật thụ huân quân hàm thiếu tướng. Nhưng, lâu vậy rồi, chủ tịch Trấn chắc gì đã nhớ mình. Không thể ngờ được lại gặp cậu ở đây, đã lên đến cấp sở rồi à? Chủ tịch Trấn cười hỏi, dĩ nhiên là hướng về đồng chí Diệp Phàm rồi. Là phó thôi, chủ tịch. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, cung kính đáp, câu nói này của Diệp Phàm có chút lỗi, các đồng chí nghe thấy đều đổ mồ hôi thay Diệp Phàm, câu nói này của anh cũng có ý châm biếm chủ tịch Trấn là phó chủ tịch. Ha ha, phó là cũng không tệ rồi, thăng nhanh thôi. Chủ tịch Trấn vẻ mặt thoái, giống như đang ở nhà. Nhưng, đồng chí Kiều Viễn Sơn đi sau Đường Hạo Đông tâm trạng lại căng thẳng, vì chức phó giám đốc sở của Diệp Phàm là do ông ta nể mặt Lý Khiếu Phong mà cấp cho hắn. Chương 1279, công việc béo bở. Kể ra thì cũng hơi vi phạm nguyên tắc của tổ chức. Không thể ngờ chủ tịch Trấn hình như quen Diệp Phàm, nếu như thực sự điều tra thì cũng có chút phiền phức. Cho nên thần kinh của đồng chí Lão Kiều cũng lập tức căng lên. Chủ tịch, cái này, không cẩn thận làm ra chút thành tích nhỏ, cho nên, lại không cẩn thận chút nữa, không ngờ đảng và nhà nước lại không quên tôi, đã đề bạt lên. Diệp Phàm nói chuyện hơi lộn xộn thêm chút yếu tố vui đùa. Toàn bộ các học viên và các lãnh đạo trường đảng đứng bên đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng thầm than tên này đúng là ngông cuồng, chắc hẳn, sinh mệnh chính trị này cũng sắp xỉ rồi. Ngay cả đồng chí Kiều Viễn Sơn trong lúc vô ý cũng hơi nhíu mày. Nhưng, Diệp Phàm đang đánh cuộc, nếu chủ tịch Trấn thoải mái nói tiếp thì được, còn quá nghiêm túc thì sẽ không tốt. Đồng chí Tiểu Diệp đã thắng cược rồi. Chủ tịch Trấn sang sảng cười nói. Được, được, thực sự hy vọng cậu lại thiếu cẩn thận vài lần nữa. Nói xong câu này thì không nói gì nữa, mỉm cười bước đi. Lời nói này làm các đồng chí phải cân nhắc, suy nghĩ, không cẩn thận của chủ tịch Trấn rốt cuộc là chỉ thành tích Diệp Phàm làm ra hay là chỉ đề bạt, thực sự làm người ta khó đoán. Nhưng, ít nhất có thể khẳng định, chủ tịch Trấn biết Diệp Phàm chỉ ít có để ấn tượng lờ mờ trong lòng ông. Hơn nữa, vừa rồi chủ tịch Trấn nhưng có khen Diệp Phàm. Chứng tỏ, chủ tịch Trấn khen ngợi tên may mắn này. Đợi Diệp Phàm ngồi xuống, phát hiện bên cạnh có tiếng vù vù, dĩ nhiên là các học viên phóng tới rồi. Đương nhiên, những đồng chí có khứu giác mẫn cảm đã biết được gì đó, đã tính toán tạo mối quan hệ tốt với đồng chí Tiểu Diệp. Ngày hôm sau, đã quyết định lớp trưởng. Không phải đồng chí Diệp Phàm, bởi vì hắn quả hơi non một chút. Hơn nữa ở đây đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở, trong một đám các cán bộ cấp sở, nghe nói có 10 quan lớn cấp thứ trưởng đặc biệt trẻ tuổi được vào lớp nâng cao, Diệp Phàm chỉ thuộc dạng đá lót nền. Phó chủ nhiệm Lý Chí Ngư thật ra cố ý muốn để Diệp Phàm đảm nhiệm chức vị trưởng lớp này, nhưng do quá trái với thông lệ, cuối cùng thì ủy ban giáo vụ vẫn quyết định trao vị trí lớp trưởng cho một trong 10 quan lớn cấp thứ trưởng. Hơn nữa, lần này lớp nâng cao cán bộ cấp sở lại đổi tên. Lấy tên là lớp nâng cao cán bộ thanh niên, trung niên kiệt xuất. Vấn đề là trong số 10 cán bộ cấp thứ trưởng có người mới đầu 40 tuổi, sau khi ban tổ chức cán bộ suy xét những cán bộ cấp sở này về sau rất có khả năng được đề bạt lên cấp bộ, cho nên, đặc biệt chọn ra 10 cán bộ cấp thứ trưởng gia nhập lớp đặc biệt này. Mục đích đương nhiên là vì lấy, lão, mang tân, khiến những cán bộ này cảm nhận được chuyện làm cán bộ cấp bộ, lời nói và việc làm đều phải mẫu mực thôi. Bởi vậy, có bọn họ cùng tham gia huấn luyện, cứ giữ cái tên lớp nâng cao cán bộ cấp sở thì không được xứng cho lắm. Cuối cùng, thông qua sự đồng ý của ban tổ chức trung ương, đã sửa lại tên. Tuy nói chỉ thay đổi hàng đầu, nhưng cấp bậc hiện nay đã cao hơn một chút. Cái tên này đối mặt với quốc gia, là những nhân tài hậu bị lựa chọn cho quốc gia. Cái gì gọi là kiệt xuất, dĩ nhiên tất cả đều là tinh anh trong cộng đồng cán bộ của cả nước.
Lớp trưởng tên Tần Bình Minh, nghe nói có quan hệ với Phó Chủ tịch Quân ủy Tần gia, rất trẻ, chưa đến 40 tuổi. Phó Tổng Giám đốc đương nhiệm Long Năng Quốc tế, thành viên tổ chức đảng, quan lớn cấp thứ trưởng. Long Năng Quốc tế là công ty điện lực cấp quốc gia dưới hình thức một tập đoàn phát điện quy mô lớn, ở nước Trung Quốc có hàng trăm doanh nghiệp mạnh, là một doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Hiện nay là thời đại năng lượng càng ngày càng không thể thiếu, nguồn năng lượng điện đã trở thành một trong những hạng mục phát triển năng lượng trọng yếu của quốc gia. Có 3 lớp phó, Đường Lâm là lớp phó thứ nhất, đầu 40, đương nhiệm thứ trưởng Bộ Giáo dục, không biết có lai lịch thế nào. Lớp phó thứ hai Yên Phi, trưởng khu Kim Thạch nổi tiếng ở Bắc Kinh, cán bộ cấp giám đốc sở. Lớp phó thứ ba không ngờ lại chọn Diệp Phàm. Lúc đầu nghe trưởng ban tổ chức cán bộ trường đảng Triệu Chỉ Tín đọc tên lên Diệp Phàm không thể tin vào tai MNS, thằng nhai ngồi yên bối rối, nghĩ chắc có bạn học nào đó cùng tên. Trong lòng nghĩ, mẹ nó cái thế giới này nhỏ thật, hơn 100 người trong lớp mà cũng có người cùng tên. 10 giây sau không thấy ai đứng dậy, thầy chủ nhiệm Lý Chí Ngư mặt cau lại, tỏ vẻ xin lỗi trưởng ban chỉ một chút. Sau đó, mặt trầm xuống, quay sang nói với trợ thủ Lâm Tuyết ngồi một. Vừa rồi điểm danh cô mặt không, đồng chí Diệp Phàm có phải hôm nay không tới không, ngày thứ hai đi học đã trốn học rồi sao, đúng là không nói nổi mà. Chắc không phải vậy đâu, ở đây có hơn 100 người, âm thanh ồn ào quá, đợi chút, để tôi đọc lại. Lâm Tuyết cầm lấy microphone thì thầm. Đồng chí Diệp Phàm thành phố Ngư Đồng có mặt không, đứng dậy đi. Diệp Phàm đứng bật dậy, lúc đầu còn nghi là trùng tên, chứ bây giờ thì quá rõ ràng rồi. Bằng không, mặt của chủ nhiệm lớp Lý Chí Ngư sẽ không nhăn nhó như vậy. Cho nên, thằng nhãi này vội vàng quay sang giả bộ khù khờ nhìn Lâm Tuyết, nói. Cô giáo Lâm gọi tôi ạ. Không phải anh thì còn ai? Vừa rồi sao lại như thế, chủ nhiệm Lý gọi cậu mà cũng không thưa, không đem theo tai à? Lâm Tuyết trên mặt hơi có vẻ giận dữ, Lý Chí Ngư cũng nhíu nhíu mày. Không phải như thế, vừa rồi đọc tên lớp phó, tôi. Tôi nghĩ là có bạn học nào đó cùng tên, nào dám đứng lên. Ta chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, không dám nghĩ đến chuyện này. Diệp Phàm cố ý lấp liếm, đóng giả vẻ mặt thật thà chất phác, lúc này, cực kỳ giống một đồng chí bí thư chi bộ từ nông thôn chui ra. Ừ, vậy thì không sao, ngồi xuống đi. Thông qua phê chuẩn ủy ban giáo vụ, về sau cậu chính là lớp phó của lớp chúng ta, hy vọng cậu có thể làm tấm gương, phối hợp với lớp trưởng Tần, lớp phó Đường. Lớp phó Yến cùng nhau xây dựng lớp nâng cao cán bộ thanh niên trung niên kiệt xuất trở thành một lớp học có tác phong tốt, luôn hướng về phía trước, có chí tiến thủ. Lâm Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, nói. Cảm ơn lãnh đạo chú ý tới tôi sẽ không phụ lòng tín nhiệm của tổ chức đối với tôi. Diệp Phàm nói rất quả cảm kịp thời, cũng để lại cho bạn học hình ảnh một người trực tính, thẳng thắn, đáng giao phó, có thể giao phó được. Cái này, chỉ là diễn trò thôi, không ngờ lại thu được hiệu quả. Phía sau còn tuyên bố ủy viên tổ chức tên Kiều Không Thành. Ủy viên học tập Ứng Ngọc Ngọc. Ủy viên cuộc sống vui chơi giải trí Tiền Thanh Trúc. Ban cán bộ lớp nâng cao bước đầu được thành lập, đừng xem thường những chức vụ cán bộ lớp, đối với các học viên lớp nâng cao mà nói đều là một hồng sai. Người ta nói ở gần quan được ban lộc, làm cán bộ lớp, chắc chắn phải phụ trách một công việc nhất định. Cho nên, cơ hội tiếp cận giáo viên và lãnh đạo trường đảng cũng tương đối nhiều. Dù thế nào, ít nhất cũng phải lăn lộn cho quen mặt trước đúng không? Không có cơ hội này, muốn để lại chút ấn tượng với các lãnh đạo trường, đó là việc tương đối khó. Đồng chí Triệu Chỉ Tín lên tiếng nói. Các đồng chí, tôi cũng không muốn rông dài. Lớp nâng cao cán bộ thanh niên trung niên kiệt xuất của các anh lần này là ban tổ chức trung ương muốn thích ứng nhu cầu phát triển xã hội, muốn các cán bộ của chính phủ nhận thức được những tư tưởng phù hợp thời đại. Nên đã đặc biệt tổ chức ra. Lớp nâng cao là gì, mọi người phải nhận thức được hàm nghĩa thực sự của hai chữ nâng cao. Đề cập trên diện rộng, là đề cao năng lực, có tri thức phong phú, có kinh nghiệm, có cách giao tiếp rộng rãi. Tóm lại rất nhiều, ý lãnh đạo ban tổ chức trung ương hy vọng lớp nâng cao của chúng ta có thể đi tiên phong, còn trên phương diện quốc gia mà nói, mọi người đang ở giai đoạn tầng trung của thể chế. Hơn nữa tuổi còn trẻ. Lần này lớp nâng cao lựa chọn cán bộ cấp sở không quá 40 tuổi, cán bộ cấp thứ trưởng không quá 45 tuổi. Triệu Chỉ Tín nói đến đây, phóng lầm mắt nhìn xuống dưới, còn nói thêm. Ta thấy tất cả mọi người rất trẻ, cán bộ cấp sở chắc hẳn khoảng tầm 37,
38, 10 vị cán bộ cấp thứ trưởng mới đầu 40. Thêm 5 năm 10 năm, nhiều người trong các anh sẽ tiến lên cương vị lãnh đạo cao hơn nữa. Cho nên, phương diện năng lực, tư tưởng nhận thức là những phương diện mấu chốt cần phải nâng cao. Cho nên, lần này lớp được gọi là lớp nâng cao. Đương nhiên, mọi người sau khi trải qua có thể đi tiến cương vị công tác cao hơn, không phải cũng mang ý nghĩa nâng cao sao, cũng là nâng cao chức vị đó thôi, đương nhiên, cái này cũng có bao gồm nâng cao trong đó. Lời Triệu Chỉ Tín nói không tách rời hai chữ nâng cao, từ kiến thiết quốc gia, phát triển kinh tế, phương diện đảng tính nhân tính đều bao hàm nâng cao. Hơn nữa, cũng mịt mờ chỉ ra, nếu học xong trở về, rất có khả năng có thể có cơ hội được đề bạt lên cao. Trong lòng những học viên ngồi đây đều kích động, hai mắt nhìn chằm chằm trưởng ban Triệu. Tuy nhiên, trước khi đi tôi muốn nói vài câu cuối cùng. Triệu Chỉ Tín sau khi nói xong mặt trở nên nghiêm túc ngưng trọng nói. Lần này học xong sẽ phát một giấy chứng nhận, có lẽ mọi người sẽ nói, mỗi học viên sau khi huấn luyện xong đều sẽ được phát một giấy chứng nhận. Lần này không giống như vậy, lần này căn cứ theo kết quả huấn luyện của mọi người làm chỉ tiêu. Từ cao đến thấp chia làm 5 cấp bậc đặc biệt ưu tú, tốt, đủ tư cách cùng với không đủ tư cách. Đương nhiên, không đủ tư cách thì nhất định phải thanh trừ. Cho nên, mọi người hãy suy ngẫm lại, nên biểu hiện như thế nào, mọi người cân nhắc cẩn thận một chút. Lời nói của Triệu Chỉ Tín khiến trong lòng các học viên cảm thấy đột nhiên có một loại nguy cơ nào đó, giấy chứng nhận này tuy nói chỉ phân cấp bậc, nhưng cấp bậc này chắc chắn có tác dụng tham khảo quan trọng đối với đề bạt sau này của các học viên. Từ lúc đó, 90% trong số 100 học viên tinh thần bắt đầu căng thẳng. Khoảng 10% còn lại ắt hẳn ra thế cao, cũng chẳng lo lắng bao nhiêu. Nếu cuối cùng thực sự không được, hoàn toàn có thể kêu người nhà có chức có quyền ra nói một chút, đặc biệt ưu tú không dám chắc, nhưng ưu tú thì cũng chẳng khó kiếm. Có khoảng 10 người, dĩ nhiên là những học viên nhìn mặt là biết không có chỗ dựa, đang lo lắng, vẻ mặt đau khổ, trong lòng đương nhiên càng đau khổ gấp bội. Mấy cán bộ lớp mới được chọn lúc này cảm thấy các học viên nhìn mình mới ánh mắt đầy sát khí, ghen tị. Bởi vì bọn họ đều nghĩ nếu như có được thân phận cán bộ lớp này, muốn mò được cái danh ưu tú hẳn là không khó. Không đến mức chỉ nhận được cái cấp bậc đủ tư cách thôi. Ban cán bộ lớp mà cũng không ưu tú thì còn ai ưu tú? Lúc này, các học viên mới cảm nhận được tầm quan trọng của chức cán bộ lớp kia. Chương 1280, tùy bệnh bốc thuốc. Có đồng chí trong lòng đã không ngừng hối hận, nếu sớm biết như vậy đã đi hoạt động một phen, không thể ngờ đợt huấn luyện lần này lại gắt gao đến thế, đúng là bất ngờ. Đương nhiên, sát khí này chỉ lóe lên một khắc rồi biến mất. Sau đó, sát khí lại chuyển thành nụ cười, vì rất nhiều đồng chí trong nháy mắt đã nghĩ đến chuyện tạo mối quan hệ tốt với các cán bộ lớp, có lẽ sẽ mò được chút lợi ích thực tế gì đó. Trưởng ban Triệu đi rồi, buổi sáng cũng không có hoạt động gì. Vẫn còn cách giờ ăn trưa nửa tiếng, thầy Lý chủ nhiệm lớp yêu cầu mọi người làm quen một chút, để giao lưu trước với nhau. Thầy Lý vừa mới nói xong, Diệp Phàm đã có nhiều đồng chí vây quanh. Dĩ nhiên, như lớp trưởng Tần Thiên Minh, hai lớp phó Đường Lâm cùng với Yên Phi xung quanh cũng có rất nhiều người vây quanh. Những người không chen chúc vào được thì bèn lựa chọn nhân vật thứ tư trong các cán bộ lớp Diệp Phàm này. Đương nhiên, cũng có một số đồng chí thấy chiều qua Diệp Phàm có thể tùy tiện nói đùa vài câu với chủ tịch Trấn mà suy ngẫm ra một số giá trị. Nên, sau đó, có không ít đồng chí vây quanh Diệp Phàm. Hơn nữa, hầu hết đều là cán bộ địa phương. Kể ra cán bộ địa phương cũng hơi ít, số người có thể tiến vào ban cán bộ lớp không nhiều lắm. Khác với Tần Thiên Minh, Đường Lâm là những cán bộ công tác ở Ủy ban Trung ương Quốc gia. Dù là đồng chí Yên Phi thì cũng giữ một chức chủ tịch quận nhỏ nhoi ở thủ đô. Còn về phần ủy viên học tập, ủy viên vui chơi giải trí và đời sống đều là đồng chí nữ. Đồng chí nữ có lực ngưng tụ ít hơn các đồng chí nam một chút. Hơn nữa, mấy đồng chí này dáng vẻ cũng tạm tạm, không thể quy về cấp bậc khủng long, trước mặt mấy vị cán bộ nữ thủy mị thướt tha, ngoại trừ mấy đồng chí nữ vây quanh, cũng có thưa thớt mấy cán bộ khác, so với 4 vị lớp trưởng thì ít người hơn nhiều. Bởi vậy, đã hiện rõ một vòng luẩn quẩn, 4 vị lớp trưởng với 3 vị ủy viên giống như tâm vòng tròn, dường như đã lập tức hình thành những vòng tròn khác nhau trong lớp nâng cao. Còn ủy viên ban tổ chức trung ương Kiều Không Thành nghe nói là xuất thân từ ban tổ chức trung ương, hơn nữa lại mang họ Kiều. Cho nên, mọi người tự nhiên gán cho anh ta vào nhà họ Kiều ở Bắc Kinh.
Thành ra, số người tụ tập chỗ anh ta cũng không ít. Còn ủy viên học tập Ứng Ngọc Ngọc dáng vẻ không tệ, người bên chỗ cô ấy cũng được. Chỉ có ủy viên vui chơi giải trí cuộc sống Tiền Thanh Trúc ăn mặc khá mộc mạc, có ít người nhất. Hơn nữa, những người trong vòng trong dường như đang đánh giá người của vòng tròn khác. Mà các chủ nhân, dường như lớp trưởng Tần Thiên Minh cùng với lớp phó thứ nhất Đường Lâm đã bắt đầu đỏ mắt rồi. Hai người trông thì có vẻ lễ phép gật đầu với nhau. Kỳ thực, trong nháy mắt, đôi mắt ưng của Diệp Phàm đã phát hiện trong mắt của họ lóe lên một tia sát khí khó có thể phát hiện được. Nơi thị phi, Diệp Phàm trong lòng thở dài, cố gắng tươi cười với các bạn học, trong đó có một số là quan lớn cấp giám đốc sở phó giám đốc. Hơn nữa, vào vòng tròn của Diệp Phàm có hai quan lớn cấp thứ trưởng. Bọn họ là thứ trưởng bộ đường sắt Thôi Nhất Tân, thứ trưởng bộ vệ sinh Trương Oánh Nguyệt, hai vị này đều ngoài 45, tốc độ thăng quan thực sự cũng không chậm. Chỉ có điều vận khí của hai vị đều không tốt, chỗ dựa sau lưng đều phát bệnh qua đời. Cho nên, lập tức mất đi chỗ dựa vững chắc, mà con cháu của hai chỗ dựa vững chắc cũng đang hăng hái tranh giành, cấp bậc chưa quá thứ trưởng. Cho nên, hai người là họ tức trở thành đứa trẻ không cha. Cán bộ như họ, không có cánh tay cứng cáp nâng đỡ, muốn đi lên nữa cũng khó. Lên cấp bộ trưởng rồi, cả nước Trung Quốc được bao nhiêu người nắm chức bộ trưởng chứ, chuyện này quá khó khăn rồi. Tuy nhiên, hai vị đồng chí này đầu óc rất tỉnh táo, thái độ của Chủ tịch Trấn đối với Diệp Phàm đã một lần nữa cổ vũ dũng khí của họ, cho họ nhìn thấy hy vọng. Đơn giản là họ muốn thông qua quen biết với Diệp Phàm để tiếp xúc với ngọn núi sau lưng hắn thôi. Vốn các cán bộ cấp sở của trường Đảng Trung ương phải tách ra huấn luyện, hơn nữa, ở tòa lầu chính, trang thiết bị cũng không giống nhau. Thông thường mà nói mọi người ai chiếu cố ai, sẽ không ở cùng một chỗ. Cán bộ cấp sở cả ngày đến chỗ cán bộ cấp bộ, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ vỗ ngựa. Còn quan lớn cấp bộ mà tiếp cận cán bộ cấp sở, chắc chắn sẽ cho là lung lạc cấp dưới, hiểm nghi làm mất đoàn kết trong đảng, hai điểm này lãnh đạo cấp trên chắc chắn đều không thích. Cho nên, vì thị hiềm, thông thường mà nói các cán bộ rất ít ở gần nhau. Đương nhiên, bạn học cùng lớp thì lại khác, hơn nữa, ra khỏi trường đảng thì lại là chuyện khác. Con người sống theo bầy đàn, luôn tụ tập lại với nhau. Nên biết, ở thập niên 80 của thế kỷ trước trường Đảng Trung ương, là một nơi không được đánh dấu trên bản đồ, là đơn vị bí mật không đăng ký điện thoại. Cũng thần bí như các đơn vị an ninh quốc gia vậy. Hiện nay, nó đã từ hình thức bế quan chuyển sang hình thức trường học quản lý mở. Cái này, cũng là yêu cầu tiến bộ thời đại. Xã hội phát triển, quan niệm con người thay đổi, hiện tại giới truyền thông trong và ngoài nước đều chú ý. Trường Đảng Trung ương không thể giữ được sự thần bí trầm mặc nữa, nó đã lộ diện ra ngoài rồi, hơn nữa, hình thức mở cửa cũng có lợi cho giao lưu tư tưởng, giao lưu kinh tế cùng nhau tiến bộ. Nhưng, mở cửa dĩ nhiên cũng chỉ có mức độ, dù sao đây cũng là nơi đào tạo các giường cột của nước Cộng Hòa. Nội dung dạy của Trường Đảng Trung ương, bao gồm những vấn đề chính ba nền tảng, ngũ đương đại, tức vấn đề chủ nghĩa Mác Lênin cơ bản, vấn đề tư tưởng Mao Trạch Đông cơ bản. Hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học mang màu sắc Trung Quốc. Diệp Phàm cùng vài người bạn cùng ở trong tòa ký túc xá 4 lầu theo kiểu truyền thống Trung Quốc, gạch tường xanh, ngói lưu ly trải qua nhiều năm gió táp mưa sa, đã xuống sắc, nhìn bề ngoài có vẻ cổ xưa. Nhìn qua có chút cổ kính. Ký túc xá có chút giống tòa giường nằm tàu lửa, hướng bắc dựa tường là một hành lang cổ xưa dài, trên tường hành lang cách từng ô cửa sổ, hướng nam là ký túc xá của học viên. Mỗi phòng ký túc xá đều có một gian thông nhau lớn. Một bên cửa là nhà vệ sinh, một bên là tủ quần áo. Bên trong là một phòng khách đặt một sofa, tivi, và vài đồ dùng đơn giản. Chủ yếu là tiện cho các học viên giao lưu tư tưởng, đáp ứng nhu cầu sâu chuỗi lại với nhau. Bên trong nữa là phòng ngủ, có đặt một cái giường đơn, có một chiếc ghế và một bàn viết, còn có cả một bộ máy tính. Nhìn có vẻ giống khách sạn 3 sao, đệm chăn. Bàn chải đánh răng, khăn và vật dụng hàng ngày đều có đủ, không cần học viên phải tự mang theo thứ gì. Cả đêm, Diệp Phàm phấn chấn chìm vào giấc ngủ. Học tập khá căng thẳng, cũng khá áp lực, nhưng vì thể diện, mỗi học viên đều cố căng thần kinh. Nhưng, khi thực hiện hình thức thảo luận mở, do mọi người đều còn trẻ, cho nên, thảo luận vấn đề gì cũng tương đối mãnh liệt. Cuối cùng tuần khó khăn đầu tiên cũng trôi qua, Diệp Phàm gần thích ứng với cuộc sống ở trường đảng. Vừa hay gặp chủ nhật, Diệp Phàm trở về Hồng Diệp Bảo. Lý Long đã sớm chờ ở phòng khách.
Sao rồi anh Diệp, tốt chứ? Lý Long vẻ mặt thân thiết, cười nói. Tốt, chỉ có chút áp lực thôi. Diệp Phàm cười cười. Áp lực là bình thường, trước kia tôi cũng từng có thời gian chuyên tu ngắn. Lúc đó còn căng thẳng hơn anh nhiều, anh Diệp đúng là người đã gặp nhân vật lớn, ha ha. Lý Long khen tặng một câu. Lý Long, anh nghĩ tôi nên chọn đề tài gì để viết, viết tài liệu cũng khá hay. Diệp Phàm hỏi. Ừ, các học viên đến huấn luyện trường đảng đều là quan lớn ở địa phương. Mỗi đồng chí đều phải để lại thứ gì tốt cho trường đảng. Một là tăng cường học tập lý luận chính trị của mọi người, hai là để cố gắng tìm điểm chung trong giao lưu, cùng nhau phát triển kinh nghiệm. Cho nên, chuyện lựa chọn đề tài tài liệu tương đối quan trọng. Chuyện này, nói thật, tôi công tác ở Ủy ban Kỷ luật, cho nên, lựa chọn của tôi không thích hợp với anh. Kỳ thật, công tác anh làm phạm vi khá rộng, kinh nghiệm phát triển kinh tế phong phú, anh hoàn toàn có thể đánh vào phương diện này, bàn về chuyện phát triển kinh tế như thế nào. Cá nhân tôi cảm thấy đề tài có thể không cần lớn quá. Làm mơ hồ quá cũng vô dụng, mấu chốt là phải thực tế, có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thì càng tốt. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của tôi, anh Diệp có thể suy nghĩ cẩn thận rồi hắn quyết định. Dù sao, tuy nói chỉ là một đề tài, một tài liệu. Nhưng cũng thể hiện năng lực và tố chất của anh, không thể qua loa được. Nếu bài phát biểu của anh đặc biệt, có lẽ sẽ lọt vào mắt các cán bộ lãnh đạo trung ương, được ưu ái cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Lý Long thận trọng đề nghị với Diệp Phàm. Ừ, chuyện này tính sau, tôi cũng không gấp, cứ từ từ cân nhắc cũng được. Anh nói tôi biết trước những thông tin liên quan đến Trung Hưng Điền và Lã Bột Toàn đi. Diệp Phàm khoát tay, đã gặp Lý Long vài lần rồi, nên nói chuyện cũng không khách khí gì nữa. Tôi đã tìm được một chút tin tức. Lý Long nói xong, nhấp ngụm trà, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nghe nói Trung Hưng Điền là đứa con hiếu thảo, rất nghe lời cha mình là Trung Vệ Căn. Kể ra cũng lạ, Trung Vệ Căn không có chức vụ gì trong chính phủ, chỉ là một nông dân không hõn không kém. Tám thời Trung gia không có ai làm quan trong triều đình, chỉ có thế hệ Trung Hưng Điền là làm quan lớn cấp thứ trưởng. Người nhà họ Trung dĩ nhiên vô cùng mừng rỡ, mà Trung Vệ Căn đặc biệt rất mê tín, cho rằng con mình có thể làm quan to là nhờ trạch ấm của ngôi nhà tổ. Nghe nói vì thế còn mời vài thầy địa lý đến xem rồi, đều nói là nhờ có tòa nhà tổ của ông ta, cũng chính là tòa nhà nằm ở khu giải tỏa quảng trường Thế Hào quận Triều Dương, nằm ở địa ngọc phong thủy, nói theo kiểu phong thủy là tâm cổ thủy hối sậu, cho nên, tiền bạc chắc chắn sẽ không ít. Mà trên tam cổ thủy còn có một sợi long khí, kỳ thực là sương mù, long khí để làm gì, chứng tỏ ở đây được vương khí thời cổ ban ơn. Trung Hưng Điền dĩ nhiên không thể làm hoàng đế, vậy thì nói sao nhỉ, chỉ là Trung Hưng Điền dính long khí, cho nên, có số làm quan. Đời này, rất có không gian bay cao, cho nên, thông qua sự cổ vũ của thầy phong thủy, ngay cả phó chủ tịch thành phố Trung cũng hơi tin vào điều này rồi. Hơn nữa, thái độ của lão Trung Vệ Căn rất kiên quyết, Trung Hưng Điền tình nguyện đắc tội với vị bí thư quận nắm quyền một phương Lã Bột Toàn, cũng chỉ để bảo vệ ngôi nhà cũ. Chương 1281, Phó Chủ tịch Đường dạy bảo. Còn Lã Bột Toàn thì muốn làm cho xong quảng trường Thế Hào, nói thật, cũng chẳng phải cái gì lớn, nói trắng ra, còn có chút thiệt hại. Nhưng, Lã Bột Toàn vì chiến tích, cũng không để ý quá nhiều. Trung Vệ Căn tin phong thủy, vậy chúng ta tìm một thầy phong thủy nổi tiếng đến phản bác ông ta một chút, nói ngược lại là được, cũng có thể làm loạn nhận thức lý luận trong lòng Trung Vệ Căn. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ. Nghĩ đến đại sư phong thủy nổi tiếng Trung Quốc Trương Đạo Lâm, trong lòng Diệp Phàm có chút áy náy. Lần trước ở thị xã Đức Bình đại sư Trương đã giúp mình thu phục thôn Đại Vũ xã Đức Bình, còn con gái ông ta bị thị tộc Kim Hàn Quốc hại, đến nay chân cẳng vẫn còn bất tiện, dù mình đã châm cứu nhiều lần, nhưng vẫn chưa thể đi lại như người bình thường được, vẫn phải chống nạng. Cho tới giờ công việc bận rộn, Diệp Phàm vẫn chưa đi Hàn Quốc giúp đại sư Trương giải quyết chuyện này được. Trước đây còn lo lắng công lực mình không đủ, nhưng hiện nay đã là thất đẳng đỉnh rồi, hẳn là có đủ năng lực giải quyết chuyện này nhưng vẫn mãi chưa làm, trong lòng dĩ nhiên áy náy. Tuy nhiên, Trương Đại Sư cũng không tệ, nhìn con gái ngày một tốt hơn tâm tình cũng tốt, nên cũng chẳng thúc giục Diệp Phàm. Cho nên, hiện nay vừa nghĩ đến năng lượng của Trương Đại Sư, trong lòng Diệp Phàm tự nhiên cảm thấy không phải. Chuyện lần trước còn chưa giúp người ta giải quyết xong, giờ lại định làm phiền người ta.
kể ra trong lòng Diệp Phàm mà không áy náy thì có còn lương chi nữa không? Diệp Phàm nghĩ lần này giải quyết chuyện phó chủ tịch thành phố Trung xong nhất định phải đi Hàn Quốc một chuyến. Hơn nữa, trong lòng Diệp Phàm cũng tức giận, đám Triều Tiên dựa vào cái gì mà dám ngông nghênh trước mặt đại gia Trung Quốc mênh mông chúng ta. Dĩ nhiên, chuyện đi Hàn Quốc giáo huấn Kim gia Diệp Phàm trong lòng đã dự định xong rồi. Ừ, làm vậy cũng được, nhưng thầy phong thủy nổi tiếng không dễ tìm. Lý Long liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Kỳ thực, dương không được thì dùng âm cũng được, chẳng hạn làm cho ngôi nhà cũ đó tệ đi, chẳng hạn như đồn thổi có ma quỷ xuất hiện gì đó. Có lẽ lão Trung sẽ tin mà chuyển đi thôi. Không ổn, một là chúng ta làm chưa chắc người ta đã tin. Vì người ta đã mời nhiều thầy phong thủy nổi tiếng đến xem rồi. Xã hội này, lời nói dối mà nhiều người nói thì cũng thành chân lý. Cho nên, thời điểm này cực kỳ quan trọng, bảo người đến dở tròn, người ta sẽ cho rằng là do lã bột toàn đang dở trò quỷ. Hơn nữa, dù chúng ta là Trung gia bỏ đi rồi, cũng chẳng dễ nói với lã bột toàn chuyện này, nói chung là chẳng có ý nghĩa gì cả. Diệp Phàm lắc đầu, lại cười nói. Về thầy phong thủy tôi cũng không gấp, những người này dù nói tính cách quái lạ nóng nảy hơn người thường, nhưng, luôn có điểm yếu có thể nắm được. Trương Đạo Lâm là được rồi, người này anh nghe qua chưa? Trương Đạo Lâm, chính là đại sư trắc địa cho bộ tài chính sao? Lý Long trong lòng cả kinh, hỏi. Đương nhiên, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười. Lý Long cười nói. Anh Diệp dùng cách gì để lung lạc ông ta, tôi đây cũng hơi tò mò. Kỳ thực những người này đều được người ngoại giới xưng là cao nhân. Nghe nói những cán bộ cấp tỉnh ra mặt, nói chuyện không đúng khẩu vị của ông ta thì không mời được đại sư chân chính, quá khó mời. Ha ha, vừa hay tôi lại nắm được chút chuyện nhỏ của ông ta trong tay. Chân của con gái ông ta bị gia tộc Kim của Hàn Quốc làm bị thương. Tôi đang châm cứu cho cô ấy. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. May mắn quá. Lý Long lắc đầu có chút cảm thán, chợt nói thêm. Còn về bí thư lã bột toàn của quận Triều Dương, người này chúng ta cũng có thể nắm được điểm yếu. Ừ, nói thử đi, điểm yếu gì? Diệp Phàm cũng hứng thú. Điểm yếu của người này là con trai ông ta Lã Phong. Nghe nói anh ta có mở một công ty đại địa khá uy phong, tại sao gọi là đại địa, vừa nghe cái tên này, đã biết là kinh doanh đất đai rồi. Đại địa thì là đất đai thôi. Lý Long cười thần bí. Làm đất đai. Chẳng lẽ gã ngầm dùng uy quyền của cha để ép xuống? Phương diện đất đai, phê duyệt sai quy định, giao dịch ngầm, đầu cơ đất đai. Chắc hẳn công ty đại địa kia chỉ là cái vỏ công ty, kỳ thực chuyên buôn bán qua tay. Mua đất của nhà nước giá thấp, sau đó bán cho chủ đầu tư khai thác bất động sản kiếm thành lợi nhuận lớn đúng không? Nghe nói từng có con của một cán bộ mua một m2 đất giá 1.000, mua về một mảnh lớn, cuối cùng sang tay. Một M2 thành 20-30 ngàn. Kiểu trung gian lợi nhuận gấp mấy chục lần này có thể nói là món lãi cách xù. Đây chính là biểu hiện trực tiếp nhất của biến quyền thành tài. Diệp Phàm thản nhiên nói. Đúng là như vậy, dù nói cán bộ đó sau này bị đối thủ chơi ngầm, việc này phơi ra ánh sáng, nhưng từ đó có thể thấy, phương diện giám sát của chính phủ chúng ta còn yếu kém ở nhiều mặt. Quyền lực cán bộ quá lớn, sinh ra hủ bại, hoặc là bản thân cán bộ tốt. Nhưng người nhà của ông ta lại hủ bại. Lý Long cũng thở dài. Không phải là yếu kém, căn bản là không có. Bên giám sát cũng là người của chính phủ, lãnh đạo làm chuyện xấu, bọn họ làm sao dám đi giám sát chuyện xấu của lãnh đạo được. Hiện nay dù hô cao khẩu hiệu dân chủ, nhưng, dân chủ chỉ là khẩu hiệu, thực sự muốn thành hiện thực, khó lắm. Cho nên, bộ phận giám sát nhất định phải độc lập thì mới có thể có tác dụng giám sát được. Tôi thấy. Phải làm trong sạch bộ máy chính trị như Hồng Kông thì mới có hiệu quả. Diệp Phàm hơi lắc đầu. Lập tức khoát tay nói. Không nói nữa, những thứ nhàm chán đó, coi như là tật từ xưa đến nay, vì vậy, cũng không phải một mình anh hay tôi có thể thay đổi được. Thay đổi phải có quá trình, cứ từ từ đi, pháp chế kiện toàn, thì chuyện này cũng sẽ tốt hơn. Nhưng, tôi muốn hỏi anh, trong lớp huấn luyện của tôi có đồng chí tên Tần Thiên Minh, hiện làm lớp trưởng. Nghe nói là có quan hệ với phó chủ tịch quân ủy Tần. Tần Thiên Minh. Lý Long thì thào một chút, chợt nghĩ ra, cười nói. Người này là cháu của Tần Chí, cháu ruột, không phải cháu họ. Nói ra tên của cha anh ta chắc là anh biết, ông ấy là Tần Đại Hòa, em ruột của phó chủ tịch Tần,
hiện nay đảm nhiệm chính ủy ở báo Săn Thủy Châu. Chắc anh đã nghe anh Thiết nói đến ủy viên Tần Chính, còn Tần Thiên Minh là phó tổng giám đốc tập đoàn Long Năng Quốc tế, dĩ nhiên là một quan lớn cấp thứ trưởng. Nhưng, công ty điện lực tập đoàn Long Năng Quốc tế là một trong những tập đoàn dưới hình thức quốc gia. Là doanh nghiệp nòng cốt được Quốc vụ viện phê chuẩn, là thí điểm công ty cổ phần quốc gia và là cơ cấu được quốc gia trao quyền đầu tư, là một trong 500 doanh nghiệp lớn thế giới, tài sản cực lớn, hơn 30% trạm điện lớn nhỏ của nước ta đều là do tập đoàn bọn họ xây dựng. Người đó sống thế nào? Diệp Phàm vừa nghe thấy hứng thú. Sống à, kể ra không mặn cũng chẳng nhạt, anh ta không phải loại công tử thế gia càn rõ, nhưng thế gia vẫn đem lại cho anh ta cảm giác mình ưu tú hơn người thường. Cảm giác này có lẽ không phải là anh ta cố ý làm, mà là cảm giác tự nhiên. Nhưng, muốn đưa anh ta vào trong vòng tròn, cũng tương đối khó. Chỉ là, anh ta với anh là bạn học cùng lớp, cũng có thể thử tiếp xúc xem sao. Dù không thể dung nhập vào vòng tròn, nhưng cũng chẳng thiệt thòi gì đúng không nào. Lý Long cười cười. Ừ, tôi nghĩ, trong tỉnh muốn làm thủy lợi. Giao tiếp với người này cũng là một trợ lực lớn, hoặc là đầu tư trạm điện thoại xuống địa phương mà anh quản lý, cái đó cũng hết mấy trăm triệu, đúng là thần tài mà. Diệp Phàm cảm thán nói. Ừ, công trình vài trăm triệu đối với chủ tịch địa khu, chủ tịch thành phố mà nói là khoản tiền lớn, nhưng đối với Tần Thiên Minh như anh ta, chỉ cần một nét bút đã có thể quyết định được, có tiền, chính là chiêu bài của Long Năng Quốc tế. Lý Long cười gật đầu. Hơn nữa. Còn có hai lớp phó, là Đường Lâm và Yên Phi. Tôi thấy hình như Tần Thiên Minh không qua lại với Đường Lâm, có phải giữa hai người trước kia xảy ra chuyện gì không? Diệp Phàm hỏi. Đường Lâm, người này không đơn giản. Lý Long nói. Không đơn giản, đích xác không đơn giản, hơn 40 tuổi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Không có chỗ dựa sau lưng, hẳn không thể có chuyện này. Diệp Phàm gật đầu. Cái danh này không có gì cả. Mấu chốt là người này chính là em trai của hiệu trưởng trường Đảng Trung ương Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông. Lý Long vừa nói, trong lòng Diệp Phàm quả thực có chút chấn động. Nên biết, theo quy củ ngầm của nước Cộng Hòa, Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, lãnh đạo chân chính cấp quốc gia. Là người nối nghiệp mà Chủ tịch Trấn Sơn Hà đang bồi dưỡng. Thời cổ đại gọi là Thái tử, khó trách mặt Đường Lâm lại ngông nghênh như vậy, có gia thế như vậy sao có thể không kiêu ngạo được chứ? Ồ, thì ra là vậy. Diệp Phàm gật đầu, có chút chua xót. Yên Phi thì tôi không rõ lai lịch lắm. Lý Long nói, nhìn Diệp Phàm một cái, đưa một xấp tài liệu lên. Đây là toàn bộ tài liệu chính xác Lã Phong con của Lã Bột Toàn đã vi phạm quy chế, chỉ dựa vào cái này, chúng ta hoàn toàn có thể đưa Lã Phong vào tù ăn cơm vài năm rồi. Cái này, tôi giao cho anh, nếu anh cho rằng dùng được thì cứ dùng. Cảm ơn người anh em, phiền anh quá. Diệp Phàm hơi ngượng ngùng nhận tài liệu. Anh, mấy hôm trước biểu hiện của Chủ tịch Trấn hơi lạ đúng không? Đường Lâm ngồi trên sofa, có chút câu nệ hỏi Đường Hạo Đông. Đường Lâm dù nói là em ruột của Đường Hạo Đông, nhưng hai người tuổi cũng suýt soát nhau. Đường Hạo Đông hiện tại là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Bí thư Ban Thư ký Trung ương, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. Sao em trai Đường Lâm này chủ mới làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục? Đường Hạo Đông gây áp lực rất lớn cho Đường Lâm, cho nên, dù là trước mặt người ngoài Đường Lâm thể hiện rất quy củ, có khi hơi cao ngạo, nhưng, mỗi lần thấy anh trai, Đường Lâm tương đối sợ, có thể dùng mèo thấy chuột để hình dung vẫn còn chưa đủ. Hừ! Đường Hạo Đông hừ một tiếng, coi như cảnh cáo Đường Lâm, liếc mắt chăm chú nhìn em trai, sau đó mới nói. Chú nói vậy là sao? Sao có thể nói về chủ tịch như vậy, nhớ cho kỹ, sau này không được nói bậy. Chủ tịch biểu hiện kỳ lạ thế nào, chú nói tôi nghe. Cái này, cái đó. Đường Lâm lập tức im lặng, thì thào một lúc, như học sinh bị phạt, rất căng thẳng. Tiểu Lâm, giờ chú đã là quan lớn cấp thứ trưởng rồi, mỗi lời nói hành động vô cùng quan trọng. Có thể, tiền đồ chính trị của cậu có thể mất hết vì một câu nói. Nghĩ đi, câu nói của cậu mà rơi vào tai chủ tịch. Ông ấy sẽ nghĩ gì, rất không thích hợp. Đường Hạo Đông giọng điệu nhẹ nhàng hơn, cũng hiểu là mình đã đem áp lực quá lớn cho em trai. Chương 1282, Kiều Viễn Sơn có chút buồn bực. Kể ra, Đường Hạo Đông cũng rất coi trọng người thân, cậu em trai này, cũng là do ông chiếu cố mãi mới lên chức. Đương nhiên,
Đường Lâm cũng không phải a đầu, năng lực bản thân vượt qua thử thách cũng là một nguyên nhân quan trọng. Em hiểu rồi, là lúc ông ấy nói chuyện với đồng chí tên Diệp Phàm. Em suy nghĩ mấy ngày rồi, cảm thấy chắc chắn ông ấy có quen Diệp Phàm. Hơn nữa, còn có chút ấn tượng. Cho nên, em lén cho người điều tra lai lịch của Diệp Phàm. Thấy người này xuất thân bình thường, ở thủ đô căn bản chẳng có quan hệ với gia tộc lớn nào. Hơn nữa, hắn cũng chưa có cơ hội gặp chủ tịch, cho nên, em cảm thấy hơi khó hiểu. Càng trùng hợp hơn nữa là ngay cả lãnh đạo trường đảng không ngờ cũng cho Diệp Phàm làm lớp phó, hắn chẳng qua mới chỉ là phó giám đốc sở cấp thôi. Trong lớp chúng em, hắn chỉ là đệm lót. Đường Lâm giờ dùng từ đã chú ý một chút, không dám nói đến từ kỳ lạ nữa, mà chỉ dùng có chút không hiểu. Ừ, chú có thể chú ý đến chi tiết này, tốt lắm, chứng tỏ chú đã thành thục rồi. Nhưng tâm tư của chủ tịch chú đừng nghiền ngẫm lung tung, cứ làm cho tốt công việc của mình đi. Trước mắt mà nói, cậu phải nắm thời cơ thể hiện chính mình, cố gắng tranh thủ được bằng cấp đặc biệt ưu tú. Lớp nâng cao lần này không chỉ ban tổ chức cán bộ tương đối coi trọng, ngay cả trung ương cũng muốn thấy biểu hiện của lớp nâng cao. Bọn họ muốn dùng hình thức này, để lấy cũ dẫn dắt mới, dùng những đồng chí kinh nghiệm phong phú để thúc động các cán bộ bên dưới. Nếu thử nghiệm có hiệu quả thì sau này có khả năng sẽ mở rộng. Đường Hạo Đông cẩn thận dặn dò. Liếc mắt nhìn em trai một cái, nói thêm. Đương nhiên, người để lại ấn tượng với chủ tịch, chứng tỏ người này chắc chắn có nguyên nhân để lại ấn tượng với chủ tịch. Chú không tra ra, nghĩa là gì, chú có hiểu ý tôi không? Em hiểu rồi anh, em sẽ thử tiếp xúc với hắn. Đường Lâm gật đầu. Ừ. Đường Hạo Đông gật đầu, kỳ thực. Lai lịch của Diệp Phàm anh ta sớm đã biết. Là người nối nghiệp tương lai của nước Cộng Hòa, là Thái tử, Chủ tịch Trấn đương nhiên cũng sẽ để lộ chân tướng. Tuy nói thời gian vẫn còn mấy năm nữa, những bí mật về tổ đặc nhiệm A này Đường Hạo Đông đã bắt đầu quan sát dần dần. Thằng nhãi này, rốt cuộc là sao chứ? Kiều Viễn Sơn ngồi trên sofa, có chút buồn bực. Đối diện chính là anh trai Kiều Hoành Sơn tư lệnh đại quân khu Lĩnh Nam, mới từ Lĩnh Nam trở về. Sao vậy Viễn Sơn, là ai đã chọc chú bực mình vậy, ha ha, không thể tưởng tượng đu dợp, Đường Đường là ủy viên Bộ Chính trị. Trưởng ban tổ chức Trung ương Đại hiệp Kiều Viễn Sơn mà cũng bị người ta chọc cho tức giận thế này, thằng nhãi đó là ai nào? Kiều Hoành Sơn sang sảng mỉm cười, chế giễu cậu em ruột. Ai dám chọc ba của con đi giáo huấn hắn một trận, hừ. Con trai thứ hai của Kiều Viễn Sơn, Kiều Thanh Dương nói đùa, còn giả bộ nắm nắm đấm. Giáo huấn, con còn chưa đủ cái tát của người ta. Kiều Viễn Sơn nhìn con một cái, tức giận nói. Ba, con kém vậy sao? Ba coi, con trai ba đang tuổi lớn, mới hao mấy tuổi, giờ đã là trung tá bộ tổng tham mưu. Lần trước bảo ba nói chuyện với lãnh đạo của chúng con, ba không chịu ra tay, thế mà con không phải thăng từ thiếu tá lên trung tá rồi đó sao, ha ha. Không phải là dễ như trở bàn tay, dễ dàng thu phục sao? Kiều Thanh Dương hơi đắc ý. Đắc ý cái gì, người ta không phải là nể mặt ba à, anh cho rằng anh được bao nhiêu cân lượng, lãnh đạo tổng tham mưu mà thèm để anh vào mắt mới lạ. Cả ngày chỉ biết lái xe hóng gió xưng hùng, thật sự coi mình là thái tử gia à, nói cho anh biết, thái tử gia ở Bắc Kinh này nhiều lắm, anh, chỉ được coi là hạng hai thôi. Bình thường luyện thêm võ, xem nhiều sơ đồ quân sự một chút, xem càng nhiều, hỏi càng nhiều thì mới có nhiều kiến thức. Kiều Viên Viên ngồi bên cạnh không th cho anh trai Kiều Thanh Dương, lập tức tạt một gáo nước lạnh. Em gái à, em nói như vậy em cho là thằng nhãi trong lòng em lợi hại đúng không? Lợi hại cái dám, nếu không có Kiều gia chúng ta giúp đỡ, thằng nhãi đó có thể thắp hương lên đến giám đốc sở không, khoe khoang cái gì? Còn chơi trò ngang bướng, em xem họ khác gì con cua không? Kiều Thanh Dương không phục, biết em gái Kiều Viên Viên ở nhà được cưng chiều. Không dám chọc vào em gái, kết quả, đành chuyển mục tiêu, nhắm vào đồng chí Tiểu Diệp đáng thương chịu tội thay. Anh, liên quan gì tới anh ấy chứ? Anh lại bậy bạ rồi. Kiều Viên Viên bị chọc tức, nghĩ đến thái độ của ba đối với Diệp Phàm, trong lòng lập tức chua xót. Sao lại không liên quan, em cả ngày cứ khen cái tên nhãi đó ngon lành sao? Một trong những cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ tuổi của nước Cộng Hòa có xuất thân bình thường gì chứ? Ai mà chẳng có hai tay chứ, ngay cả anh mà cũng bị hắn ép đến nỗi nói không nên lời. Anh thấy chưa chắc đâu, không phải chỉ là một phó giám đốc sở nhỏ thôi sao?
Kiều Thanh Dương khó kiếm được người chút giận, nên bây giờ tung hết sức mạnh, suýt nữa thì đùa bỡn đồng chí Diệp Phàm không đáng một đồng. Kể ra trong lòng Kiều Thanh Dương cũng rất quỷ, vì, có nhiều người trong vòng của thằng nhãi này nhìn thấy Kiều Viên Viên là không ngủ được. Dĩ nhiên là do Kiều Viên Viên quá đẹp rồi, cho nên, bao nhiêu thái tử ra suốt ngày lải nhải bên tai Kiều Thanh Dương, muốn Kiều Thanh Dương giật dây, làm mai mối cho hai bên làm quen gì đó. Nhưng, Kiều Viên Viên từ khi quen Diệp Phàm, căn bản là chẳng chịu đi gặp nữa. Vì thế đám bạn trong vòng của Kiều Thanh Dương bấn cợt, nói gã là một đại lão gia, con trai của ủy viên Bộ Chính trị mà ngay cả em gái cũng chẳng quản được gì đó. Thằng nhãi này dĩ nhiên tức giận, nhưng lại chẳng làm gì được Kiều Viên Viên. Gã biết Kiều Viên Viên luyện võ, dùng nắm đấm nói chuyện thì chắc chắn mình sẽ lập tức thành bao cát. Vì, mới đây anh trai Kiều Báo Quốc đã là một ví dụ sống. Có khi còn bị Kiều Viên Viên đánh cho mặt mũi bầm dập. Còn mình, dù nói cẩn thận, nhưng cũng mấy lần thành đầu heo rồi. Đối với cô em gái này, chỉ có thể dùng thủ đoạn ngầm thôi. Không phải chỉ là một phó giám đốc sở nhỏ bé sao? Thằng nhóc con thử sách về một phó giám đốc sở nhỏ bé ba coi nào. Người ta ấy à, còn mạnh hơn con đó. Con coi coi, người ta lớn hơn con bao nhiêu, người ta đã là phó giám đốc sở tồi, mà, tự coi lại bản thân cho tốt đi. Kiều Viễn Sơn đột nhiên mở miệng, cho cậu con trai Kiều Thanh Dương một hạt dẻ. Con chẳng thấy hắn mạnh hơn con ở điểm nào cả. Kiều Thanh Dương thấy có bác ở đây, biết cha sẽ không làm gì mình. Nên cãi lại. Không mạnh hơn so với con à, người ta giờ đang đi lớp năng cao cán bộ thanh niên trung niên kiệt xuất của trường đảng Trung ương. Nghe nói, con được làm lớp phó. Con nên biết, trong cái lớp đó, còn có cán bộ cấp thứ trưởng, là lấy cũ kéo mới, bằng không, con có bản lĩnh thì thử vào đó đi. Hơn nữa, Kiều Viễn Sơn hận không rèn sắt thành thép được, khoát tay, không nói gì nữa. Đến trường đảng Trung ương, đến lúc nào, sao con không biết? Kiều Viên Viên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nó không nói với con à. Kiều Viễn Sơn hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn con gái Kiều Viên Viên một cái. Vẻ mặt hơi phức tạp, hơn nữa, hình như có hơi kinh ngạc. Chắc chắn là nó không nói với em rồi, ha ha. Xem ra, người ta, ha ha, không để công chúa của chúng ta vào mắt rồi. Kiều Thanh Dương vừa nghe thấy, lập tức đắc ý, vui vẻ gây chiến, hơn nữa. Trong lời nói có ý châm chọc em gái. Thằng nhãi này khó có được cơ hội tốt như thế. Sao anh ấy lại tránh con? Ba, lớp nâng cao đó khi nào khai giảng? Kiều Viên Viên không thèm để ý đến anh trai, hỏi ba. Khai giảng hơn một tuần rồi. Kiều Viễn Sơn thản nhiên nói. Hơn một tuần rồi. Kiều Viên Viên thoáng hiện tia kinh ngạc, chợt, người trầm mặc, ngồi xuống sofa không nói gì, hơn nữa, khóe mắt mơ hồ có những giọt lệ. Viên Viên, chắc nó bận quá. Con không biết chứ, trường đảng Trung ương quản lý nghiêm lắm, không thể tùy tiện xin nghỉ được. Nó còn trẻ, đến trường đảng huấn luyện nâng cao, đây là cơ hội tốt lắm. Lại là lần đầu tiên, cơ hội không dễ dàng gì. Viễn Sơn, cơ hội lần này chú cho nó à, xem ra, chú cũng không nỡ nhẫn tâm đúng không? Kiều Hoành Sơn cười ha ha nói, nhìn Kiều Viên Viên, trên mặt, có vẻ mờ ám. Kiều Viên Viên vừa nghe. Lập tức gióng tai lên, mắt nhìn chằm chằm ba, nếu thực sự là ba làm, chứng tỏ ba đối với Diệp Phàm ngoài mặt lạnh trong lòng ngầm khen ngợi, nói năng chua ngoa nhưng trong lòng thì mềm như đậu hủ. Đơn giản là hy vọng Diệp Phàm có thể tiến bộ, trong lòng Kiều Viên Viên dĩ nhiên là nhìn thấy hy vọng. Không phải, không liên quan đến em. Kiều Viễn Sơn kiên quyết lắc đầu, liếc nhìn con gái một chút, nói thêm. Chẳng có chút ám chỉ gì hết. Chắc chắn là con bé Phượng Khuynh Thành ghê gớm kia làm, hừ. Kiều Viên Viên nổi cơn ghen, mặt sắp trắng như củ cải rồi. Không phải Phượng gia làm, bà cũng đang buồn bực, sau đó nghe ngóng, mới biết danh ngạch là do Triệu Sương Sơn cho, Triệu gia này, thực sự có dụng tâm gì. Kiều Viễn Sơn lập tức phủ quyết. Triệu Tứ, hừ. Kiều Viên Viên càng ghen tuông, không ngờ còn trách tội lên đầu Triệu Tứ, trong lòng cô. Cho rằng Triệu gia chẳng có lý do gì đưa một danh ngạch lớn như vệ hiệu cho Diệp Phàm cũng chẳng nhờ mình. Nhưng lại đi hỏi Triệu Tứ, Kiều Viên Viên có cảm giác như bị đứng bên lề tình yêu. Triệu gia thực sự cam lòng sao, nghe nói lần này mỗi tỉnh được 2 danh ngạch, Việt Đông là tỉnh lớn được 3 danh ngạch. Hàng nghìn hàng vạn cán bộ tranh đoạt, cơ hội rất khó,
lúc khai giảng nghe nói đích thân chủ tịch Trấn cũng tới. Kiều Hoành Sơn thản nhiên nói, có chút cảm thán. Vâng, bên ban tổ chức trung ương bọn em cũng có phái 3 cán bộ cấp sở, cạnh tranh khốc liệt lắm. Chẳng thua gì cạnh tranh đề bạt lên chức giám đốc sở vậy. Thế nên, ban tổ chức trung ương các bộ và ủy ban trung ương còn phải thông qua thảo luận mới giải quyết được. Kiều Viễn Sơn cũng có chút chua xót lắc lắc đầu. Tăng nhiều quan ít, có thể đãi được một cơ hội không dễ, hơn nữa, cơ hội lần này cũng quan trọng. Nhưng, Viễn Sơn, không thành cũng đi học, chắc là cậu tranh thủ cho nó à? Kiều Hoành Sơn thản nhiên nói. Vâng, không thành suýt chút nữa là không được chọn rồi, nó cũng lớn rồi, muốn lên nữa cũng chẳng có đất diễn. Giờ đang là phó chủ tịch thành phố mặt hạng nhất của thành phố Phổ Hải. Muốn tiến vào thường vụ cũng khó. Kiều Viễn Sơn gật đầu, rút ra một điếu thuốc. Kiều Không Thành là em họ xa của Kiều Viễn Sơn, ủy viên tổ chức của lớp nâng cao cán bộ thanh, trung niên kiệt xuất, hiện đang đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố của thành phố Phổ Hải. Ừ, Kiều gia chúng ta cũng không có nhiều người lên được phó bộ. Thêm tôi với chú, cũng chưa đủ một bàn tay. Có hai đồng chí tuổi lớn quá rồi, cơ hội chắc cũng chẳng được là bao. Không Thành, còn chưa già, vẫn còn cơ hội. Chúng ta đẩy nó lên, cố gắng bỏ sức một chút. Có lẽ cũng có khả năng có một vị trí cấp bộ. Kiều Hoành Sơn gật đầu, liếc nhìn em trai, nói. Nhưng, thái độ của Triệu gia lần này cũng có chút kỳ lạ. Chương 1283, em để anh làm một tướng quân. Đúng là rất kỳ lạ, danh ngạch quan trọng như vậy Triệu Sương Sơn không để cho người của Triệu gia, sao lại đồng ý để cho người ngoài. Kiều Viễn Sơn lẩm bẩm nói, cũng có chút khó hiểu. Diệp Phàm người ta có năng lực, thảm án 88 là do chính anh ấy phá, còn được thủ tướng ca ngợi nữa. Kiều Viên Viên trong lòng đang ghen nhưng vẫn không quên nói vài câu giúp Diệp Phàm, thực sự trong lòng đã tính toán chu toàn. Đó là nhiệm vụ của nó, có năng lực gì chứ? Không phá được án, mũ quan trên đầu cũng bay mất. Còn không phải là vì mũ sao, đừng có coi trọng hắn quá. Viên Viên, con cũng sắp 23 rồi, sao còn khờ dại vậy chứ? Kiều Viễn Sơn nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn con gái một cái, tức giận, hừ nói. Ha ha, tôi nghe nói hôm khai giảng chủ tịch Trấn còn khen nó nữa. Kiều Hoành Sơn tin tức linh thông, cười nói. Em thực sự bực vì chuyện này, thằng nhãi đó sao có thể gặp được chủ tịch Trấn? Đừng nói là nó, chính bản thân em muốn gặp mặt chủ tịch một lần cũng phải xin phép rất lâu, hơn nữa, có được gặp hay không còn khó nói. Kiều Viễn Sơn lại nghĩ tới chuyện bực mình. Viễn Sơn, có một số việc không thể suy đoán theo lẽ thường, có lẽ, Diệp Phàm ngẫu nhiên có cơ hội nào đó gặp chủ tịch cũng khó nói. Ít nhất có thể chứng minh, tên của nó đã để lại chút ấn tượng mờ nhạt trong lòng chủ tịch. Đừng coi thường chút ấn tượng này, đối với cán bộ trong thể chế mà nói, ấn tượng đồng nghĩa với cơ hội đề bạt. Hơn nữa, tôi luôn có cảm giác cảm chủ tịch Trấn sẽ dừng bước, không chỉ thuận miệng hỏi hai câu đơn giản như vậy chứ. Kiều Hoành Sơn biết thân phận của Diệp Phàm trong tổ đặc nhiệm A, sở dĩ, không tiện chỉ ra, đành phải mịt mờ nhắc nhở em trai Kiều Viễn Sơn. Có lẽ là vậy, lúc ấy chủ tịch Trấn có nói nó còn trẻ mà đã làm phó giám đốc sở, anh, trong lòng em lúc đó cũng tương đối căng thẳng. Cái chức phó giám đốc sở đó của nó là do em đề bạt lên, đương nhiên, là lão Lý Bộ Quốc phòng mở lời. Lão Lý này em cũng nhìn không thấu, ông ta chẳng qua là thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Sao có thể là ủy viên quân ủy, hơn nữa, hình như chủ tịch Trấn đối với ông ta cũng tương đối tốt. Bất cứ lúc nào có thể ra vào Trung Viên Hải, ngay cả anh với em cũng phải có phê chuẩn đặc biệt mới được vào, lão Lý hình như có đặc quyền, bất cứ lúc nào có thể vào, giấy thông hành của ông ấy là vĩnh cửu đúng không? Kiều Viễn Sơn có chút buồn bực khó hiểu. Người ta đương nhiên có thể vào rồi, trước kia nghe đồn còn là người bảo hộ sát bên cạnh chủ tịch. Kiều Hoành Sơn trong lòng đương nhiên hiểu, miệng nói. Bình thường, chuyện này chú xử lý đúng lắm, lão Lý chú phải nể mặt. Người này có năng lực đặc biệt, cho nên mới được chủ tịch coi trọng. Vâng. Kiều Viễn Sơn nháy mắt đã hiểu, sắc mặt lập tức thay đổi, hỏi. Lão Lý tại sao lại bảo Diệp Phàm đi ngư đồng? Lão Lý sao có thể quen được Diệp Phàm, chuyện này cũng lạ thật. Ha ha, Diệp Phàm có năng lực, lão Lý chắc là muốn đưa nó đi ngư đồng. Vì thảm án 88, thằng nhãi đúng là không lười biếng, thật sự phá được án. Hơn nữa, hiện nay xem ra, hình như còn được Triệu Sương Sơn coi trọng. Đương nhiên,
đồng chí lão Triệu chắc chắn không có lòng tốt gì, để bà trọng dụng Diệp Phàm, đơn giản là mài nó thành con dao sắc, để cho anh ta dọn sạch chướng ngại ở Việt Đông thôi. Hơn nữa, tôi đoán đồng chí lão Triệu chắc chắn sẽ sắp xếp cho nó một nơi tốt để đi. Diệp Phàm hiện nay, nghe nói trong đầu đã dán chữ Triệu rồi, chắc hẳn, cũng là thủ đoạn của lão Triệu ra. Diệp Phàm tuy nói ra thế bình thường, nhưng năng lượng của nó so với đám cùng lứa, có thể coi là kiệt xuất. Chú không thấy à, bạn bè của nó, ai cũng có phân lượng. Người là động vật sống theo bầy đàn, người ta vì sao nguyện ý làm bạn với nó, trong đó, chắc chắn có nguyên nhân. Nhân cách là một sức hấp dẫn, còn những phương diện khác rất phức tạp khí cân nhắc. Kiều Hoành Sơn dù sao cũng lăn lộn trốn quan trường nhiều năm, cặp mắt kia, cũng sẽ không kém chút nào. Có lẽ là vậy. Kiều Viễn Sơn gật đầu, Kiều Viên Viên lén trốn ra ngoài, gọi điện thoại tới chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm, gần đây ở Ngư Đồng thế nào? Kiều Viên Viên rất thông minh, tra khảo Diệp Phàm trước. Nếu Diệp Phàm nói dối, Kiều Viên Viên có thể thực sự sẽ biến thành sư tử Hà Đông. Ha ha, ở Ngư Đồng cũng được, nhưng giờ anh lên Bắc Kinh rồi, đến trường đảng học. Vừa mới khai giảng, thật sự Rata Bana, cho nên vẫn chưa tới tìm em được. Diệp Phàm giật mình, Kiều Viên Viên đột nhiên gọi điện chắc chắn là đã biết chuyện gì. Hôm khai giảng chủ tịch Trấn khích lệ mình một chút chắc là đã đăng báo. Hơn nữa, dù không đọc báo, Kiều Viễn Sơn hôm đó cũng đích thân tới, chắc chắn đã nói cho Viên Viên, còn dám lừa gạt nữa thì xử chọc cho con cừu nhỏ biến thành sư tử Hà Đông mất. Hừ, có phải chạy qua nhờ và cô nàng Triệu Tứ không? Kiều Viên Viên căn bản không thèm để ý đến ai đó đang nói nhảm hừ giọng. Triệu Tứ, chưa gặp, mấy ngày nay ở trường đảng chưa đi ra ngoài. Sau khi thi xong lại đi dạo trường đảng, không ngờ là không gian ở đây cũng không tệ, có phong cách của lâm viên cổ đại. Diệp Phàm là khẩn trương đem Kiều Viên Viên chuyển sang vấn đề khác, đang chơi trò càn khôn đại na di thuật của Trương giáo chủ. Có điên mới tin lời anh, giờ anh đang ở đâu? Kiều Viên Viên hừ nói, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Đang ở Hồng Diệp Bảo, hay là... Em tới đây đi, chúng ta cùng ăn tối dưới ánh nến lung linh, sau đó vận động một chút. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Hứ, quỷ háo sắc, chẳng đứng đắn gì cả. Kiều Viên Viên mặt đỏ, hừ một câu, tuy nhiên, lại nói thêm. Được, chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến đi, em đến. Còn hoạt động khác à, anh đừng có mơ. Kia, đáng tiếc quá, vậy thì tiến hành bữa tối dưới ánh nến trước vậy. Diệp Phàm có chút mất mát. Dường như có mấy con sâu đang đục bới trong đầu, trong lòng ảo tưởng đến Kiều Viên Viên thì cây gậy dưới đáy quần cũng sẽ phát hỏa, bất giác nuốt ực một ngụm nước miếng bất nhã. Tất cả những chuyện này, cổ bang dĩ nhiên sẽ xử lý tốt. Buổi tối khoảng 5 giờ, Kiều Viên Viên mặc bộ váy trắng thuần khiết đến Hồng Diệp Bảo, Diệp Phàm vừa thấy, ưỡn ngực, hơi run nói. Đến rồi à, ôm lấy tay anh nào. Vô duyên. Kiều Viên Viên liếc mắt nhìn đồng chí đắc ý kia. Nhưng vẫn đưa tay ra. Tàng tang tang tang, tàng táng tàng tang. Đồng chí vô sỉ kia miệng lẩm bẩm hành khúc kết hôn, Kiều Viên Viên càng đỏ mặt, nhưng cũng không hé răng, còn dịu dàng nắm tay đồng chí có ý tưởng xấu xa bước vào đại sảnh. Hơn nữa, cặp mắt của Kiều đại tiểu thư hơi mơ màng, giống như đang chìm trong suy nghĩ lãng mạn. Cũng được chứ. Liếc mắt nhìn bàn ăn kiểu châu Âu dưới ánh nến, hắn nhìn chằm chằm vào cô nàng hai má đang ửng đỏ hỏi. Tuy nhiên, nến trắng đã được thằng nhãi Diệp Phàm này đổi thành nến đỏ. Nến trắng tuy rằng thánh khiết, nhưng người Trung Quốc ăn tối dưới ánh nến thì cũng phải chú ý đến đặc điểm của người Trung Quốc mới được, đây là lý luận của hắn. Anh, em, Kiều Viên Viên trong lòng hơi run lên, thùy mị như nưa chai chân mềm ra, cả người dán sát vào Diệp Phàm, bước chân cứ như mộng du. Lẽ nào vui quá nên bệnh mất rồi? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, việc đáng làm thì phải làm. Tay đưa ra, ôm chặt cô nàng vào lòng. Hơn nữa, bên người bị ngực của cô nàng cạ vào, cảm giác như thứ đồ chơi bên dưới hình như bị không khí lãng mạn kích động quá rồi. Anh mới bệnh đó. Kiều Viên Viên hừ giọng nói. Hôn một cái được không? Diệp Phàm vẻ mặt đáng khinh, cười nói. Anh dám, các cô ấy đang ở đây. Kiều Viên Viên nhìn thoáng qua bên cạnh bàn có hai cô nàng thanh lịch đang đứng. Hai cô nàng này là do cổ bang đặc biệt mời tới từ Tử Lâu xa hoa. Ban đầu Diệp Phàm cũng khá khen ngợi, nhưng bây giờ, thằng nhãi này vẻ mặt bực bội. Không sao, chỉ có bốn người chúng ta thôi,
thoáng một chút cũng không sao. Hai cô ấy là phục vụ của nhà hàng, nhìn mãi cũng quen rồi. Em không thấy, người nước ngoài vẫn hôn nhau trước mặt người khác gì đó, chúng ta đang có một buổi tối lãng mạn, em đang là bá tước phu nhân đấy, thế nào? Diệp Phàm vẻ mặt thành thật, nói, dĩ nhiên, chẳng có lòng tốt gì. Bá tước phu nhân, vậy anh là bá tước à? Kiều Viên Viên cố ý có chút khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái. Bá tước đã là cái rắm gì, ông đây là tướng quân. Diệp Phàm kích động, nói lộ ra. Tướng quân, anh mơ đi. Kiều Viên Viên trên mặt lộ vẻ khinh miệt, dĩ nhiên chỉ là đùa thôi. Chợt muốn đả kích ai đó, còn lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hai, em cũng muốn được gả cho một tướng quân, hiến thân cho tướng quân cũng đáng. Tướng quân à, hi hi hi, phu nhân của tướng quân oai phong biết bao. Đó là em nói đấy nhé. Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, lập tức ngẩng đầu lên, lén ngắm khuôn ngực căng tròn của Kiều Viên Viên. Trong lòng nghĩ, hai năm rồi, chỗ đó của cô nàng càng ngày càng phát triển, xem ra, mình mà được đụng vào đó sẽ khác, đáng tiếc, đến giờ hình như cũng chưa từng được đụng qua, thằng nhãi, nghĩ đến đây, trong lòng như lửa đốt, lại nuốt một ngụm nước miếng. Đương nhiên, chờ anh được thăng tướng quân Kiều Viên Viên em sẽ thật sự cho anh làm một tướng quân. Kiều Viên Viên vẻ mặt thành thật, nói. Đến lúc đó cũng đừng hối hận nhé đồng chí Viên Viên. Diệp Phàm giả bộ hơi tức giận, hừ nói. Thằng nhãi này, đang câu cá đó. Hi hi hi, tướng quân, tuy nói anh giờ đang là phó soái, nhưng cách tướng quân xa xôi lắm, thêm 10 năm nữa, có lẽ có thể với đến độ cao này. Cho nên, Kiều Viên Viên em mỏi mắt mong chờ, khi nào anh làm tướng quân thì sẽ thật sự cho anh làm tướng quân. Kiều Viên Viên cười, giống một yêu linh đáng yêu, đột nhiên, ghé sát bên tai Diệp Phàm thì thầm nói, đương nhiên, là chỉ thân phận phó soái tổ số 8 tổ đặc nhiệm của Diệp Phàm, cái này, Kiều Viên Viên đã biết, đối với cô ấy mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Được, ăn tối đi, ăn xong anh sẽ làm em nhớ suốt đời. Diệp Phàm cười quỷ dị, nắm tay Kiều Viên Viên, đưa cô ngồi chậm chậm xuống ghế. Bữa tối dưới ánh nến vô cùng lãng mạn. Kiều Viên Viên rất thoải mái, cũng vui vẻ, uống một chai rượu, mặt đã đỏ hồng rồi. Viên Viên, hôm khai giảng Chủ tịch Trấn có đến và đã khen anh. Diệp Phàm có chút đắc ý cười nói. Em biết, bác em nói rồi, không phải chỉ chào hỏi anh thôi sao, đáng đắc ý vậy không? Kiều Viên Viên không quên đả kích đồng chí này một chút. Không biết lúc đó Trương Vệ Thanh đến nhà em, thái độ cha em như thế nào? Diệp Phàm gấp gáp chuyển đề tài. Hỏi. Em cũng cha nua rõ, chuyện này cha em không nói gì, ông ấy luôn làm việc như vậy, chẳng để chúng em biết được gì. Kiều Viên Viên lắc đầu, trong lòng có chút lực bất tòng tâm. Chương 1284, em là đào của anh. Bình thường, Diệp Phàm tuy nói là tiếc nuối, nhưng chẳng so đo gì trong đầu. 11 giờ ăn cơm xong, cuối cùng Diệp Phàm bảo hai nữ nhân viên ra ngoài, để tự mình rót rượu cho Kiều Viên Viên. Dần dần hai người từ đầu ngồi tách riêng thì giờ đã ngồi cùng chỗ. Em đi về đây, anh đưa em về có được không? Anh, ánh nến ngày hôm nay em sẽ nhớ suốt đời. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, có chút tiếc nuối nói. Về à, vội gì chứ? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, giơ tay sờ lên trên ngực cô, coi như là để lấy, lãi. Bàn tay anh thật là gian xảo, đàn ông các anh thật là. Kiều Viên Viên cũng khá là đắc ý. Bởi vì, cô rất tự tin về vòng một của mình. Bình thường mà, cái đàn ông thích là nội hàm bên trong. Diệp Phàm cười nói, thực ra chỉ để ngụy biện. Anh đúng là lẻo mép. Kiều Viên Viên hừ nói. Viên Viên, em đợi đã, 2 phút nữa trôi qua thì vào phòng ngủ của anh. Diệp Phàm cười nói, nhưng thực ra rất thành thật. Không được, anh đừng có nằm mơ. Kiều Viên Viên lập tức từ chối, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Anh không có ý kia đây, mà muốn tặng em một món quà lớn, em coi anh là loại người đó sai. Hơn nữa, nếu Diệp Phàm này dùng sức mạnh thì phụ nữ trong thiên hạ này có thể thoát được sao? Diệp Phàm đột nhiên hào hứng quá, nhìn chằm chằm vào Kiều Viên Viên thanh minh. Món quà lớn, vậy thì được. Kiều Viên Viên đương nhiên là tin Diệp Phàm rồi, vừa nãy cô cũng chỉ cố ý nói vậy mà thôi. 5 phút, trong lòng Kiều Viên Viên có muôn vàn ý tưởng. Một lúc sau lại nghĩ liệu có phải Diệp Phàm tặng nhẫn cưới cho mình không, hay là tặng quần áo cho mình. 5 phút sau,
Kiều Viên Viên chậm rãi bước về phía phòng ngủ của Diệp Phàm. Chần chừ một lúc, cô cắn răng, khẽ đẩy cửa bước vào. Lập tức, cô ngây người, một lúc sau mới nói. Anh đúng là biết diễn đấy, anh mượn bộ quần áo tướng quân vậy. À, có phải Thiết Chiêm Hùng cho anh mượn hay không? Nhưng dáng người ông ấy béo hơn anh nhiều, hay là anh mượn của Lang Phá Thiên? Diệp Phàm này mà phải mượn quần áo của người khác sao? Đồng chí Viên Viên, em còn nhớ lời hứa ban nãy chứ? Diệp Phàm tỏ ra nghiêm túc nói. Đương nhiên là nhớ, nhưng, cái này giả, không tính. Kiều Viên Viên cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Em lại đây. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Làm gì, đóng giả mà say sưa vậy. Viên Viên oán trách Diệp Phàm một tiếng, nhưng cũng đi tới. Trong hộp này chính là món quà anh tặng cho em mở ra xem đi. Diệp Phàm đưa ra một hộp bằng gỗ, có vẻ khá thần bí, nói. Vâng. Kiều Viên Viên đồng ý, trong lòng khá là kích động, cô khẽ mở ra, lập tức cô như biến thành người đá. Phải mất một lúc sau mới khôi phục lại được bình tĩnh, nói. Anh được thăng chức tướng quân rồi, đúng là thật sao? Không thể giả được. Diệp Phàm thận trọng gật đầu, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, nhưng Diệp Phàm phát hiện Kiều Viên Viên không giống với những lần trước đây, thân mình cô run rẩy. Hai người ôm nhau một lúc lâu, Kiều Viên Viên ngượng ngùng nói. Anh, em đi tắm đã. Buổi tối anh chính là tướng quân của em rồi. Viên Viên, để anh đưa em về. Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sắc mặt Viên Viên thay đổi, tâm trạng trở nên rất phức tạp. Không phải, tư tưởng công tác của ba em tạm thời vẫn chưa thông. Anh nói rồi, đợi Kiều ra mở cửa đón anh, rồi anh mới đến hái đào. Diệp Phàm nhìn cô với ánh mắt kiên nghị. Em là quả đào của anh, bất luận là ba em có đồng ý hay không. Em vẫn sẽ chờ anh. Kiều Viên Viên nhẹ giọng ôm chặt lấy Diệp Phàm. Sau khi đưa Kiều Viên Viên về nhà, về tới Hồng Diệp Bảo, hắn tự mắng. Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, mày đúng là sĩ diện quá, cơ hội có một không hai như vậy mà không biết nắm lấy. Ngày mai Viên Viên tâm tư thay đổi, muốn cầm tay cũng khó ấy chứ. Hiện tại hắn chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong. Hơn nữa. Huyết chăn kia không ngờ lại, nổi lên, thân mình Diệp Phàm lúc này giống như lửa đốt. Hắn vội vàng ngồi xuống, nhưng càng ngày càng nóng hơn, đến hai mắt cũng đỏ cả lên. Tẩu hỏa nhập ma. Trong đầu Diệp Phàm bỗng xuất hiện mấy từ này. Diệp Phàm khắc chế để thân thể mình không bị tự hủy hoại, trong những tình huống như thế này nếu người luyện võ không chịu được điều này thì cuối cùng sẽ tự hủy hoại bản thân mình. Tuy nhiên, hình như không được rồi, càng ngày càng khó chịu hơn. Dường như sắp rơi vào trạng thái điên cuồng rồi. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Phàm xuất hiện một ý niệm, biện pháp để tự cứu mình đương nhiên là có. Lúc trước ở Thái Lan nghe sư bá Phí Thanh Sơn nói, nếu huyết chăn nhiều hơn mức dương cương, thì phải âm nhu của nữ giới để điều tiết. Tuy nhiên, hiện tại Diệp Phàm đang rơi vào tình trạng, quá cuồng, rồi, không có mấy phụ nữ chịu nổi, sức tàn phá của hắn. Hơn nữa, một người e là không đủ, mà phải ba bốn người. Và lại, làm chuyện này người ta phải tự nguyện. Trong lúc bị giày vò, trong đầu thằng nhãi này liền xuất hiện ba chữ bát quái môn. Nghe Vương Triều nói, hiện giờ trưởng môn của bát quái môn có tên là Bạch Phác, con trai tên là Bạch Thủy Dương, là chủ tịch tập đoàn Bát Xương. Còn nghe nói bát quái môn có một vật thần bí tên là Âm Dương Sâm. Nghe Vương Triều nói, Bạch Phác có thân thủ lục đẳng, mà Bạch Thủy Dương có thân thủ ngũ đẳng. Đương nhiên điều này Diệp Phàm cũng chẳng bận tâm mà làm gì. Mà là vật có tên là Âm Dương Sâm kia, đã có tên như vậy, thì chắc chắn là có khả năng trị được âm dương. Tuy nhiên, bát quái môn hiện ở nơi nào Diệp Phàm cũng không rõ, lúc đó chỉ nghe Vương Triều nói qua mà thôi. Và lại giờ muộn thế này đi khắp Bắc Kinh để tìm cũng phiền phức. Vật quý như vậy sao có thể dễ dàng kiếm được? Thằng nhãi này trong lòng nghĩ, lập tức cố nén để gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng. Lão Thiết vừa nghe vậy đã cuống cả lên, 5 phút sai đã điều tra xong chỗ của bát quái môn. Mà Diệp Phàm vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng phanh xe, ngẩng mặt lên, không phải Lang Phá Thiên thì còn ai nữa. Lên xe đi, Lão Thiết đã đến bát vũ môn rồi. Lang Phá Thiên nói lớn, Diệp Phàm cũng vội nhảy lên xe. Điều kỳ quái là buổi tối chiếc xe này có chút khác thường, chiếc xe rách nát như vừa nhặt về từ trạm thu mua phế liệu vậy. Người anh em! Đừng nhìn chiếc xe rách này, nó cũng giống như chiếc xe trước của cậu, chỉ là cải trang vậy thôi, hôm nay cậu đi chơi với bạn bè, cậu có thể đi xe rách
hôm nay chúng ta đi chẳng phải là vì việc oai phong gì, có phải không? Dù sao cũng phải chú ý đến hình tượng một chút. Lang Phá Thiên nói. Hai, chuyện của tôi liên lụy đến mọi người rồi. Diệp Phàm thở dài. Nói những lời khách khí này làm gì, anh em với nhau đến cái chết còn chẳng sợ thì sợ cái gì. Lang Phá Thiên lắc đầu, phóng xe đi rất nhanh, chỉ một lúc sau đã đến tập đoàn Bát Xương rồi. Thiết Chiêm Hùng sớm đã đợi bên trong, vừa thấy Diệp Phàm xuống xe, liền nói. Tôi vừa nãy vào trong đi một vòng, phát hiện còn có mấy người đang làm tăng ca. Chúng ta cũng khá là may mắn đấy, Bạch Thủy Dương vẫn đang trong phòng, phải ép anh ta đưa ra âm dương sâm. Nhưng hiện tại công lực của tôi không đủ, không đánh lại Bạch Thủy Dương, hai. Anh Diệp, để tôi đi xem. Lang Phá Thiên vừa nói xong thì đã cầm tư liệu trong tay Thiết Chiêm Hùng quan sát một chút rồi lao vào tập đoàn Bát Xương. Không đến 10 phút sau, Lang Phá Thiên mang theo một bao tải đi ra. Lão Lang, xử lý có gọn gàng không? Thiết Chiêm Hùng cẩn thận hỏi. Còn phải nói nữa sao, chúng ta làm kẻ trộm thì còn để lại cái gì? Lang Phá Thiên cười gượng một tiếng, liền đặt một thiết bị của tổ đặc nhiệm A, lại thiết bị này có thể làm thay đổi giọng nói, như giọng Lang Phá Thiên vừa nói chính là giọng của ông già 80 tuổi. Ba người liền nuốt thuốc kích thích biến sắc mặt, rồi nhanh chóng tới một rừng cây. Trong bao tải đựng chính là con trai của Bạch Thủy Dương. Diệp Phàm chỉ trong 2 phút đã hoàn thành phân cân thác cốt thủ pháp mà Vương Triều truyền cho. Không lâu sau, thân thể Bạch Thủy Dương run lên bần bật. Âm dương sâm ở chỗ nào? Diệp Phàm hừ lạnh nói, giọng phát ra là giọng của một cô gái. Cái gì mà âm dương sâm, mẹ kiếp? Bạch Thủy Dương vẫn cứng rắn nói. Hừ, Diệp Phàm càng tăng thêm pháp lực, nhưng Bạch Thủy Dương vẫn cố chịu được. Cuối cùng Lang Phá Thiên phải dọa biến y thành thái giám, y mới sợ hãi mà nói hết ra. Ba người giấu người xong lập tức phóng đến bến bát quái. Bến bát quái trông giống như một hình bát quái tản rộng ra. Ba người lẻn vào giống như những con mèo đêm. Trên bến chỉ có mấy căn nhà thưa thớt, dưới đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm, không ngờ phát hiện thiết kế giống hình bát quái. Mấy căn nhà này có chút cổ quái. Thiết Chiêm Hùng có kinh nghiệm lãnh đạo, đưa ra nghi vấn đầu tiên. Ừ, thiết kế theo phương vị bát quái, có lẽ còn có cả sân nữa, chúng ta phải cẩn thận. Nghe nói Bạch Phác cũng có thân thủ lục đẳng. Trong bát quái môn có cao thủ thất bát đẳng hay không thì chẳng ai khẳng định được. Diệp Phàm thận trọng nói. Ha ha, tôi thì không sao, tin tưởng đồng chí Lão Trấn sẽ lặng lẽ đảm bảo. Chỉ có cậu là nổi danh thôi. Chủ tịch vừa gật đầu với cậu, không lâu nữa là cậu vào cục rồi. Lang Phá Thiên còn có tâm trạng để nói đùa. Chương 1285, ba vị tướng quân làm đạo tặc. Chuyện nhỏ, bất luận thế nào, bị bắt là chuyện đáng xấu hổ. Bát quái môn có hơn 1.000 năm lịch sử, không thể coi thường được. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, cơ mặt anh ta bị thuốc làm cho nổi hết lên. Mà hình tượng đồng chí Diệp Phàm lại thiên hướng nữ tính, Lang Phá Thiên lại như biến thành một nho sinh, đến Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút quái dị. Thuốc biến cơ mặt của tổ khoa học năng lượng của tổ đặc nhiệm A cũng thật sự thần kỳ. Hiện tại đều bị ba vị tướng quân dùng làm công cụ để trộm cắp. Không biết tướng quân Trấn sẽ có cảm tưởng gì. Mẹ nó, quái lạ, căn phòng kia sao lại có phân hình hồng ngoại tuyến nhỉ? Lang Phá Thiên mắt tinh tường, chỉ nhìn qua đã phát hiện ra manh mối. Âm dương sâm không phải là giấu trong viện kia chứ? Diệp Phàm hừ nói. Có chút vấn đề, hay là, có người tuần tra còn làm hồng ngoại tuyến, phải cẩn thận, bước vào nhìn kỹ rồi tính sau. Lang Phá Thiên hừ nói, ba người cẩn thận tiếp cận. Phát hiện viện này cũng chẳng có gì thu hút, nhìn qua thì chỉ có 2 tầng, đều là tường đất, lại rách nát, trông có vẻ rất thảm hại. Diệp Phàm nói, tôi đi trước. Không được, cậu hiện giờ vẫn chưa ổn, tốt nhất là để lão lang đi trước đi. Thiết Chiêm Hùng không đồng ý nói. Ha ha, hai người anh em, hai người nhìn trong bóng tối không rõ, tôi nhìn bóng tối thì như nhìn ban ngày. Diệp Phàm tỏ thái độ, kiên quyết đi đầu. Quả nhiên phát hiện manh mối. Ở bên ngoài tòa viện rách nát này có một rãnh nước nhỏ, chỉ bước một cái là qua, đối với đám Diệp Phàm mà nói là chuyện quá đơn giản, tuy nhiên Diệp Phàm ngăn lại, ba người nằm phục cạnh rãnh nước quan sát cẩn thận. Hình như có một tuyến rào vây quanh 8 nhà này. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Tôi cảm thấy nước trong rãnh này có vấn đề, hơi bốc lên có vẻ nhàn nhạt.
Lang Phá Thiên đeo mặt nạ bảo hộ vào, nhíu mày nói. Tôi thử trước xem sao. Diệp Phàm không kìm được, bèn nhặt một hòn sỏi ném qua. Không thấy động tĩnh gì, có lẽ là cố ý làm giả vậy thôi. Lang Phá Thiên lắc lắc đầu nói. Diệp Phàm thử một chút, khi sắp chạm đến rãnh nước thì có điều kỳ lạ xảy ra, trong nước không ngờ có 7-8 mũi đao bay về phía Diệp Phàm. Then chốt ở đây, hình như là tôi đã động vào tuyến kỳ quái đó. Diệp Phàm hừ nhẹ một tiếng, tiểu lý đao trên tay dễ dàng đánh bại mấy mũi đao kia. Hai người lại đây, tôi đã đánh rơi đao phi đến rồi. Diệp Phàm nói. Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng cùng lao đến, quả nhiên là có phi đao bắn ra, và đều bị tiểu lý đao của Diệp Phàm xử lý, đối với một cao thủ phi đao như Diệp Phàm thì điều này chẳng có gì khó khăn cả. Còn có chút bản lĩnh, không ngờ lại có thể vượt qua được rãnh đao phi của bát quái môn chúng ta. Lúc này liền truyền đến một giọng nói lạnh lùng, không gian bỗng nhiên sáng lên, lập tức có hơn 20 người đều là thanh niên trai tráng cầm đao xông đến, phỏng chừng đây là đệ tử của bát quái môn. Chính chủ đến rồi. Lang Phá Thiên hừ nói, sau đó liền nhìn vào một ông lão râu bạc trắng, nói. Nghe nói quý môn có âm dương sâm, không biết có thể cho mượn một chút được không? Ông hẳn là Bạch Phác trưởng môn phải không? Thiết Chiêm Hùng khá là lịch sự, chắp hay hỏi. Đúng vậy, các người đúng là to gan thật, âm dương sâm đương nhiên là có, tuy nhiên có thể cho các người mượn dễ dàng vậy sao? Bạch Phác vuốt râu, cực kỳ khinh miệt nói. Hừ, không cho mượn cũng được, nhưng anh ta sẽ mất mạng. Diệp Phàm đưa ra tín vật của Bạch Thủy Dương, đó là một rúm tóc. Cậu, không thể nào. Bạch Phác đột nhiên trợn mắt lên, điệu bộ không tin nói. Cái gì cũng có thể hết. Lang Phá Thiên liếc mắt nhòn Bạch Phác, nói. Có giao ra hay không? Lôi thôi làm gì, có muốn nhận một cái chân của Bạch Thủy Dương trước không? Thiết Chiêm Hùng hung tợn nói. Trước tiên hãy hỏi cây đao trong tay lão phu có đồng ý không đã? Bạch Phác Dương không ngờ lại trở nên kiên cường, bổ qua một đao. Lão già này! Diệp Phàm tung người lên, một đạp khiến cho Bạch Phác Dương phải lùi 7-8 bước, khó khăn lắm mới đứng vững lại được, đến lúc này. Lão già mới hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, có chút tin rồi. Có muốn cái nữa không? Diệp Phàm hừ nói. Mẹ kiếp, đánh chết nó đi. Mấy người trẻ tuổi kia liền nổi giận, lao về phía Diệp Phàm. Các người là đối thủ của tôi sao, đừng có nhầm. Lang Phá Thiên chỉ đá một cái, mấy tên kia đều nằm rạp xuống đất hết. Tôi đếm đến 10, nếu không giao ra thì Bạch Thủy Dương. Thiết Chiêm Hùng hừ nói. Bắt đầu đếm 1, 2, 3. Khoan đã, tôi muốn nói với con tôi vài câu. Bạch Phác Dương kêu lên, điều này rất dễ dàng làm được, bên kia Trương Hùng chỉ cần chuyển điện thoại, là truyền đến giọng nói của Bạch Thủy Dương. 2. Bạch Phác Dương thở dài, sau đó dẫn 3 người đi vào trong viện. Vật đó nằm ở phía dưới mạch nước ngầm, phải đi xuống mới được. Bạch Phác Dương không chút đo dự, chỉ một lúc chum gạo lớn bên cạnh tự động mở ra. Còn dùng cả một chiếc dòng dọc. Phía dưới lộ ra một cửa động tối đen như mực, trông có chút đáng sợ. Diệp Phàm hai tay đập vào Thiết Chiêm Hùng, lão Thiết liền hiểu, anh ta biết công lực hiện tại của mình không đủ, đi xuống cũng chẳng được việc gì. Khẽ vỗ vai Diệp Phàm, rồi rút ra ngoài viện, không ngờ còn rút một khẩu súng trong túi ra. Lão Thiết lặng lẽ đứng canh gác ở cổng, thực ra bên ngoài vẫn còn 3-4 đệ tử, còn đại đa số đã bỏ Bạch Phác Dương gọi vào trong rồi. Bên ngoài, ánh sáng yếu ớt của bầu trời đầy sao không sao làm cho Thiết Chiêm Hùng cảm thấy thoải mái được. Có lẽ, Bạch Phác Dương không muốn nhiều đệ tử biết, những người được ông ta giữ lại chắc chắn phải là những người có công lực mạnh nhất, lợi hại nhất. Những người này có lẽ có thân thủ tam đẳng, một người Thiết Chiêm Hùng đối phó còn được, đối phó với 2 tên thì phải dùng đến kinh nghiệm là có thể hạ được, nhưng đến 4 tên như vậy thì có lẽ lão Thiết sẽ thua. Cho nên mới rút súng ra. 4 tên đệ tử của Bạch Phác Dương kia nhìn thấy liền tản ra luôn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Thiết Chiêm Hùng. Chỉ cần các người không làm bậy, tôi sẽ không ra tay. Nếu thật sự muốn thử khẩu súng này, tôi sẽ không ngần ngại mà cho bát quái môn này tan tành đâu. Trong túi của tôi còn rất nhiều lựu đạn, các người cứ suy xét đi. Chúng tôi chỉ cần một chút âm dương sâm, không muốn giết người. Đương nhiên, nếu các người ép thì tôi cũng không khách khí đâu. Huống chi chủ của các người đang nằm trong tay chúng tôi, muốn hắn sống thì phải tự trọng một chút. Thiết Chiêm Hùng mặt mày dữ tợn,
bốn thanh niên kia nhất thời không dám manh động. Diệp Phàm theo Bạch Phác trước, Lang Phá Thiên đi sau, hai người cẩn thận đi xuống. Tin tưởng rằng có Bạch Thủy Dương trong tay thì ông ta chắc sẽ không dám giở trò. Tuy nhiên cũng không thể không đề phòng được, có người vì lợi ích mà sẵn sàng vứt bỏ cả máu thịt của mình. Xuống được khoảng 10 phút, rốt cục cũng nghe được thấy tiếng nước chảy. Tới rồi, hai, tổ tiên à, con có lỗi với tổ tiên rồi. Bạch Phác Dương thở dài, ấn hòn đá trong tay một cái, ngọn đèn bên trong liền sáng lên, hóa ra còn có cả thiết bị chiếu sáng. Một mạch nước ngầm cũng không phải rộng lắm, phỏng chừng chiều rộng cũng chỉ 20-30 mét, tuy nhiên dòng chảy cũng rất nhanh, chảy ào ào. Hơn nữa, bên trong còn có một luồng khí lạnh khiến người ta phải nổi da gà. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, Diệp Phàm và Lang Phá Thiên đều có chút kinh ngạc, bọn họ phát hiện hơi nước có cả màu hồng nhạt, giống như bên trong có phấn hồng vậy. Hơn nữa, ở một chỗ rộng đến 40 mét còn có một pho tượng, toàn thân màu hồng, tuy nhiên trong mắt lại có màu xanh giống như người châu Âu, nhưng tóc thì màu đen, sống mũi thấp, trông như thể là người phụ nữ lai vậy, rất có khí chất. Quái lạ, chẳng lẽ tổ tông của bát quái môn lại là nữ hay sao? Diệp Phàm và Lang Phá Thiên đều có ý nghĩ này. Bạch Phác Dương cung kính dập đầu trước bức tượng. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên cũng không ngăn cản, dù sao cũng phải tôn trọng tổ tiên của người ta. Sau khi ông ta khấu đầu xong, Lang Phá Thiên nói. Vật đó đâu, chúng tôi không có thời gian đâu. Các người theo nơi mà tổ tiên tôi nhìn chằm chằm đó là có thể thấy. Bạch Phác Dương lạnh lùng hừ nói, cơ thịt trên mặt ông cũng run lên, xem ra rất tiếc. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng quan sát, quả nhiên chỗ cao tới 10 mét phía đối diện có một phiến màu hồng. Diệp Phàm phát lực mạnh trên mặt đất, mượn lực trên vách đá để phát lực. Mập Lang Phá Thiên lạnh lùng nhìn Bạch Phác, sợ ông ta giở trò. Thật ra, loại âm dương sâm này chỉ là một loại củ cải đặc biệt thôi, đương nhiên tổ tiên chúng tôi gọi là củ cải vợ chồng, nam màu hồng, nữ màu xanh, cho nên âm dương sâm mới cơ nửa xanh nửa hồng. Trên kia có 3 cây. Hy vọng cậu có thể để lại cho chúng tôi một cây, coi như là tích chút đức, đừng để nó bị tuyệt chủng. Bạch Phác Dương đau lòng, thở dài nói. Loại cây này trồng rất khó sao? Đương nhiên là khó rồi, bình thường cứ được bằng ngón tay lại chết đi. Muốn để nó to đến bằng nắm tay thì phải mất 5-60 năm. Đến bây giờ, qua mấy trăm năm rồi nhưng chúng tôi cũng chỉ lấy 5 cây thôi. 3 cây trên này 50 năm qua vẫn không hề nhúc nhích. Còn những cây mới mọc thì chết hết rồi. Bạch Phác lại thở dài. Chương 1286, giữa động. Diệp Phàm cẩn thận quan sát một lúc, nhẹ nhàng vạch những chiếc lá to lớn có hình bàn tay, lá cây này cũng là một mảnh hồng. Rốt cuộc đã tìm 3 gốc âm dương tham rồi. Diệp Phàm nhìn nói. Tôi không phải người có lòng tham, cái này nếu gọi là âm dương tham, chắc chắn có tác dụng điều hòa. 3 cái gốc này, tôi chỉ nên lấy một gốc. Gốc lớn nhất và gốc nhỏ nhất để lại cho mọi người, tôi lấy gốc vừa phải. Nói xong bắt đầu ra tay, cẩn thận nhổ gốc cây màu đỉ ra khỏi đất. Cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo thực sự của âm dương tham. Quả là không có gì đặc biệt, bề ngoài trông có vẻ cũng giống củ cải, một gốc âm dương tham lớn hơn nắm tay người rất nhiều, chắc hẳn đường kính gần nửa thước. Đào cả lên, phát hiện bộ dạng quả giống hai vợ chồng đang ôm nhau. Ngay cả đặc thù nam và nữ. Tỷ như háng của người nam nhân cũng có cái đó, nhân vật nữ cũng rất rõ ràng, giống như dùng loại đất sét xanh xanh đỏ đỏ nặn thành vậy, Diệp Phàm không thể không cảm thán. Tạo hóa thần kỳ, không thể tưởng tượng thế giới còn có cây củ cải thần kỳ như thế. Lấy ra một hộp ngọc thạch, Diệp Phàm dọn dẹp lại dấu vết trên đất, liếc mắt ra hiệu Lang Phá Thiên một cái, Lang Phá Thiên lập tức lấy trong túi du lịch sau lưng ra một xấp tiền mặt, hơn nữa, tất cả đều là đô la Mỹ. Ở đây có 300.000 đô la Mỹ, đổi ra tiền chúng ta là 2 triệu. Cứ coi như là biểu hiện chút lòng thành đi, yên tâm, chúng tôi sẽ không nói việc ở đây ra ngoài, giang hồ có đạo nghĩa của giang hồ, chỉ vì chúng tôi phải dùng cái này để cấp cứu, nếu không đã không đến tìm anh rồi. Diệp Phàm nói xong, đang định nhún người nhảy xuống vách đá. Đột nhiên, một âm thanh lạnh như băng truyền đến, hừ nói. Lấy được đồ tốt thì muốn đi rồi à? 2 triệu là nhiều sao? Hi hi hi, đây là cây củ cải vợ chồng, không phải là cây củ cải bình thường. Đừng nói là 2 triệu, ngay cả 200 triệu cũng không đổi được, thật to gan lớn mật không ngờ dám đến Dương Oai ở Bát Quái Môn, nếu đến đây, hôm nay sẽ không thể trở về. Bạch Phác,
tôi thấy cậu càng sống càng tụt lùi rồi đấy. Bà là vị tiền bối nào? Bạch Phác đột nhiên chuyển động lên. Ừ, năm nay là năm cuối cùng tôi thực hiện lời hẹn ước. Cậu rất may mắn, Bạch Phác, cậu thật sự là kẻ phá gia chi tử. Sư phụ của cậu có ơn với sư phụ của tôi. Sư phụ tôi đồng ý giúp ông ấy trông coi hộ bát quái môn 20 năm. Tuy nhiên, sư phụ đã quy tiên rồi, tôi tiếp tục trông nom hộ, đến bây giờ cũng đã 8 năm, không thể tưởng tượng được chính cậu lại dẫn người đến đào. Giọng nói của người kia hết sức khinh miệt. Tôi rất xin lỗi sư phụ, tôi thẹn với liệt tổ liệt tông, tiền bối, bà giết tôi đi. Bạch Phác đột nhiên hướng về phía pho tượng điêu khắc bên cạnh vách đá đổ hét lên. Một tiếng giết rõ ràng lưu loát đi xuống đất, đầu cúi xuống thật sự thấp. Giết cậu, làm ô uế tay của tôi, hừ. Nhân vật kia hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng như hàn xương vạn năm, ngay cả Diệp Phàm và Lang Phá Thiên nghe xong cũng có cảm giác thấu xương. Hai người sớm đã chuẩn bị tốt, nhìn chằm chằm vách đá đối diện. Xuất hiện đi, nếu hai chúng ta phải ở lại, được, phải xuất ra bản lĩnh mới được. Lang Phá Thiên tuyệt không sợ hãi, hai đấm nắm chặt vang lên răng rắc, hai mắt bắn ra một tia cuồng bạo đầy hưng phấn. Diệp Phàm biết rằng, lòng hiếu chiến của thằng nhãi này đã bị kích phát rồi. Là ngươi, hừ. Một khối nắm tay đột nhiên tảng đá lớn như đạn pháo lao về phía Lang Phá Thiên, gào thét trên không trung, dường như có cảm giác đang xé rách không khí. Nhất là mạch nước ngầm tại đây đặc biệt rát tai người. Đồng tử Diệp Phàm và Lang Phá Thiên vừa co rút lại, cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Huynh đệ, anh đi trước, người này không phải người anh, tôi có thể đối phó đâu. Diệp Phàm đột nhiên giống to một câu. Bay lên đá một cước về phía tảng đá đang bay đến Lang Phá Thiên. Bên này không kịp rồi, một tiếng sát, hòn đá cọ sát qua chân, lập tức, máu tươi phun ra. Hòn đá này có chút quỷ dị, mắt thấy có thể tránh được, nhưng kết quả lại chẳng thể tránh được. Phương thức và thủ pháp đụng vào người rất quái dị, hơn nữa, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Mẹ kiếp, có chết cùng chết. Lang Phá Thiên đánh tới, đứng cùng Diệp Phàm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi hòn đá băng ra. Về phần Bạch Phác, tâm tình tương đối phức tạp, vẫn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Thật sự có tài, không ngờ tránh được hòn đá. Âm thanh kia có vẻ không ngờ, ừ một tiếng. Xích xích xích. Lần này bắn ra ba hòn đá, cũng không khác lúc trước lắm, hai khối công kích Diệp Phàm, một khối công kích Lão Lang. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, hai bên đổi chỗ, cũng là né tránh. Tuy nhiên, ngay khi hai người thoáng thả lỏng, một tiếng nổ vang lên, phía sau Lang Phá Thiên không ngờ bị hòn đá đã tránh thoát đột nhiên từ mặt đất bắn lên không trung. Diệp Phàm cũng vậy, hòn đá kia không ngờ vừa đụng vào một chút, bể thành bốn khối cùng xông tới, tránh được ba khối, cũng bị khối cuối cùng đánh trúng. Lập tức cảm giác xương trước ngực nóng rát đau nhức, cuồng táo ban đầu cố gắng áp chế, giờ phút này lại sắp bùng phát, trước ngực buồn bực khó chịu, giống như một quả bóng cao su thổi lên sắp bị nổ rồi. Không việc gì chứ huynh đệ? Diệp Phàm khẩn trương hỏi. Còn sống, chó Nhật, lợi hại, giống như bị đại chùy đập một cái. Lang Phá Thiên để tay ra sau lưng, phát hiện quần áo toàn bộ bị rách rồi, một rãnh máu ngay cả tay cũng có thể sờ được, vẻ mặt lập tức khó coi. Vả miệng. Giọng nói nhân vật kia nổi giận mắng, theo âm thanh, đôi mắt ưng hạ của Diệp Phàm phát hiện một ảo ảnh trên vách đá bắn xuống dưới. Hóa ra mấy chục đạo trưởng hướng trên người Lang Phá Thiên bay tới. Mau lui lại. Diệp Phàm kêu to một tiếng, lao tới ảo ảnh trên vách đá. Lão Lang cũng không chậm, đại thiết bang trong tay gào thét nện xuống ảo ảnh. Kỳ thật cũng không phải ảo ảnh, chỉ có điều tốc độ người đó quá nhanh, làm cho mắt người ta thành ảo giác thôi. Thình thịch, sau khi hai tiếng động vang lên, trên bãi nước ngầm lập tức nện xuống hai hình dáng, đương nhiên là Diệp Phàm và Lang Phá Thiên. Anh không ra anh, em không ra em, hai người liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc khó nén sự khiếp sợ trong lòng. Quá mạnh, chắc chắn người này có nội công bát đẳng tầng 2. Lang Phá Thiên cảm thán nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Huynh đệ, hôm nay nguy rồi. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, phát hiện, cách ăn mặc của người đối diện với tảng đá điệu khắc giống hệt nhau, chỉ có điều trên mặt có che một tấm mạng đỏ nên nhìn không rõ lắm, cho dù Diệp Phàm có đôi mắt ưng. Vẫn không thấy rõ lắm, không biết tấm mạng mỏng bảo hộ kia làm bằng chất liệu gì. Mong tiền bối ra mặt, chúng ta chú ý tới bát quái môn là để mua cây củ cải vợ chồng, bà cũng thấy, chúng tôi không làm gì quá đáng đúng không nào.
Âm dương tham này chúng tôi không cần nữa, xin trả lại. Diệp Phàm hai tay liền thu quyền, lựa chọn làm người tuấn kiệt là kẻ thức thời, lấy âm dương tham ra đặt trước mặt. Lão lang mở miệng muốn cãi lại, tuy nhiên, bị ánh mắt nghiêm khắc của Diệp Phàm ngăn lại. Biết lão lang chưa đấu đủ, trong lòng còn không phục, còn muốn đấu lại, việc này, đấu thêm nữa sẽ mất mạng thì đấu làm cái gì? Con ta ở trên tay các cậu, mời thả nó. Lúc này Bạch Phác lớn tiếng hô. Câm miệng. Nhân vật kia giống như tức giận, Bạch Phác thình thịch đập vào mạch nước ngầm, thằng nhãi vừa mới bỏ lên bờ, một hòn đá đối diện đột nhiên bay tới, thịch một cái đánh vào giữa. Dường như bị đánh trúng, Bạch Phác gục phía trước, bất tỉnh. Đồ vô dụng, tổ tông cũng không giữ được, còn dám ở đây lách lưỡi, tôi cũng thấy mất mặt với cậu, hừ. Nhân vật kia hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Bạch Phác hừ. Tiền bối, rốt cuộc ngài muốn thế nào? Diệp Phàm mở miệng thương lượng, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cùng bà ta rông dài làm gì, tôi không tin bà ta lợi hại được bao nhiêu, không phải chỉ là một người đàn bà sao? Lang Phá Thiên không phục, rốt cuộc không kìm nổi quát. Hi hi hi, nói hay lắm, một người đàn bà. Tuy nhiên, bản cô nương là một người đàn bà, các ngươi thì sao, không phải thường xuyên kêu to là đàn ông thì sao? Ở trước mặt bản cô nương thì cũng chỉ là một lũ cứt chó thối chính cống, lũ chó má thôi. Nếu các muốn làm đại gia, hôm nay, bản cô nương ta thật sự giữ lại các ngươi, làm nô bọc cho ta một năm cũng không tệ, hi hi hi. Nhân vật kia đường hoàng mỉm cười. Diệp Phàm nghe xong chợt lạnh trong lòng, làm nô bộc này khẳng định bi thảm, không bằng chết. Nếu như vậy, chúng ta đành phải bỏ. Ha ha ha, cùng lắm ra ngựa bọc thây thôi, còn như thế nào nữa? Diệp Phàm đột nhiên đứng lên, hai mắt lạnh, một tay cầm lấy âm dương tham, bẻ một miếng đưa cho Lang Phá Thiên, chúng ta ăn, sống chết với nó. Lão lang cũng không khách sáo, hai người răng rắc vài cái nhanh chóng nuốt âm dương tham vào trong bụng, tuy nhiên, nhân vật kia rất quỷ dị, cũng không ngăn cản, thản nhiên nhìn đồng chí Diệp cùng lão lang gặm cây củ cải vợ chồng. Bà không phải người canh giữ bát quái môn sao? Sao lại không ngăn cản? Bà làm vậy chính là thất tín với người phó thác bát quái môn cho bà, hơn nữa, thất tín với sư phụ bà. Diệp Phàm ăn xong, lạnh lùng châm chọc nói. Đương nhiên muốn cho đối phương tâm trạng hối hận một chút, mới có thể tìm ra cơ hội xuống tay. Cao thủ quyết đấu, thường khi chấn động tâm thần sẽ khiến cho phản ứng rối loạn. Có lúc, đây chính là điểm chí mạng. Hi 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 thất tín với người, no. Nhân vật kia không ngờ nói ra tiếng Anh, thiếu chút nữa khiến lão lang hóa đá, vốn nghĩ nhân vật này vốn cổ hủ, không thể tưởng tượng được như vậy, không mở rộng tầm mắt mới lạ. Hai con mắt liếc hai kẻ đáng thương một cái, nhân vật kia hừ nói. Bởi vì, bản cô nương đã đến thời điểm rồi, khi ta đánh ngất Bạch Phát là đã hết giờ. Hiện tại à, không phải nghĩa vụ của bản cô nương nữa. Nếu 10 phút trước các ngươi nuốt âm dương tham này, ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi làm vậy. Tuy nhiên, trước khác nay khác, hiện tại, các ngươi ăn hết âm dương tham, bản cô nương cũng sẽ không đau lòng. Việc này thật kỳ quái, âm dương tham này chẳng lẽ thành cây củ cải, không đáng giá tiền, cô không động tâm chút nào. Diệp Phàm tiếp tục châm chọc nói. Động tâm, có chút, tuy nhiên thứ này 10 năm nay vô dụng với bản cô nương, chỉ bằng để các ngươi ăn đi. Nhân vật kia cười nói. Tiền bối thật đúng là có lòng tốt. Lang Phá Thiên hừ giọng nói. Lòng tốt, không không, bản cô nương không biết có lòng tốt gì cả, các ngươi ăn cũng như ta ăn. Nhân vật kia cười nói. Ý tứ gì, tôi đây không hiểu. Lang Phá Thiên vẻ mặt mơ hồ kêu lên. Chương 1287, đột phá bát đẳng. Huynh đệ, việc này không phải quá rõ sao, chúng ta về sau thành nô bộc của bà ta, cho nên, chúng ta ăn không phải cũng như bà ta ăn à. Diệp Phàm giải thích một chút, Lang Phá Thiên bừng tỉnh ngộ ra, mặt xị xuống, lập tức khó coi. Thằng nhãi này hét lớn một tiếng nói. Bỏ. Diệp Phàm trợ lực, mũi chân trên mặt đất hung hăng một chút, nhảy lên cao tầm 2 mét. Sau lưng rút ra một cái lục lạc, đương nhiên là phỏng theo chế phẩm xích chùy sao băng của Kiều Viên Viên, đã làm cho Diệp Phàm. Mấy ông lão của tổ khoa học năng lượng dùng những vật liệu là hợp kim cứng nhất. Đồ vật kia đánh thẳng về phía nhân vật đứng cách xa đến 20 mét, Lang Phá Thiên còn bắn ra một dao găm, nhằm phần eo của nhân vật kia. Ừ, làm sao ngươi lại có thứ này? Nữ nhân kia hơi ngạc nhiên,
nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vận lực bao vây lấy xích chùy không ngờ bị cô nàng quỷ dị tóm được trong tay. Nói, là ai đưa cho ngươi? Nhân vật kia lớn tiếng hỏi. Quản ngươi đánh rắm. Diệp Phàm giống to một tiếng, dùng sức kéo trở về. Bên này Lang Phá Thiên đương nhiên không bỏ qua cơ hội, đứng lên xoay đại thiết bổ về phía nhân vật kia. Hừ. Nhân vật kia hừ một tiếng lạnh, nắm chặt lấy xích chùy tay vẫn không buông ra, hơn nữa bay đá Lang Phá Thiên một cước, soạt một tiếng đã bay cách xa hơn 7-8 mét, nửa ngày còn không đứng lên nổi. Huynh đệ. Diệp Phàm phẫn nộ rồi, giống lên một tiếng, bốn thanh phi đao bắn ra, toàn bộ hướng về phía nhân vật kia. Đồ chơi cũng không ít, cậu là người nhà nữ nhân kia kia hừ lạnh một tiếng, không ngờ cô ta nhận ra lai lịch của Diệp Phàm. Nữ nhân kia thuận tay dùng một lực, Diệp Phàm cảm giác gang bàn tay nóng rực, lập tức nứt ra, xích chùy đang bị nữ nhân kia lôi qua, vài tiếng sát sát, nữ nhân kia dùng xích chùy làm mấy phi đao của Diệp Phàm toàn bộ rơi hết xuống đất. Có phải xích chùy là của thằng cha đáng ghét Phí Phương Thành? Nữ nhân kia nhảy ra trước mặt Diệp Phàm, hai người lập tức đấu quyền qua lại tới mấy chục quyền, Lang Phá Thiên lại từ phía sau vồ lên. Hai người cùng đánh nữ nhân kia, tuy nhiên, công lực còn kém nhiều lắm, cuối cùng, nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, tiện tay cầm lấy xích chùy của Diệp Phàm đánh qua, Lang Phá Thiên bị xích chùy trực tiếp cuốn hất bay xa hơn 10 thước đập vào vách đá, một tiếng thình thịch đập vào nước, trôi thẳng xuống hạ lưu. Lão Lang, Diệp Phàm vội vàng nhảy xuống, muốn cứu Lang Phá Thiên. Tuy nhiên, nữ nhân kia không cho hắn đi, xích chùy đang lách qua, quấn về Diệp Phàm. Mẹ nó, đàn bà thối, ông đây cho người biết. Diệp Phàm vốn ban đầu cứng rắn ngăn lại, máu lão chăn luôn tác quái, hiện tại kích động, nó lại làm náo loạn lên. Mũi chảy máu, hai mắt đỏ ngầu, đem hơn 10 phi đao và lạc bảo tiền cùng phóng ra ngoài. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Nữ nhân kia tạm hoãn không quấn lấy Diệp Phàm, xích chùy đang ở trong tay lập tức hoảng loạn một trận, giống như mật không tiết, Diệp Phàm lấy toàn bộ tiểu lý phi đao phóng ra. Tuy nhiên, nữ nhân kia cũng phải cố hết sức, dù sao, đây cũng là toàn bộ khí lực giận dữ của Diệp Phàm. Xích. Nữ nhân kia hoảng hốt, phát hiện tấm mạng bảo hộ trên mặt không ngờ bị rách tròn một vòng ra. Lập tức nổi giận kêu lên. Người nhà họ Phí thì sao? Ngay cả tiểu ưng Phí Thanh Sơn kia đến thì đã sao? Trộm đồ của Lưu Phương thì có gì đáng khoe khoang? Dây thừng quấn một cái, Diệp Phàm bị bà ta cuốn lấy, tuy nhiên, trong nháy mắt vạch khăn che mặt ra, ánh mắt như điện của Diệp Phàm nhìn thấy chút dung nhan nhân vật kia, cảm giác khuôn mặt kia rất đơn giản, dường như trắng nõn nà, không một nét khiếm khuyết, hơn nữa, nhìn qua không có chút nếp nhăn, hẳn là tuổi tác không phải là một bà lão 70-80 tuổi. Diệp Phàm đang ngẩn ngơ thì bị nhân vật kia đánh đến, bị cô ta kéo chân lật lại trên mặt đất. Cảm giác từ chân truyền đến kinh lực tựa như Thái Sơn, dường như không thể kháng cự. Phải hại mụ đàn bà này. Máu của lão chăn trong người Diệp Phàm phun trào tới cực điểm rồi, hơn nữa miếng âm dương tham bổ dưỡng ăn lúc nãy rốt cuộc đã có hiệu quả. Diệp Phàm phun ra một búng máu, sau đó hắn đuổi lên, đây đương nhiên là Diệp Phàm sau khi cuồng táo bùng nổ năng lực siêu nhân. Thường thường loại năng lượng bùng nổ này sẽ làm cơ thể mạnh hơn gấp mấy lần, tuy nhiên di chứng rất lớn, sau khi qua đi thân thể sẽ bị thương tổn nặng. Bởi vì hai người quá gần nhau, nữ nhân kia tự tin vào lực chân của chính mình. Không để phòng đã bị Diệp Phàm ôm lấy người. Soạt một cái, hai người lăn lộn trên bờ cát. Làm. Diệp Phàm hoàn toàn thành kẻ điên, ý nghĩ chỉ có dục niệm, không có gì khác. Dường như đang mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ. Bộ quần áo đỏ bị xé thành từng miếng bay đi, một trận cuồng phong qua đi, lộ ra bờ vai tuyết trắng. Ngay sau đó, tới khuôn ngực cao ngất đang run rẩy, lại một chút nữa, cả người sống chết ôm lấy. Nữ nhân kia cố gắng hết sức nhưng không cách nào thoát ra được, khi khuôn ngực cao vút lộ ra một nửa người nữ nhân bị một con dao gắm vào, thực sự đã đâm vào người mình, tuy nhiên, kỳ quái là không cảm giác đau. Người ta nói đây là đang mơ, đương nhiên không đau rồi. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm khi đang buồn bực mới phát hiện dao găm kia không ngờ không đâm xuống, tùy thế ngăn lại, dao găm trong mơ bị mình dùng tay đánh rơi xuống. Phía dưới, giống như trong mơ đang có người xe nhát bộ đồ lót, không lâu sau, mê man hay điên cuồng cũng không rõ, chỉ cảm giác như rồng thấy biển rộng, giống như nóng rực, lúc đầu thì chật hẹp, chặt lắm, không dễ vào chút nào, tiếp theo, từng đợt sóng mãnh liệt trong điên loạn.
cuối cùng thì cũng đã phá bỏ được gông cùm xiềng xích. Tiểu Diệp Phàm bỏ sức vật lộn trong hoảng loạn, lúc nóng rực, lúc ôn hòa, lúc mềm mại, lúc như đại dương mênh mông, cuối cùng làm cho đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn lạc bước trong đó. Không lâu, bến cảng kia càng trở nên ấm áp, mềm mại mà thoải mái, nhưng cảm giác vẫn là tương đối thích thú. Thật lâu sau, Diệp Phàm tỉnh lại. Giống to 3 tiếng, một trận đấm đá, tảng đá bay lên mới nhớ đến việc tìm kiếm lão lang, khẩn trương tìm lên đến nơi, phát hiện Lang Phá Thiên nằm ở trên bờ cát mạch nước ngầm, có điều tạm thời hôn mê thôi. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện thân mình Lang Phá Thiên cũng bắt đầu nóng rực lên, vội vàng tìm hiểu nghiên cứu một chút, giật mình, lẩm bẩm nói. Quái, chẳng lẽ là vì ăn âm dương tham sao, đồng chí lão lang cũng sắp từ thất đẳng bậc 2 thăng lên bậc 3 sao? Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, phát hiện sớm không có bóng dáng nhân vật hồng y kia, chỉ có điều, ở hiện trường phát hiện một chiếc khăn tay hồng. Bên trên thêu mấy đóa hoa mai tung bay, còn Bạch Phác vẫn hôn mê bất tỉnh. Diệp Phàm nhảy lên trên đỉnh vách đá, phát hiện còn 2 âm dương tham nữa, lập tức nhổ gốc lớn, để lại gốc nhỏ. Miệng hừ nói, Bạch Phác, anh suýt chút nữa làm hại các anh em của ông đây chết, gốc âm dương tham này xem như là lợi tức. Chợt, nháy mắt đã cất âm dương tham vào trong túi, lưng cõng lão lang, kẹp cả Bạch Phác tới mặt đất rồi, Thiết Chiêm Hùng đã sốt ruột đến độ không được rồi. Không có việc gì, chúng ta đi. Diệp Phàm nói với Thiết Chiêm Hùng, lại nhìn Bạch Phác nói. Bạch trưởng môn chỉ tạm thời hôn mê, uống chút nước gừng sẽ tỉnh lại. Sau khi trở về chúng ta sẽ lập tức thả Bạch Thủy Dương, không cần lo lắng cái gì. Lập tức, cùng Thiết Chiêm Hùng rút lui rất nhanh. Nghe nói sau khi Bạch Phác tỉnh dậy lập tức chạy tới mạch nước ngầm, phát hiện còn lại một gốc cây dương sâm, không ngờ nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói. May mắn, ma đầu kia để lại cho ta một gốc cây, không đến mức tuyệt hậu. Mẹ nó, giúp bát quái môn chúng ta bảo vệ mấy chục năm, còn không phải là trông trộm âm dương tham của chúng ta, âm dương tham kia vốn có hơn 10 gốc, đều là do 2 thầy trò ả đàn bà nuốt hết. Tai tinh à, đi rồi thì tốt. Rồi lại lẩm bẩm. Quái, 3 tên kia là ai, bộ dạng thật sự khó coi, giống như bị ma quỷ hủy dung nhan, hơn nữa, công lực mỗi người đều cao hơn ta. Sao lại có nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ ai đó phái đến đánh chúng ta rồi, ôi đại họa rơi xuống, tuy nhiên, lại không giống, 3 tên kia còn rất trượng nghĩa. Bạch Phác thở dài một tiếng, mà tập đoàn Bát Xương không ai báo cảnh sát, chắc hẳn việc này cho ra ánh sáng cũng không có lợi. Chỉ sợ càng nhiều ác lang chú ý tới âm dương tham của bọn họ. Hơn nữa, công lực của Diệp Phàm và Lang Phá Thiên cũng khiến Bạch Phác kiêng kỵ, không dám động đến. Chỉ sợ chọc giận họ thì các giáo đồ còn phải chịu thiệt nhiều hơn. Diệp Hồng bảo, lão lang, không tồi a, không ngờ lập tức vò tới thất đẳng đỉnh, thiếu chút nữa là phá bát đẳng. Nếu thủ trưởng Trấn biết không biết sẽ vui vẻ như thế nào. Xem ra, Diệp Phàm tôi vẫn không tồi. Là xưởng sản xuất cao thủ, ha ha ha. Diệp Phàm cười nói, rất tự đắc, vẻ mặt thoải mái nằm nghiêng trên ghế sofa. Việc này phải cảm ơn huynh đệ, không có âm dương tham thì nội lực khơi thông của người anh em, chắc hẳn đã chết tan xác rồi, còn đột phá cái rắm. Lần này là cửu tử nhất sinh, rốt cục tu thành chính quả, vì lão lang tôi mệnh tốt, ha ha ha. Lang Phá Thiên cũng cười đắc ý, xoay người nhìn chằm chằm Diệp Phàm hừ nói. Đừng nói với tôi là anh không đột phá bát đẳng chứ, đồng chí lão đại. Ha ha, vừa mới đột phá, hẳn là bát đẳng khai nguyên chi bậc, so với anh cao hơn một bậc thôi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Một bậc nhỏ, còn thôi nữa à? Đại ca, anh cũng dám nói lời này. Bát đẳng là trình độ gì, trong số các lục tôn đồng cấp của Trung Quốc chúng ta đã là cao nhân tuyệt đỉnh. Trình độ thất đẳng so với bát đẳng, tuy nói kém một bậc, nhưng là một trời so với một vực. Một mình anh có thể thoải mái thu phục tôi, thật là buồn, hơn nữa, thất đẳng muốn tới bát đẳng, 20 ngừa có một người có thể đột phá là đã không tệ rồi. Giấc mộng của lão lang tôi vẫn chính là bát đẳng, đạt tới đại soái tổ đặc nhiệm A. Trình độ lão lý cao lắm, đáng tiếc, trời không làm vừa lòng người. Lang Phá Thiên không ngờ lại buồn bực hơn, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Quả thực là cái biến thành ngông cuồng, hừ. Lão lang. Cậu đừng cầu nhau nữa, thất đẳng còn chưa đủ cao sao. Hiện tại cậu đã là người của tổ đặc nhiệm A, là người thứ 2 sau Diệp Phàm còn chưa đủ sao.
Cậu xem ông đây đi, đến bây giờ còn bị nhóm tứ đảng ức hiếp thành cái bộ dạng gì, mẹ nó. Thiết Chiêm Hùng buồn bực ngồi trên sofa hút thuốc nói. Thằng nhãi này đột nhiên phát cáu, mắng phá lên. Hơn nữa vẻ mặt có vị axit acetic ngay cả Diệp Phàm cũng đều nghe thấy được. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, gầm rú nói. Lấy cho ông đây bình rượu sái, loại chính hiệu ấy, Liêu Đông thiêu đao tử cũng được. Chương 1288, cãi nhau ầm ĩ. Lão Thiết, đừng nóng, thôi mà, bánh mì lúc nào cũng có. Lang Phá Thiên cười gượng một tiếng. Không vội, các cậu đều có bánh mì, ông đây ngay cả bánh mì cũng không có, không tức còn là người sao? Thiết Chiêm Hùng tức giận hừ nói. Lão Thiết, đừng nóng vội, cái túi lót bên trong áo kia có cái hộp, chính là chuẩn bị cho anh đó. Diệp Phàm cười thần bí, lại nhải nói về cái túi da đặc biệt dưới chân. Đúng là huynh đệ tốt, chưa quên Lão Thiết tôi, ha ha ha. Cặp mắt Thiết Chiêm Hùng giống như lang, lập tức thô lỗ mở gói ra. Anh đem cả hai gốc âm dương tham đi nữa, độc thật. Lang Phá Thiên cười khanh khách một trận, hết chỗ nói rồi. Không có, để lại một cái cho Bạch Phác, không thể tuyệt đường của người ta về sau, chúng ta là người có đạo đức. Diệp Phàm thanh minh cười nói. Anh, có đạo đức. Lang Phá Thiên thiếu chút nữa đổ sập hoàn toàn, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nửa ngày, thật lâu sau, vẫn là hết chỗ nói rồi. Cảm ơn huynh đệ, củ lớn như vậy, đủ cho Lão Thiết tôi gặm vài lần, ha ha, tôi đi trước. Thiết Chiêm Hùng thật sự óng vội, cái này, từ lục đẳng xuống tam đẳng từ trước tới này vẫn bị người chèn ép, tự nhiên trong lòng thấy điên cuồng. Hy vọng có thể hồi phục công lực ngày càng mãnh liệt. Mặc dù đồng chí Lão Thiết luôn trầm ổn nhưng cũng không kìm nổi. Đương nhiên, đây là trước mặt huynh đệ mới có thể thất thố như thế. Lão Thiết cười, cầm được cái túi là đã muốn chuồn mất. Từ từ đã Lão Thiết. Diệp Phàm khẩn trương gọi anh ta lại. Để làm gì, yên tâm, tôi sẽ không ăn hết, để lại cho cậu một nửa là được. Chỉ cần công lực có thể khôi phục đến tứ đẳng, tôi cũng đã thỏa mãn, hai. Thiết Chiêm Hùng hiểu lầm. Lão Thiết. Ăn sống như em với Lão Lang thì tiếc lắm lúc ấy tình huống nguy hiểm, không thể để ý gì khác. Em đoán chắc, lúc ấy cũng chỉ có thể phát huy gần 4 tầng hiệu quả thôi. Nếu có thể phối chế thành công giống lần trước em đưa cho các anh hoàn toàn có thể phát huy hết 8 phần hiệu quả của âm dương tham. Diệp Phàm giải thích. Vậy phối chế nhanh lên đi. Lão Thiết thực sự sốt ruột rồi. Đừng nóng vội ông anh, việc này, phải để cao nhân ra tay mới được. Em biết phối chế. Nhưng cấp bậc không cao, đã phối thì phải phối cho xứng đúng không nào? Diệp Phàm vội vàng an ủi, nhanh chóng nhíu mày nói. Ngay cả nguyên liệu phối cũng đã khó, hơi khó kiếm. Chỉ bằng hỏi thủ trưởng trấn, ông ấy năng lượng lớn, lực nghiêng cả một nước, có thể ông ta sẽ làm nhanh hơn chúng ta đấy. Lang Phá Thiên đưa ra đề nghị. Anh điên à, việc này nếu để thủ trưởng trấn biết còn không bị rút mất sao, cuối cùng chắc chắn sẽ đem đi mấy phần. Chỉ để lại cho chúng ta một phần là không tệ rồi, đáng tiếc lắm. Diệp Phàm cười mắng. Cũng đúng, thủ trưởng trấn thích nhất mấy thứ này. Sao có thể để cho ông ấy dễ dàng rút đi mấy phần chứ, không ổn, đơn giản chính là gần giống như trấn rút ra. Lang Phá Thiên cũng lắc lắc đầu. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Diệp Phàm cười quỷ dị, liếc mắt nhìn Lang Phá Thiên một cái. Có cái dám gì thì thả nhanh lên, dài dòng đáng ghét. Thiết Chiêm Hùng không kiên nhẫn, hừ giọng nói. Lão Lang không phải đột phá rồi sao, chúng ta có thể giả bộ như anh ta vẫn chưa đột phá có được không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Lợi hại, lừa dối thủ trưởng trấn. Đồng chí Lão Trấn vừa nghe Lão Lang có hy vọng đột phá, còn không phát huy được toàn bộ năng lượng tìm cách điều phối hay sao, cách này tốt lắm. Được, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng tán thưởng một tiếng, hai mắt nhìn Lang Phá Thiên. Được rồi, tôi đi hỏi thủ trưởng trấn, các anh. Bộ dạng Lang Phá Thiên cười cười. Diệp Phàm giao đơn thuốc cho Lang Phá Thiên. Tuy nhiên, anh Diệp, nữ nhân kia có vẻ công lực rất cao, ít nhất cũng là cao thủ bát đẳng, mẹ nó, chúng ta thiếu chút nữa là chết rồi. Tuy nhiên, quái, sao bà ta lại buông tha cho chúng ta? Lang Phá Thiên quay người hỏi. Việc này tôi cũng buồn bực, xem ra, nữ nhân kia tâm địa cũng không tệ lắm. Lúc ấy, chắc hẳn là đùa giỡn chúng ta một hồi. Hình như thấy đám người kém cỏi như chúng ta, người ta chướng mắt nên đùa chơi tí thôi.
Diệp Phàm vội vàng giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo, thằng nhãi này trong lòng rất quỷ quái, chính giấc mộng kỳ quái bên bờ suối khiến người ta nghi ngờ. Nếu mộng là thật, đồng chí Diệp Phàm lập tức toát mồ hôi. Hình như còn nhớ rõ chính mình trước khi nổi điên có kêu muốn làm ai đó, chẳng lẽ mộng đẹp trở thành sự thật? Không có khả năng, đồng chí Diệp Phàm cảm thấy hẳn là không có khả năng, vị tiền bối kia công lực cao như vậy, làm sao mình có khả năng thực hiện chuyện mê loạn được, còn làm ngay tại chỗ của bà ta. Diệp Phàm thậm chí cảm thấy chính mình có chút vấn đề về thần kinh, đem giấc mộng lạc vào thế giới hiện thực. Hơn nữa, tưởng tượng lại việc này, vị tiền bối kia công lực cao như thế, phỏng chừng không dưới 60 tuổi. Nghĩ đến việc mình làm chuyện đó với một bà lão năm 60 tuổi, trong lòng đồng chí Diệp Phàm, tự nhiên lại có cảm giác tội lỗi. Thôi vậy, chúng ta còn sống là tốt rồi. Mẹ nó, trên đời thật là quỷ dị, nơi nơi đều cất giấu cao thủ. Một mạch nước ngầm bình thường mà có thể gặp cao thủ. Xem ra, làm người khiêm tốn được thì phải khiêm tốn. Bằng không, lật thuyền lúc nào cũng không biết thì xong đời. Lang Phá Thiên này không sợ trời, không sợ đất, trải qua sự kiện lần này, không ngờ trong lòng cũng biết sợ hãi. Ha ha ha! Diệp Phàm cùng Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt vui vẻ, mỉm cười vì người khác gặp họa. Cười cái gì, tôi chỉ nói sự thật thôi, thực ra có sợ ai chứ? Lang Phá Thiên quơ quơ nắm tay, ngửa đầu xoải bước đi, thằng nhãi này, trong lòng đang cao hứng, dù sao, tiến sang giai đoạn mới mà. Một tháng sống trong trường đảng trôi qua vô thưởng vô phạt. Một ngày tháng 9, chủ nhiệm lớp Lý Chí Ngư gọi vài ủy viên trong ban lại. Nói là vài ngày nữa phải tổ chức phân công mọi người đi làm điều tra nghiên cứu, lấy hình thức tổ nhóm tự do đi khắp nơi trong cả nước để điều tra nghiên cứu. Thời gian điều tra nghiên cứu là 2 tuần cuối, nếu thỏa đáng có thể kéo dài. Phạm vi điều tra nghiên cứu rất rộng, đề tài nghiên cứu không hạn chế, điều tra nghiên cứu cái gì cũng được. Sau khi điều tra nghiên cứu xong mỗi tổ phải viết một bài tổng kết tỉ mỉ các nghiên cứu hữu hiệu. Để phòng ngừa sự cố phát sinh, các ban ủy phải chọn ra một đội của mình. Mà các tổ trưởng cũng là người đi đầu, như vậy hợp lại, toàn bộ ban 120 học viên chia thành 10 tổ, mỗi tổ vừa đủ 12 người. Chủ nhiệm Lý, việc sắp xếp lần này tổ viên này thật ra trường có thể lựa chọn người trước, chúng tôi đi đầu cũng thuận lợi hơn, để tự do phân nhóm đi có vẻ hơi loạn không đúng ạ. Ủy viên học tập Ứng Ngọc Ngọc đứng lên đưa ra quan điểm của mình. Vấn đề này trường học cũng đã suy xét qua, nếu nói, mỗi đồng chí không thích cùng một chỗ với tổ trưởng, trường học nếu cứng rắn bố trí đi với nhau, thế thì chưa đi điều tra nghiên cứu đã khiến người ta không tích cực chủ động, hơn nữa không hợp nhau, tư tưởng không thoải mái, cũng không thể phát huy sức lực của tập thể có đúng không nào, hơn nữa, như vậy có khả năng sau này có một số đồng chí sẽ ý kiến. Cho nên, tự do thành lập tổ có thể tránh được điều này, hơn nữa, kết quả điều tra nghiên cứu lần này sẽ là một trong những yếu tố để xem xét cấp bậc khi tốt nghiệp. Bình thường lớp chúng ta có vẻ tất cả mọi người đều hiền hòa phải không, phát biểu hăng hái, chúng ta không thể chụp mũ các học viên, không làm bản ghi chép sắp xếp gì cả, chính là để mọi người được tự do phát biểu. Mà lần này điều tra nghiên cứu tất cả đều tự các bạn làm chủ, thành quả tương đối quan trọng, không giống những lần thảo luận trước kia. Vẻ mặt phó chủ nhiệm Lý Chí Ngư rất nghiêm túc, nói, dặn dò việc điều tra nghiên cứu lần này rất quan trọng. Chủ nhiệm Lý, theo như ngài nói, tôi cảm giác trọng trách của tổ trưởng lần này không nhẹ. Không biết kết quả điều tra nghiên cứu lần này có thể định đoạt mấy phần cho cuộc sát hạch tốt nghiệp. Lúc này, ủy viên vui chơi giải trí và cuộc sống Tiền Thanh Trúc bộ dáng có chút lo lắng, hỏi. Khuôn mặt Thanh Lệ có chút khẩn trương, cho nên toát ra vài giọt mồ hôi. 3 phần đó. Chủ nhiệm Lý không chút do dự nói thẳng, liếc mắt nhìn mọi người một cái nói. Tôi trực tiếp nói rõ, chính là để các cậu hiểu được, chúng tôi dám định công khai công bằng hợp lý, tuyệt đột không nể tình riêng. Cho nên, muốn đạt kết quả tốt, muốn qua cuộc sát hạch tốt nghiệp tốt, các cậu phải tự lực cố gắng. Nhất là lần nghiên cứu này, phải chú ý nắm bắt được vấn đề, chớ có nói khoác gì đó cũng vô dụng. Phòng giáo vụ còn có thể lấy 10 kết quả điều tra nghiên cứu đóng thành sách. Hiệu trưởng Đường nói lúc rảnh sẽ xem. Có lẽ, thành quả của các cậu thực sự là ý kiến xây dựng đất nước, có lẽ có thể cho vào tài liệu tham khảo nội bộ. Cơ hội chúng tôi cho các cậu, nắm vấn đề mấu chốt như thế nào là do tự bản thân các cậu. 12 tổ viên phải toàn lực cố gắng, không phải là vấn đề của cá nhân, là kết quả mọi người hợp lực mà có, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác.
Tôi cùng hai tổ viên của tổ chức là Đường Phương và Lâm Tuyết đã tuần tra một vòng, nếu các cậu trong quá trình điều tra nghiên cứu gặp vấn đề khó khăn gì không giải quyết được, có thể đề xuất, chúng tôi có thể thử giải quyết cho các cậu. Đương nhiên, giải quyết chỉ ở một mức độ, 9 phần còn lại, phải dựa vào các cậu. Chúng tôi ra tay một lần, các cậu sẽ bị hạ xuống một cấp bậc nhỏ. Lý Chi Nghi nói rất nghiêm túc. Sau khi ban ủy được sự đồng ý, quay về lớp học công bố tình hình của hoạt động, trong lớp lập tức trở lên sôi nổi, việc này, có liên quan tới giám định cấp bậc tốt nghiệp, đầu óc các đồng chí đương nhiên hoạt động nhanh lên. Khôn sống mống chết, vật cạnh thiên trạch, tôi chỉ muốn nói với các cậu 8 chữ này. Từ trình độ các cậu, tự có ý thức cạnh tranh, tạo ra sức lực tập thể, đây mới là một trong những mục đích của trường học. Chủ nhiệm Lý nói xong rồi đi. Trong lớp, lập tức ồn ào hẳn lên. Tiếp theo khi đến tự do phân nhóm, chủ nhiệm Lý cho mọi người một ngày, cũng là khảo nghiệm mạng lưới quan hệ của mọi người, năng lực tập thể, hợp tác tập thể. Hai người lớp trưởng Tần Bình Minh và lớp phó Đường Lâm ngay lập tức tụ họp một nhóm người lớn, thiếu chút nữa đã xảy ra tranh cãi. Bởi vì các đồng chí bên ngoài liều mình chen chúc, đồng chí bên trong liều mình giữ, tất cả mọi người đều muốn đứng ở vòng tròn trung tâm nhất, nói trắng ra là muốn đứng ở gần chỗ hai người Tần Bình Minh và Đường Lâm. Cứ như vậy, vòng tròn có chút siêu vẹo. Trong thời điểm vô cùng mấu chốt này, năng lực của tổ trưởng có lẽ có thể quyết định toàn bộ kết quả của cả tổ. Nói cách khác đơn giản là, năng lực của Tần Bình Minh chắc chắn lớn, làm phó tổng giám đốc Long Năng Quốc tế, thành viên trong tổ chức đảng. Long Năng Quốc tế có các trạm phát điện ở khắp nơi trong cả nước, cho nên, đi đến đâu cũng đều xài được. Hơn nữa, loại thần tài như Tần Bình Minh là đến đâu mà không có cán bộ theo sau chiêu đãi tiếp đón, đơn giản là hy vọng có thể xây một trạm phát điện để phát triển kinh tế địa phương, điện là một thứ tốt, nước chảy ào cái là tiền. Chương 1289, mùi thuốc nổ trên bàn rượu. Lớp phó thứ nhất Đường Lâm là thứ trưởng Bộ Giáo dục, đầu bài điều tra nghiên cứu mà nói cũng tương đối thực tế. Kỳ thật, đây chưa phải là điều mấu chốt, chủ yếu là anh trai anh ta là Đường Hạo Đông, người nối nghiệp tương lai nước Cộng Hòa, điều này cũng cho thấy năng lực quá mạnh. Anh ta đi đến đâu, cán bộ chỗ đó lập tức tươi cười chào đón, muốn làm điều tra nghiên cứu, muốn đến chỗ nào. Nhóm quan lớn địa phương chỗ đó đã sớm an bài tốt rồi. Có lẽ, anh không nghĩ tới dự án nghiên cứu, người ta có quan lớn ở địa phương nhiều kinh nghiệm là có thể giúp anh làm tốt. Đương nhiên, không thể sao chép, tham khảo thì được. Trường đảng đâu nói là không thể tham khảo, hơn nữa, người ta cung cấp tài liệu đều âm thầm, không nói ra thì làm sao anh biết là ai làm cho. Cho nên, trước mặt hai ông anh này nhiều người chen chúc nhất. Bởi vì danh ngạch có hạn. Một tổ 12 thành viên, cho nên, mấy chục thành viên vây quanh đương nhiên do hai vị cán bộ cao cấp lựa chọn. Đường Lâm và Tần Bình Minh đương nhiên có chút đắc ý, lướt mắt nhìn qua hai vị phó trưởng lớp Diệp Phàm và Yên Phi trước mặt thưa thớt vài người lại cảm giác thích thú. Về phần hai vị ban ủy Yến Đường và Tiền Thanh Trúc, lại càng ít người kéo đến. Trước mặt ủy viên tổ chức Kiều Không Thành cũng náo nhiệt, nghe nói Kiều Không Thành trong một lần uống rượu tiết lộ ra một chút bí mật. Cũng là trong lúc vô ý có người nói tới tư lệnh Vi đại quân khu lĩnh Nam Kiều Hoành Sơn, mà Kiều Không Thành để lọt câu anh Kiều à. Ba chữ này ngay lập tức khiến cho một ít cán bộ ngồi cùng bàn uống rượu suy nghĩ một chút, người có ý, cẩn thận tra ra, mới biết Kiều Không Thành không ngờ là em họ xa của nhà họ Kiều Kiều Viễn Sơn ở Bắc Kinh. Tuy nói là bà con xa, nhưng theo mấy người suy diễn ra, cũng tính người nhà họ Kiều. Cái này, tự nhiên có người chạy theo như vịt. Tuy nhiên, khiến Diệp Phàm vui mừng vì hai vị thứ trưởng vẫn quan hệ tốt với mình là Thôi Nhất Tân và Trương Oánh Nguyệt không rời khỏi mình, sớm ở lại đây, ba người cùng nhau trò chuyện làm điều tra nghiên cứu như thế nào, từ từ tựa chọn ứng viên thích hợp. Còn một người tên là Thái Lâm, là phó vụ trưởng Bộ Tài chính, cũng vẫn đi theo Diệp Phàm. Có mấy học viên nhìn thấy Thái Lâm ở đó, có lẽ biết anh ta cũng đã đi tới. Dù sao, phó vụ trưởng Bộ Tài chính tới đâu cũng sẽ là thần tài, lực cũng tương đối mạnh. Tuy nhiên, Thái Lâm cũng là được vụ trưởng Phong Thanh Lục thông báo cho một chút, cho nên, vẫn cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ lắm. Bằng không, người ta chưa chắc đã thèm đi đến chỗ một phó giám đốc sở như Diệp Phàm, tuy nói anh ta cũng là cấp phó giám đốc sở, nhưng người ta ở bộ. Tuy nhiên, tổ viên của tổ Diệp Phàm vẫn chưa đủ 12 người, về phần Tiền Thanh Trúc cùng vài vị tổ trưởng bên kia, lại càng đáng thương, xung quanh chỉ có 3, 4 bạn học vây quanh. Diệp Phàm bên này tốt xấu cũng còn có 6 đồng chí,
coi như cũng đủ một nửa. Xung quanh Kiều Không Thành vây quanh mười mấy người, cũng đủ quân số, thậm chí vượt biên chế. Yên Phi làm lớp phó, tình hình cũng đỡ hơn Diệp Phàm một chút, bởi vì anh ta dù sao cũng là chủ tịch quận Kim Thạch Bắc Kinh, năng lượng lớn hơn Diệp Phàm không ít. Về phần hai người Tần Bình Minh và Đường Lâm liếc mắt nhìn Diệp Phàm và Yên Vi, cùng vài vị tổ trưởng một cái, trong lòng tương đối tự đắc. Hai người này không vội, bởi vì vây quanh họ quá nhiều đồng chí, phỏng chừng có đến 30 người. Mà từ 30 người tới tuyển ra 11 đồng chí thành một tổ, quyền chủ động và quyết định đều do hai người bọn họ. Bởi vì thời gian quyết định danh sách chọn người vào buổi tối ngày mai, thời gian còn dài, còn tận một ngày nữa. Không thể không nói, chủ nhiệm Lý rất muốn làm việc này, ai có năng lực liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đương nhiên, lúc này các đồng chí đều chỉ nhìn vào thế lực và gia thế, năng lực thực sự còn chưa thể hiện ra. Tuy nhiên, như Tần Bình Minh, Đường Lâm và Kiều Không Thành đều chiếm hết cơ hội. Ba tổ bọn họ đều lựa chọn được người ra, tất cả đều là binh cường tướng mạnh, thành quả nắm chắc là lớn. Chuyện này liên quan đến cấp bậc tốt nghiệp, các đồng chí đương nhiên sẽ lựa chọn thận trọng. Kỳ thật, còn có đến 10 đồng chí còn xem chừng, không vây quanh một vị tổ trưởng nào. Việc này đơn giản là các đồng chí đó ra mặt mỏng một chút, hoặc là không có chủ ý. Ví như anh vây lấy Đường Lâm bên kia, cuối cùng người ta không cần anh không phải khá xấu hổ sao, cho nên, một đám đồng chí kể ra mặt cũng tương đối mỏng. Tuyệt đại đa số đồng chí đều lựa chọn phương án không biết xấu hổ chỉ cần thành tích, việc này, con người vốn tư lợi, không có gì là đáng trách. Buổi tối, chủ nhiệm Lý Chi Ngư cho nghỉ ngơi, nói cách khác các đồng chí có thể tự do hoạt động, hơn nữa, cho phép giáo viên tự do hoạt động. Chủ nhiệm Lý rất kỳ lạ, kỳ thật, chủ nhiệm Lý có mục đích, nhìn xa chính là trò chơi khôn sống mống chết, vật cạnh trời đất thôi. Buổi tối, bên trong một căn phòng bao riêng không lớn ở nhà hàng Hải Vương Tinh Bắc Kinh, giờ phút này Diệp Phàm đang ngồi, Thứ trưởng Bộ Đường Sắt Thôi Nhất Tân. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Oánh Nguyệt cùng với Phó Vụ trưởng Bộ Tài chính Thái Lâm và vài người nữa là 6 người, sau khi cạn mấy chén bia thì chìm suy tư, tất cả mọi người đang suy nghĩ chuyện gì. Kỳ thật, buổi tối đêm nay tụ họp chính là đề nghị của hai vị lớp trưởng Tần Bình Minh và Đường Lâm, nói mọi người còn chưa tụ tập bao giờ, đề nghị mọi người ra nhà hàng Hải Vương Tinh gặp gỡ một chút. Cho nên, toàn bộ học viên trong lớp đều đến đây. Ngay cả chủ nhiệm Lý Chí Ngư và hai vị phó chủ nhiệm Đường Phương và Lâm Tuyết cũng đã tới rồi. Dĩ nhiên Tần Bình Minh và Đường Lâm tự mời người của mình vào bàn. Đương nhiên, về danh nghĩa nói thì chia ra, nhưng đến cuối cùng thì lại dành nhau trả tiền. Tất cả đều là quan lớn cấp phó giám đốc sở trở lên, còn sợ không được nịnh bợ. Phòng này kỳ thực là một phòng bao riêng lớn, bên trong có rất nhiều kính thủy tinh mở ngăn cách thành các phòng nhỏ, chỉ có điều không ngăn cách hoàn toàn, chỉ cao hơn một thước. Đồng chí nào cao đứng bên ngoài có thể nhìn vào bên trong. Kỳ thật chính là phòng lớn phân ra thành phòng nhỏ thôi. Như vậy, vừa tiện tổ chức giao lưu, cũng mang tính bí mật nhất định, rất tiện cho việc nói chuyện phiếm. Phòng Đường Lâm và Tần Bình Minh là phòng lớn, bày hai cái bàn, 30 mấy người ngồi. Sau đó các đồng chí ngồi chen chúc thành vòng tròn, tình hình cũng không tệ, rất giản dị. Mọi người cùng uống, ăn đồ ăn trên bàn sau đó trò chơi bắt đầu. Đơn giản mọi người kính rượu nhau một hồi thôi. Tuy nhiên, không biết nguyên nhân gì, có lẽ là Tần Bình Minh và Đường Lâm muốn khoe khoang, không ngờ còn mời khách đến. Dĩ nhiên hai người này cũng muốn tăng thêm phân lượng quyết định của chính mình. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng thể hiện mình trước mặt bạn học. Khách quý của Tần Bình Minh không ngờ là Phó Tư lệnh Quân khu thứ nhất Bắc Kinh Triệu Quát cùng Tư lệnh Viên cảnh vệ Bắc Kinh Thanh Tân Thành. Khách của anh ta là bên quân giới. Bởi vì cha của Tần Bình Minh chính là người tiếp nhận vị trí Triệu Bảo Cương là Phó Chủ tịch Quân ủy Tần Chí Đại, em của Chính ủy Tần Đại Hòa, Chính ủy Báo Săn, Tần Bình Minh là cháu của Tần Chí Thân. Triệu Quát và Thang Tân Thành vừa đến, lập tức gây ra một hồi chấn động. Hai người này rất có danh tiếng, đặc biệt ở Bắc Kinh. Triệu Quát đại biểu cho nhà họ Triệu Bắc Kinh, đồng ý đến chính là nhà họ Triệu nể mặt nhà họ Tần. Về phần gia thế Thang Thành Tân cũng không thấp. Anh của anh ta là trưởng ban bộ giám sát đồng chí Thang Mậu. Bộ giám sát khả dĩ là người ta tương đối nể, bởi vì phạm vi quyền lực rất lớn, giống như việc gì cũng không quản được, việc gì cũng có thể quản. Mấu chốt ở chỗ anh ta có chịu giám sát ngươi hay không, muốn giữ ngươi để ngươi không gây phiền toái. Đường Lâm nhìn thấy khách quý của Tần Bình Minh không có vẻ gì bất ngờ,
còn mỉm cười với Triệu Quát và Thang Tân Thành để chào đón. Sau khi hai vị này ngồi xuống, đương nhiên, liền có nhiều nhóm học viên đến bàn lớp trưởng Tần Bình Minh mời rượu. Tuy nói có tác dụng hay không trời mới biết, nhưng quen mặt so với không quen mặt vẫn tốt hơn. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Đường Lâm, Tần Bình Minh cào nhàu trong lòng, Đường Lâm đã đứng lên, đi nhanh ra bên ngoài. Không lâu sau, cửa lại bị đẩy ra, ba gương mặt cũng rất quan trọng đi vào. Đi đầu là ủy viên quân ủy, tư lệnh viên đại quân khu lĩnh Nam Kiều Hoành Sơn, lập tức lại khiến cho không khí sôi động. Triệu Quát tuy rằng nổi danh, nhưng dù sao cũng chỉ là phó tư lệnh quân khu thứ nhất Bắc Kinh, so với Kiều Hoành Sơn cầm quyền đại quân lớn kém không ít. Hơn nữa, hai anh em Kiều Hoành Sơn và Kiều Viễn Sơn một bên quân đội, một theo chính trị, hai bút cùng vẽ, uy lực 10 phần. Nhà họ Kiều đã dần dần đến vòng gia tộc hạng 2 cao nhất ở Bắc Kinh, tiến thêm bước nữa có thể vào vòng tròn gia tộc hạng nhất. Ngay cả ba người chủ nhiệm Lý Chí Ngư, Đường Phương và Lâm Tuyết đều đứng lên chào đón. Vị thứ hai là ủy viên Trung ương, chủ tịch thành phố La Thiên Bắc Kinh. Ở thủ đô, tên của anh ta danh tiếng nhất, các học viên ngồi đây còn ai có thể bình tĩnh được. Vị thứ ba không ngờ là ngôi sao ca nhạc của Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị Yên Phi Phi. Cô là ca sĩ nổi tiếng quốc gia, được làm nhân vật mới Thái Sơn Bắc Đẩu trong làng dân ca Trung Quốc. Yên Phi Phi đã đến, thật ra điều khiến các bạn học ngồi ở đây không kìm nổi cặp mắt là vì Yên Phi Phi chẳng những ca sướng tốt, hơn nữa, lại được giới âm nhạc Trung Quốc công nhận là cô gái đẹp ngây thơ. Năm nay còn chưa tới 24 tuổi, ra nghề đã 5 năm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đương nhiên trở thành người nổi tiếng khắp nơi. Tuy nhiên, danh tiếng của Yên Phi Phi tương đối tốt, tuy nói xuất thân thấp kém, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe thấy có gì xấu truyền ra. Sau khi mời ba vị khách đến bàn ngồi, ánh mắt Đường Lâm lơ đãng liếc nhìn Tần Bình Minh một cái, phát hiện thằng nhãi này tuy ngoài mặt nói cười, nhưng nụ cười có vẻ miễn cưỡng, dường như cứng ngắc. Đường Lâm chưa từng cảm thấy thích thú như vậy. Tự nhiên, bàn Đường Lâm có khách lại trở thành nơi tụ tập của nhóm học viên tới chúc rượu. Về phần chỗ mấy người Diệp Phàm có rất ít người tới nên thật ra rất im lặng. Phải biết rằng, bình thường muốn gặp Yên Phi Phi chỉ có thể xem trên TV hoặc trong các buổi biểu diễn ở cuộc họp, cơ hội tiếp xúc như vậy đối với đại đa số cán bộ ngồi ở đây mà nói gần như bằng không. Tuy nói, không thể âu yếm, nhưng có thể cùng cô gái trẻ đẹp ngây thơ trong giới âm nhạc chạm cốc, người ta chỉ uống một ngụm thôi nhưng những người đàn ông này đều cảm thấy rất thỏa mãn. Sau này khi huấn luyện xong trở về địa phương, cũng có chút vốn để khoác lác, cái kia ai ai, và nữ hoàng giới âm nhạc. Tôi còn chạm cốc cùng cô ấy, cùng ngồi bàn ăn cơm, uống rượu, tán gẫu vài câu. Tuy người ta chỉ nói câu cảm ơn, nhưng, đối với đàn ông mà nói, cũng tương đối thỏa mãn. Đương nhiên, người khoác lác cùng cô lên giường, phỏng chừng có chút bị ổi. Cái này, không thể bàn luận hay nói giỡn, bởi vì, Yên Phi Phi là người tình trong mộng của đàn ông cả nước. Chương 1290, Thủ tướng muốn nghe báo cáo của Diệp Phàm. Diệp Phàm ngược lại không đi theo phong trào, hai vị thứ trưởng ngồi cùng một bàn hắn thôi Nhất Tân và Trương Oánh Nguyệt thấy Diệp Phàm chưa đi, hai người cũng không di chuyển. Hai vị, không qua đó cùng ly, đều là những nhân vật lớn danh tiếng, bình thường rất khó gặp mặt. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ha ha, lớp trưởng Diệp tại sao không đi? Trương Oánh Nguyệt cong mi cười, tuy nói rằng mới trên dưới 40 tuổi nhưng vì từ thầy thuốc chuyên nghiệp mà lên lãnh đạo, cho nên... Hiểu được thuật dưỡng sinh, cũng giữ được nước da trắng nõn nà. Hơn nữa còn có kiến thức rèn luyện nữ tính hàng ngày, nên càng có phong thái thành thục. Ha ha, thổ dân như tôi mà ra chúc rượu, làm phiền mọi người thôi đi thì hơn. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu. Ha ha ha, anh Đường Đường là lớp trưởng, sao người ta lại thấy phiền vì anh? Thôi Nhất Tân cũng nói câu đùa vui. Tuy nhiên, không may là do không khống chế được âm lượng giọng nói, hơi to. Không ngờ để lớp trưởng Tần Bình Minh nghe được. Anh ta quét mắt qua nửa phòng. Lúc này, một học viên cấp dưới ngồi một bên chợt ngầm hiểu, đứng lên cố ý cười to nói. Vừa rồi nào của chúng ta ca ngợi lớp trưởng Diệp vậy? Diệp Phàm vừa nghe liền rõ, người này tên Vi Tiến, nghe nói làm phó chủ tịch thành phố ở một thành phố hẻo lánh nào đó. Cũng là vùng giáp biên giới nghèo khó trúng cử vào lớp nâng cao. Đương nhiên, thằng nhãi này rất hiểu ánh mắt Tần Bình Minh. Vẫn luôn luôn đi theo Tần Bình Minh, trở thành tay trái đắc lực, trên thực tế chỉ là một đầy tớ gan dạ mà thôi. Ồ, Lão Vi, đồng chí Diệp Phàm từ khi nào đã trở thành đại lớp trưởng của chúng ta,
việc này thật sự kỳ quái. Lúc tổ chức chính thức tuyên bố sao không nghe nói qua nhỉ? Người hầu thứ hai của Tần Bình Minh tự lên tiếng trả lời, người này gọi là Mã Tự Cường, một vị phó cục trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương. Thôi Nhất Tân nghe vậy, sắc mặt lập tức trở lên tối sầm, việc này, hai vị này rõ ràng là muốn khiêu khích. Thứ trưởng bộ đường sắt Lâm, đương nhiên cũng có chút kiêu ngạo, đang muốn đứng ra đáp trả hai câu, tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn khoát tay áo, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, ý là không cần để ý. Việc này, đương nhiên phải hỏi chủ nhiệm Lý của chúng ta, mọi người thấy đúng không? Tần Bình Minh thấy Diệp Phàm bên kia không lên tiếng trả lời, cảm thấy không vui, cũng không muốn buông tha. Vậy mà, Tần Bình Minh không khai hỏa, thủ hạ dưới tay Đường Lâm đồng chí Tống Kỳ, cũng từ ánh mắt của Đường Lâm cố ý khơi mào mọi chuyện Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu rõ, biết Đường Lâm muốn phá rối, cố ý khơi mào để mình mâu thuẫn với Tần Bình Minh. Anh ta, đơn giản là muốn làm một ngư ông đắc lợi mà thôi. Sau khi việc phân phối tổ điều tra nghiên cứu được định ra, tình thế trong lớp đột nhiên căng thẳng, mối quan hệ của các nhóm nhỏ cũng chẳng thể nào dung hợp. Tuy nhiên, Diệp Phàm nếu rõ ràng, sao có thể để Đường Lâm thực hiện được kế sách, cho nên, vẻ mặt bình tĩnh ngồi yên, vẫn không lên tiếng trả lời. Các đồng chí, tôi kể một câu chuyện cười, ha ha. Lúc này một giọng nói vang lên, hóa ra là Hứa Minh một người hầu khác của Đường Lâm. Thằng nhãi này ngừng lại một chút, đợi lỗ tai mọi người tập trung lại hết, mới nói. Nghe nói trước kia có một anh học trò rất bình thường, tuy nhiên, thích khoác lác. Có khi, nổ phá trời. Tuy nhiên, có một lần nổ quá mức, không ngờ làm banh cả cổ họng của mình, cái này phải làm sao bây giờ? Đành đi tìm thần y nói với cậu ta không sao, thành người câm cũng tốt, đỡ phải xấu hổ. Hứa Minh vừa nói xong, lập tức một trận cười phá lên, mọi người, đương nhiên đều cười đồng chí Diệp Phàm, biết Hứa Minh ám chỉ đồng chí Diệp Phàm giả vờ câm điếc. Triệu tướng quân, lại đây uống một chén được không? Tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm tức giận, đột nhiên lớn tiếng gọi Triệu Quát đứng cách đó không xa, việc này, quả thực là hành vi tương đối không lễ phép. Là người thế hệ sau, chính anh phải tới chạm cốc cùng ông ta. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm lại thử đùa giỡn một lần, tin tưởng Triệu Quát sẽ nể mặt mũi mình. Bởi vì, đầu tiên là Triệu Quát biết thân phận phó soái tổ đặc nhiệm A của Diệp Phàm. Thứ hai, con trai Triệu Thông của Triệu Quát cũng là người giỏi trong quân, công lực mới đạt tam đẳng, muốn tiến vào tổ đặc nhiệm A mà chưa được, đã bị kẹt ở thượng vị tứ đẳng khai nguyên. Triệu Quát chưa làm được việc này nên rất buồn phiền. Thời gian trước cũng nói qua với Diệp Phàm, hy vọng hắn có thể sử dụng một số mánh khóe đặc biệt trợ lực giúp Triệu Thông. Tuy nhiên, bởi vì Diệp Phàm chưa phối được Lôi Cửu Long, cho nên, không dám đồng ý. Tuy nhiên, trước khác nay khác, hiện tại trong tay Diệp Phàm có Âm Dương Tham, đừng nói việc khác. Phỏng chừng Diệp Phàm muốn làm cho mấy viên Cửu Long hoàn cũng không thành vấn đề, chỉ có điều nhiều hay ít thôi. Triệu Quát vừa nghe, đúng là giọng Diệp Phàm nói. Hơn nữa, Diệp Phàm nói tự tin như vậy, Triệu Quát biết, tám phần là chuyện của con trai. Cho nên, anh ta không chút do dự, quay sang Tần Bình Minh gật đầu, sang sảng cười nói. Là phó giám sát trưởng Diệp Hà, đã lâu không gặp, đang muốn uống với cậu mấy chén đây. Vừa lúc. Triệu Quát cầm chén đi qua, loảng xoảng cực kỳ dứt khoát, cụng ly ba tiếng cùng Diệp Phàm, uống liền ba chén, lập tức làm rớt nát kính mắt. Hơn nữa, Triệu Quát đặt mông ngồi xuống tư thế như vẻ uống trường kỳ. Bên này, dĩ nhiên có nhân viên phục vụ khẩn trương mang thêm một cái chén nữa. Ha ha, lão Triệu, đi qua cũng không gọi một tiếng. Kiều Hoành Sơn từ nhà vệ sinh đã trở lại cười ha hả, vừa thấy Triệu Quát đi về phía Diệp Phàm, mới phát hiện ra đồng chí Diệp Phàm. Không ngờ cũng cười lớn, cầm chén rượu tới bàn Diệp Phàm, cũng loảng xoảng uống ba chén. Đối với việc Kiều Hoành Sơn lại đây, Diệp Phàm có vẻ không hiểu ra sao cả. Trong lòng nghĩ lão Kiều có chút biểu hiện kỳ lạ. Về phần Đường Lâm, tuy nói là trong lòng chua chát, nhưng Kiều Hoành Sơn là ai, không phải là người để Đường Lâm chỉ dựa vào anh trai mới được làm thứ trưởng bộ giáo dục có thể hận ông ta được. Hơn nữa, ngay cả là Đường Hạo Đông anh trai của Đường Lâm, cũng sẽ tôn kính quân nhân như Kiều Hoành Sơn. Còn đồng chí Tần Bình Minh, tự nhiên cũng đem sự ghen tị giấu thật sâu trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ cố gạt bỏ vẻ tươi cười. Lão Triệu, vị phó giám sát Diệp này sao tôi không nghe nói qua? Lúc này tư lệnh viên quân khu cảnh vệ Thang Tân Thành ở cách bàn cười hỏi.
Kỳ thật, thấy hai vị quan to đi qua, anh ta tự nhiên cũng lung lay trong lòng, dĩ nhiên là muốn thăm dò. Nếu hai vị Triệu Quát và Kiều Hoành Sơn đều nể mặt mũi người trẻ tuổi này, người này chắc chắn có chỗ không tầm thường. Nhiều bằng hữu càng tốt thôi, người sao có thể ngại đường dài chứ? Ha ha, cậu không biết à, bây giờ tôi nói cho cậu nghe, đồng chí Diệp Phàm, đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an ở thành phố Ngư Đồng. Còn kiêm chức phó giám sát cảnh vụ cảnh sát bộ công an. Tuổi trẻ lắm, người ta mới chỉ 20 tuổi, tuổi trẻ tài cao. Vài năm trước được Phó Thủ tướng Yến tự mình tiếp kiến, ngày hôm qua, sau khi tôi may mắn được gặp mặt Thủ tướng. Thủ tướng nói, anh nói với Sương Sơn nói, phá vụ án ở Ngư Đồng, có công phải có thưởng lớn, không thể quên anh hùng này đó, phá được án lớn như vậy, thật không dễ dàng. Hơn nữa, Thủ tướng còn nhắc nhở, nói lần này đại soái phá thảm án thành phố Ngư Đồng là Diệp Phàm, tuy tuổi trẻ, nhưng tuổi trẻ chính là vốn quý nhất. Triệu Quát vừa nói ra lời này, mọi người ngồi đây đều kinh hãi. Một đám đồng chí tự nhiên trong lòng thấy khó chịu, không thể tưởng tượng được việc phá án đặc biệt này lại được Thủ tướng nhớ kỹ trong lòng. Việc này quả thật cũng có phần không ngờ. Không đến 3 phút sau, các đồng chí đến kính rượu càng nhiều lên. Bàn của Diệp Phàm thành trung tâm của phòng. Ngay cả người cùng bàn Tần Bình Minh và Đường Lâm cũng lần lượt đến rồi trở về. Dĩ nhiên hai vị hận này tới mức ngứa răng. Đúng lúc này, điện thoại chủ nhiệm Lý Chí Ngư vang lên, sau khi nghe lập tức mặt tươi cười, đi đến bàn Diệp Phàm, để sát vào tai đồng chí Diệp Phàm, nhẹ giọng nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu được về nhà sớm chuẩn bị một chút, vừa rồi nhận được điện thoại của lãnh đạo trường đảng thông báo. Nói là buổi sáng ngày mai Thủ tướng ở Điệu Ngư Đài phải hội kiến khách nước ngoài, có khoảng nửa giờ rỗi, ông ấy muốn đích thân nghe cậu báo cáo về thảm án Ngư Đồng. Tự nhiên, lần này cảm thấy không ngờ và hâm mộ chính là chủ nhiệm Lý Chí Ngư, những chuyện như thế này, đương nhiên không dám nói lộ ra. Diệp Phàm, đành phải gờ cười cười xin lỗi mọi người, cáo từ đi về. Để lại bọn cán bộ học viên những ngờ vực vô căn cứ. Ngay cả Kiều Hoành Sơn và Triệu Quát cũng có chút tò mò, liếc mắt nhìn chủ nhiệm Lý một cái. Tuy nhiên, hai nhân vật lớn, sẽ không ngốc mà đến hỏi thăm. Một đêm khó ngủ. Về chuyện ngày mai đi gặp Thủ tướng, Diệp Phàm tâm sự cùng Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên, Lão Lang và Lão Thiết cũng truyền thụ một chút việc cần chú ý. Kỳ thật, Thiết Chiêm Hùng cũng chưa gặp qua Thủ tướng, chỉ nghe ngóng trong bộ được ít tin tức nói cho Diệp Phàm nghe. Lang Phá Thiên thật ra thường xuyên làm bạn bên người Thủ tướng, ít nhiều biết được một chút. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm tắm rửa sạch sẽ, cầm giấy thông hành nhằm thẳng hướng Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán mà đi. Trong lòng tưởng tượng ra mảnh đất kia đủ loại cảnh tượng, sau khi đến mới phát hiện, kỳ thực cũng giống như lâm viên triều đình Trung Quốc cổ đại. Muốn nói tới lịch sử Điếu Ngư Đài Bắc Kinh có thể ngược dòng về 800 năm trước, lúc ấy nơi này ở Tây Bắc Bắc Kinh, tên là Ngư Tảo Trì, diện tích nước rất lớn, nhiều đầm ao và chưa gọi là Điếu Ngư Đài, là Kim, nơi hàng năm Hoàng đế du ngoạn đến. Là nơi Kim Đại Trương Tông Hoàng đế nghỉ ngơi câu cá, cho nên được gọi là Điếu Ngư Đài. Trải qua việc kiểm tra chặt chẽ, Diệp Phàm cuối cùng được đi vào. Lang Phá Thiên lợi dụng một chút quyền lợi, phái Triệu Long đi ra dẫn Diệp Phàm vào. Huynh đệ, thực ra anh hoàn toàn có thể nói rõ thân phận ở tổ đặc nhiệm A, với thân phận này sẽ có giấy thông hành đặc biệt, có thể tự do hoạt động ở trong vườn. Phòng vệ vườn này là cục cảnh vệ trung ương chúng tôi phụ trách, mà lãnh đạo các nhóm vệ sĩ, đều là của tổ đặc nhiệm A chính thức như cậu. Nếu cho bọn họ biết thân phận thực sự của cậu, phỏng chừng tên kia sẽ rất răng hàm, bằng không, thực sự nghĩ già rồi đệ nhất thiên hạ, châu bò hò hét thôi, ha ha ha. Lang Phá Thiên cười nói. Thôi vậy, dù sao cứ theo con đường cũ, còn muốn làm cái gì? Hơn nữa, tôi cũng không muốn đặc biệt hóa, một phó giám đốc sở, ở đây có gì mà khoe khoang? Diệp Phàm thản nhiên cười cười. Chương 1291, chia 46 với quốc gia. Tôi vừa rồi tới tiếp kiến Thủ tướng để sắp xếp, chắc là phải chờ đến 10 giờ 30 phút, vừa vặn hội kiến khách châu Phi, mà thời gian ăn trưa chưa tới, còn khoảng một tiếng rỗi. Thủ tướng dùng nửa giờ nghe anh báo cáo, thời gian còn lại nghỉ ngơi một chút. Hai, ông ấy mỗi ngày làm việc vất vả, giấc ngủ mỗi ngày không đủ, cứ tiếp tục như thế này, cho dù người bằng sắt cũng không chịu nổi. Lang Phá Thiên thở dài, giọng khâm phục. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Dù sao nhiệm vụ hôm nay không nặng,
Trong nhà khách này tôi không cần lo lắng cái gì. Tôi với anh đi bộ một vòng xung quanh được không? Khó có lúc như thế này, cơ hội không nhiều lắm huynh đệ ạ, ha ha. Thôi vậy, về việc này, tôi thấy cảnh trí Di Hòa Viên cũng được. Hay là chờ một chút ở phòng khách rồi hẵng đi, bằng không, trong lòng thủ tướng sẽ nghĩ tôi thế nào? Diệp Phàm không hứng thú lắm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy cũng được, tôi bảo Triệu Long đưa anh đi nghỉ ngơi một chút. Lang Phá Thiên cười nói, Triệu Long đưa Diệp Phàm vào phòng số 5. Tuy nhiên khi Diệp Phàm đi vào phòng nghỉ ngạc nhiên một chút, không phải là vì trang trí phòng nghỉ, chủ yếu là vì cảm thấy lão lang lại dở thủ đoạn đặc biệt gì. Một phòng nghỉ tạm thời không ngờ lại có 3 phòng ngủ một phòng khách. Diệp Phàm biết rằng, với cấp bậc của mình, không có khả năng nhận được sự đãi ngộ này. Lão lang cũng thật là càn quấy, tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn đi vào. Không lâu sau, Lang Phá Thiên đi dạo đến đây. Thế nào huynh đệ, có vừa lòng không? Lão lang cười gượng nói. Anh đối đãi với tôi như là ủy viên bộ chính trị có phải không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn thằng nhãi này một cái, hừ nói. Ha ha, để ý cái gì? Có lẽ, đời này chúng ta không có cơ hội chân chính hưởng thụ đãi ngộ cấp quốc gia này, giờ có cơ hội thì chúng ta cứ hưởng thụ một chút đi. Ủy viên bộ chính trị, cả nước có mấy người, hai. Lang Phá Thiên cảm thán lắc lắc đầu. Nói vậy cũng đúng. Diệp Phàm gật gật đầu. Chỉ là có chút tiếc nuối, không thể uống rượu, trà và đồ uống gì cũng có, nhưng, không đủ lực gì cả. Hay chúng ta làm một ly, thế nào? Lang Phá Thiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái, cười nói. Miễn đi, tôi nói lão lang, anh làm vậy không phải hại tôi hay sao, để cho thủ tướng nghe tôi báo cáo, cả người tôi toàn mùi rượu, còn tưởng gặp phải một ma men, tôi sao dám ngông cuồng như thế? Diệp Phàm cười mắng. Ha ha. Lang Phá Thiên cười cười. Hôm nay thủ tướng hội kiến là ai? Diệp Phàm mở miệng tán chuyện phiếm, cũng có chút tò mò. Một người châu Phi, gọi gì là Câu Mần, nghe nói lòng bàn tay lớn, xấp xỉ dân số thành phố Ngư Đồng các anh. Lang Phá Thiên hết sức khinh bỉ. Thật đúng là không lớn, mấy triệu nhân khẩu. Diệp Phàm lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Lang Phá Thiên một cái, cười nói. Tuy nhiên, chim sẻ dù sao cũng đủ ngũ tạng, người ta tốt xấu cũng là lãnh đạo một quốc gia, người ta cũng gọi là tổng thống, chúng ta phải dùng đại lễ đối đãi, hơn nữa người ta cũng có một phiếu ở Liên Hiệp Quốc. Đại diện cho một quốc gia, chúng ta phải tôn kính họ có đúng không nào? Nói vậy cũng đúng. Lang Phá Thiên gật gật đầu nói, đột nhiên dường như nhớ tới điều gì, cười nó. Nói đến tê ẩn này tôi lại nhớ tới một việc. Lần trước Bí Thư Phượng thăm viếng Câu Mần trở về, mang về một tảng đá. Lúc ấy Bí Thư Phượng bảo tôi đến hỏi một việc, tôi thấy ông ấy cầm một khối của hòn đã được mài tương đối nhẵn mịn thưởng thức. Thấy tôi tiến vào, tiện tay đưa cho tôi, cười nói. Phá Thiên, tảng đá này cầm trên tay rất thoải mái. Nghe nói Câu Mần gọi tảng đá này là thạch giao. Tôi nghe Bí Thư Phượng nói xong cũng có chút khó hiểu, lúc ấy có lẽ hơi tò mò, cầm ngắm nghía, quái. Tảng đá này ngắm một hồi giống như nóng lên, hơn nữa, dường như biến chuyển một chút. Đương nhiên, chỉ có một chút, có lẽ là tôi ảo giác, tảng đá kia cơ bản là không thay đổi. Tôi lúc ấy hỏi Bí Thư Phượng, ông ấy nói tổ tiên của Câu Mần dùng hòn đá này để phong quan. Tuy nhiên, rất kỳ lạ, loại đá phong quan này một chút khe hở cũng không có. Anh dùng thiên cương cũng không bể, giống như, là một chỉnh thể. Tuy nhiên quốc gia của Câu Mần khá nghèo. Đến bây giờ cũng không muốn làm rõ ra nguyên nhân có thể phong quan, bởi vậy không ai để ý việc này. Tảng đá đó ở đâu? Diệp Phàm giật mình, hắn nghĩ tới cổ mộ Lô Gia ở đập nước Thiên Thủy từng khai quật một bộ thạch quan. Mà lúc ấy thạch quan kia cũng bịt rất kín, ở giữa hòn đá hình như dùng nhựa cao su linh tinh gì đó niêm phong lại. Tuy nhiên, thời cổ làm sao có thể dùng nhựa cao su, lúc ấy giáo sư khảo cổ Lan nghĩ hết cách mà không nghĩ ra. Cũng là Diệp Phàm trong lúc vô ý dùng nội công kỳ lạ gì đó, giành được một hạt về tay. Diệp Phàm vẫn muốn tìm loại vật liệu làm ra hạt này, tuy nhiên, thật đáng tiếc, tìm vài năm cũng không tìm được. Giờ phút này nghe Lang Phá Thiên nói, lại nghĩ tới việc này. Hơn nữa, lúc nhàn chán Diệp Phàm vẫn làm thí nghiệm. Loại hạt này ôm ấp nội lực, lắng động lại thành trạng thái vạn năng, tuy nhiên là dạng trong suốt không màu. Không dùng nội kình nữa. Sẽ lắng động chậm rãi thành hạt đá. Hơn nữa độ cứng chắc rất cao.
Hạt thạch hóa thành trạng thái dẻo dai, anh dùng chùy tử đô cũng khó đập nát, dùng dao nhỏ cắt không ra. Đáng cười hơn là, lọ ai hạt đá này có thể sử dụng nội lực hóa mở, hơn nữa, tốc độ rất chậm. Ngay cả trước kia Diệp Phàm có thân thủ thất đẳng muốn làm cũng mất một ngày thời gian mới mở ra được. Loại thạch dao này không sợ nước, không sợ lửa, nếu thật sự có thể sử dụng đặc thù này, tỉ như hàng không, tu bổ tàu ngầm dưới biển sâu, nếu có thể nghiên cứu không cần nội lực cũng có thể tan rã, có thể sẽ là một phát minh lớn. Bởi vì loại này dán lên đồ vật có thể dính rất nhiều tài liệu, dính lại thành một khối. So với hàn điện còn hiệu quả hơn, giống như hai tấm thép dán vào một chỗ, anh nhìn cũng không thấy chỗ thạch giao nhau. Lang Phá Thiên nói tảng đá biến mềm một chút cũng không phải là ảo giác, chắc hẳn là lão lang cầm tảng đá kia ở trong tay thưởng thức quá lâu, lão lang trong lúc vô ý để tràn ra nội lực, cho nên, mới có cảm giác biến mềm ra. Ở chỗ bí thư Phượng Bảo Sơn có một khối, loại tảng đá này câu mần cũng rất ít thấy, bọn họ cũng không biết sử dụng, lấy về cũng vô dụng. Chỉ có điều cầm nó trong tay thì có cảm giác tốt hơn thôi. Lang Phá Thiên nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Suy nghĩ nói, như vậy quả thật là trong cổ mộ triều đường phát hiện tảng đá này có thể dùng nội lực hóa mở, thủ trưởng trấn phỏng chừng vui sướng như điên rồi. Tuy nhiên, mình lại chẳng mò được lợi ích gì từ nó. Tốt nhất là nghĩ biện pháp mở công ty hợp tác với quốc gia, ít nhất, cũng phải có phân lợi nhuận thành 4-6 mới được. Tuy nhiên, loại đá này phải có cao thủ lục đẳng trở lên mới có thể hóa mở, lúc ấy ở đập nước Thiên Thủy cũng là do may mắn kỳ lạ mới được mình mở ra. Lão lang, anh có thể đem nó từ tay bí thư Phượng đến đây để tôi xem một chút không hơi tò mò. Diệp Phàm cười nói. Việc này thì dễ, hôm nay bí thư Phượng cũng cùng thủ tướng tiếp câu mần, tôi đi thăm dò, có lẽ người khá ẩn này còn mang theo đồ vật này đến. Bởi vì truyền thuyết vật ấy có công năng giúp người ta điều khí huyết. Lần trước bí thư Phượng còn nói một khối quá ít, có lẽ lần này chiêu đãi khá ẩn, bí thư Phương sẽ hỏi thêm. Lang Phá Thiên đáp rồi chuồn ra ngoài. Lão lang quan hệ với lãnh đạo cũng không tệ lắm, không lâu sau ca đã trở lại. Vẻ mặt vui sướng hài lòng cầm một quả cầu tròn quay về, trông giống như quả cầu các cụ già trong nước tập thể hình. Tảng đá hơi có màu vàng, mặt trên còn giống như có chút hoa văn tự nhiên. Diệp Phàm sau khi cầm lấy bắt đầu vận khí tràn vào, ngắm nghĩa trong tay. Hiện tại hắn đã là thân thủ bát đẳng khai nguyên chi bậc, cho nên, nội công có thể làm cho vật trong tay giống như xương bay ra. Đương nhiên, nội công là thứ trong suốt, chỉ có tự bản thân mình cảm giác được, người ngoài rất khó biết. Trừ khi là cao thủ quyết đấu, mới có thể cảm giác nội công linh hoạt, sắc bén. Có gì hay đâu, chán quá. Thấy Diệp Phàm thưởng thức quả cầu tập thể hình trong tay, Lang Phá Thiên có chút không thú vị lắc đầu trêu đùa. Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười không đáp lại. Nửa giờ sau Lang Phá Thiên có vẻ không nhịn được, đứng lên chuẩn bị đi ra dò xét một phen. Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Lão lang, anh lại đây xem tảng đá này. Một khối đá, có gì hay mà xem. Lang Phá Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cảm giác thằng nhãi này có phải đột nhiên phát điên hay không. Tuy nhiên thấy vẻ mặt Diệp Phàm cười quỷ dị, cũng liền giơ tay nhận lấy. Sờ một cái, lập tức kinh hãi kêu lên. Sao lại thế này, giống như biến thành bùn vậy. Ha ha, hiện tại thời gian còn chưa đủ, cho tôi thêm một giờ nữa. Tảng đá này liền biến thành dạng cao su. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Ha ha, anh làm như thế nào? Lang Phá Thiên tâm tư nhanh nhẹn, đảo mắt đã nghĩ tới giá trị của tảng đá này, hai mắt liền chợt lóe nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha, dùng nội công, lắng đọng lại. Lão lang, tôi nghĩ, tảng đá này nếu thực sự có tác dụng như nhựa cao su thiên nhiên, tuyệt đối là được trọng dụng. Tôi đang muốn làm một công ty, dù sao có 200 triệu không dùng đến. Nếu có thể chiêu gọi một ít cao thủ đến làm việc này, thí nghiệm một chút làm ra thạch giao rất tốt, lúc đó, chúng ta sẽ phát tài lớn. Diệp Phàm cười nói. Cao thủ, chỉ sợ không tìm được, ít nhất cũng phải lục đẳng mới được, đi chỗ nào tìm nhiều cao thủ như vậy. Trừ khi nhà nước ra mặt còn được. Lang Phá Thiên lắc lắc đầu, đem tảng đá trong tay bắt đầu phát ra nội công ôm ấp, lắng động. Đúng rồi, chúng ta tìm mời thủ trưởng trấn hợp tác khai thác, phát triển. Quốc gia chiếm phần lớn, chúng ta chiếm phần nhỏ. Việc này, chắc hẳn cũng là việc cơ mật quốc gia đấy. Diệp Phàm cười nói. Tuyệt đối cơ mật, ha ha, anh Diệp, tôi còn hơn 10 triệu, bỏ toàn bộ vào thế nào?
thằng nhãi lang phá thiên này nhìn thấy tiền đương nhiên sẽ thấy sức mạnh. Được, tôi chuẩn bị đầu tư 200 triệu, chúng ta đến chỗ câu mần siêu tập tảng đá ấy trước rồi nói sau. Đương nhiên, trước khi thí nghiệm hoàn thành mới được, bằng không, bỏ giá cao mua một đống phá thạch trở về chỉ có nước nhảy lầu cũng không xong. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Đúng đúng, thí nghiệm thành công đã, chúng ta đi thu mua toàn bộ đá của câu mần. Sau đó nói trước với thủ trưởng Trấn một tiếng, cùng quốc gia hợp tác khai thác, phát triển. Lang Phá Thiên cũng cười khan không ngừng. Ừ, đến lúc đó tư liệu ở trên tay chúng ta, quốc gia ra người là được. Chúng ta với quốc gia chia 4-6 là được. Lão Lang, anh nói một chút xem, nếu chúng ta ăn mảnh, sau này nhà nước không muốn đặt hàng, sản phẩm chúng ta tiêu thụ bên ngoài, cũng kiếm được số tiền lớn. Tuy nhiên, loại bí mật gì đó, nhà nước chắc sẽ không cho phép chúng ta tiêu thụ ra bên ngoài. Đến lúc đó bị nhà nước cưỡng ép thu hồi, không bằng sớm đề xuất hợp tác, chia 4 phần cho chúng ta là đủ rồi. Tham quá chắc hẳn sẽ mất cả trì lẫn chài. Diệp Phàm thản nhiên nói. Chương 1292, thời khắc náo nhiệt. Cũng phải, tham quá thì chắc chắn sẽ mất cả trì lẫn chài thôi. Tôi đi hỏi Lão Thiết xem thế nào. Tuy nhiên, Lão Thiết cũng khổ rồi, anh ấy không có tiền mặt, muốn thì anh ấy phải tự tìm cách, nếu không, sau này biết rồi lại trách anh em mình không cho cơ hội, có đúng không? Lang Phá Thiên cười nói. Đương nhiên, anh ấy muốn kiếm tiền thì phải tự nghĩ cách. Hiện tại tôi không có tiền cho anh ấy mượn, kể cả anh cũng vậy, đừng có nghĩ mượn tiền của tôi, cổ phần muốn chiếm lấy nhiều quá, phải tự mình đi nghĩ cách. Đương nhiên tôi không hy vọng là anh em của mình lại phải vào nhà tù. Diệp Phàm nói đùa. Sao lại vào nhà tù, theo tôi thì Lão Lang tôi và Lão Thiết thân phận người người như vậy, ngân hàng nào mà không cho vay, có đúng không? Lang Phá Thiên vô cùng khí phách cưới nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đập bàn nói. Nếu không, đắc tội với Lão Lang tôi và Lão Thiết, thì giám đốc ngân hàng sẽ biết tay. Sắc mặt Lão Lang trở nên dữ tợn. Hai. Tội thay cho mấy ông giám đốc ngân hàng đó. Diệp Phàm nói. Lúc này có một nhân viên trẻ tuổi gõ cửa, thông báo cho Diệp Phàm là thủ tướng đang chờ. Tuy nhiên, nhân viên này nhìn Lang Phá Thiên gật gật đầu, lại nhìn Diệp Phàm, không nói gì. Phỏng chừng trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó, như lai lịch của Diệp Phàm chẳng hạn, hình như quan hệ của anh này và Lang Phá Thiên rất tốt thì phải. Bước vào văn phòng của thủ tướng, trong lòng Diệp Phàm có chút bồn chồn. Thủ tướng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đừng căng thẳng, cứ ngồi đối diện tôi đi, cứ coi như nói chuyện bình thường thôi. Vâng, tôi không căng thẳng, thủ tướng là người tốt. Diệp Phàm thốt ra, thực sự khiến thủ tướng có chút sửng sốt, khuôn mặt kia không ngờ lại nở một nụ cười. Diệp Phàm đưa tài liệu ra, báo cáo tỉ mỉ lại vụ thảm án ở Ngư Đồng. Thủ tướng nghe xong liền trầm mặc xuống. Khoảng 5 phút sau. Thủ tướng mặt nghiêm lại, hỏi. Cậu chỉ phát hiện như vậy thôi sao? Còn gì nữa không? Những lời này hỏi Diệp Phàm quá đột ngột, Diệp Phàm cảm thấy không kịp đề phòng, ai ngờ thủ tướng lại hỏi còn điểm gì nữa không? Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, nói. Cái này, còn có một số điểm nghi ngờ, tuy nhiên không phải có thể gỡ bỏ ngay được, tôi nghĩ, cứ từ từ giải quyết. Hừ, đồng chí Diệp Phàm, làm người phải thành thực, một là một, hai là hai. Thủ tướng giọng điệu tương đối nặng, mí mắt Diệp Phàm dựng lên, hạ quyết tâm, nói. Thủ tướng, tôi luôn luôn thành thực, thực sự là có chút đáng ngờ, nhưng chưa vạch trần ra mà thôi. Chính là chuyện có liên quan đến tập đoàn Dương Điền ở Việt Đông, tập đoàn này có nhiều công ty con, tài sản lên đến 3 tỷ, ở Việt Đông được coi là doanh nghiệp cỡ lớn. Đối với một doanh nghiệp quan trọng như vậy, một năm đem lại lợi nhuận lớn cho Việt Đông, không có chứng cứ thì không nói lung tung được. Chẳng qua, Lộ An Cương trước khi chết có nói với tôi, dưới căn biệt thự, à quản phi ở tại Đông Pha Sơn Trang có bí mật. Vốn tôi đã bố trí người thăm dò rồi, nhưng thật sự đáng tiếc, tôi bị cách chức rồi. Làm bậy làm bạ, cậu phá được thảm án 88, cấp trên không thưởng lại còn cách chức của cậu, tỉnh Việt Đông này muốn một mình một phách hay sao? Thủ tướng dùng ngôn từ sắc bén, đến tỉnh Việt Đông cũng bị phê bình. Cái này... Lúc tôi ở Việt Đông có một số việc giải quyết chưa thực sự thỏa đáng. Tỉnh ủy xử lý tôi như vậy tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Hơn nữa bí thư Triệu Sương Sơn còn có nhiệm vụ khác phân công cho tôi,
lần này không phải là đưa tôi vào danh sách được đi huấn luyện tại trường đảng hay sao? Vì vậy có lẽ bí thư Triệu Sương Sơn có suy nghĩ khác. Diệp Phàm vội vàng giải thích một chút, sợ thủ tướng giận dữ lại gọi Triệu Sương Sơn tới hỏi, lúc đấy mình cũng toi. Sương Sơn hẳn là không hồ đồ, tuy nhiên, một số đồng chí thực hiện quả thật còn chưa ổn. Việc này tôi không truy cứu, tuy nhiên, cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo trước mặt tôi. Việc này, tôi không vô duyên vô cớ mà hỏi như vậy, nói cho cậu biết, phòng thông tin đối ngoại của Quốc vụ viện đã nhận được mấy chục thư phản ánh về tập đoàn Dương Điền ở Việt Đông. Tôi nghĩ, việc này không phải tự nhiên mà có. Hôm nay tôi gọi cậu đến, biết cậu có tài phá án, nên tôi giao cho cậu một nhiệm vụ bí mật, không được ngừng tay, điều tra tận gốc rễ cho tôi. Bất luận là liên quan đến ai, cũng phải làm đến cùng. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí có dám hứa không? Thủ tướng nghiêm túc nói. Việc có lợi cho dân cho nước, tôi đều làm. Diệp Phàm tràn đầy khí phách nói. Chỉ nói ra vì quốc gia đại nghĩa, về sau lỡ thực sự gặp phải chuyện gì thì cũng có cách nói. Nói hay lắm, tôi chờ đợi ở đồng chí. Thủ tướng vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nhìn đồng hồ nói. Đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay có khách, cậu cùng đi luôn đi. Nếu có người hỏi thì nói là cán bộ cùng đi theo. Vâng. Diệp Phàm giọng có chút run run nói. Hắn thực sự kích động, tuy bụng rất đói rồi, nhưng vẫn bình tĩnh đi sau thủ tướng. Lang Phá Thiên đứng ở một góc, thấy Diệp Phàm đi qua, liền đưa tay ra hiện cùng Gia Quốc Tân quán ăn cơm đã rồi mới đi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ra hiệu rằng thủ tướng mời khách. Lang Phá Thiên sửng sốt, đồng tử mở to ra, rồi đưa tay ra hiệu cậu cử lắm. Lúc đến đại sảnh, ống kính, máy ảnh chụp tanh tách, thằng nhãi này cũng cảm thấy tự hào. Trong đầu đã xuất hiện hình ảnh mình được xuất hiện trên TV rồi. Bên ngoài rất nhiều người đang đứng rồi. Trong nước đều là những quan to, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng chẳng quen mấy người. Nhưng thật ra cũng có một người đang tươi cười nói chuyện với một người da đen, Diệp Phàm đã từng nhìn thấy trên TV, không phải chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phượng Bảo Sơn thì là ai chứ? Đương nhiên. Người đi theo như Diệp Phàm cũng chẳng chú ý đến ông ta. Phỏng chừng tất cả mọi người đều coi hắn là vệ sĩ của thủ tướng hoặc nhân viên công tác gì đó. Diệp Phàm cũng rất biết ý, sau khi bước vào đại sảnh, hắn khẽ từ từ nới rộng khoảng cách với thủ tướng, tự nhiên muốn ngồi vào một cái bàn nào đó trong góc mà ăn là được. Bàn mà thủ tướng ngồi là một chiếc bàn to ở vị trí trung tâm, lúc này có một nhân viên nhẹ nhàng đi tới, thủ tướng nhỏ giọng dặn dò vài câu. Nhân viên đó lập tức chuyển chiếc ghế lại. Tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn thấy, nhân viên đó lại kê thêm một chiếc ghế cạnh ghế của thủ tướng. Tuy thế, khoảng cách giữa hai chiếc ghế vốn là lớn, cho nên dù có kê thêm mấy cái thì cũng không cảm thấy chật. Mời mọi người ngồi xuống. Ngồi bên cạnh thủ tướng là mấy người da đen, phỏng chừng là đến từ châu Phi. Chiếc ghế thêm vào kia chính là ngay cạnh Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phượng Bảo Sơn. Không lâu sau, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Tuy nhiên, khi đồng chí Diệp Phàm đảo mắt qua TSF cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi trong những trường hợp, chính quy, như thế này, trên tất cả các vị trí đều có tên. Tất cả mọi người ngồi theo tên của mình, đâu có chỗ thừa cho một cán bộ tép siêu như Diệp Phàm. Diệp Phàm vốn định kiếm chỗ nào đó kín kín rồi ngồi xuống, nhưng nào ngờ người ta ngồi đầy bàn rồi. Tuy nhiên, hắn cũng rất thông minh, nhanh chóng di chuyển một bước sát tường, hơn nữa, đứng cũng rất thẳng, giống như một cây gậy che vậy, để chứng tỏ cho mọi người rằng tôi là vệ sĩ. Cũng chẳng có ai thèm chú ý đến hắn, bởi vì chỗ sát tường kia vốn dành cho vệ sĩ. Tuy nhiên, vì trong nhà ăn nên cũng không nhiều, có thêm Diệp Phàm vào cũng chẳng ai để ý, quần áo Diệp Phàm không giống với quần áo của họ. Có người liếc mắt nhìn Diệp Phàm, tự nhiên cũng phỏng đoán đây chắc là vệ sĩ của lãnh đạo, nên mới mặc trang phục không giống của vệ sĩ như vậy. Thủ tướng nhìn vào chỗ trống kia, sau khi cảm thấy có chút ngạc nhiên liền mỉm cười. Liếc qua đại sảnh một lượt, nhưng đại sảnh lớn như vậy, sao có thể nhìn thấy chỗ Diệp Phàm đang đứng? Một nhân viên phỏng chừng là người tháp tùng thủ tướng, ý của lãnh đạo thế nào thì nắm bắt rất nhanh. Chỉ một ánh mắt của thủ tướng, người ta đã xoay người đi rồi. Ngay lập tức nhân viên đó đã tìm thấy người đã dẫn Diệp Phàm vào, dặn dò một chút, hai người bắt đầu đi tìm trong đại sảnh. Diệp Phàm nhanh chóng, bị, phát hiện. Đồng chí Diệp Phàm, thủ tướng mời đồng chí qua bên kia. Anh nhân viên này vẻ mặt nghiêm túc nói. Qua chấm QUA bàn bên kia sao?
Diệp Phàm như không tin vào tai mình, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đi theo anh nhân viên. Lúc này đồng chí Diệp Phàm được tất cả mọi người trong sảnh để ý đến, họ to nhỏ bàn tán với nhau, thắc mắc anh chàng này không biết có lai lịch thế nào, không ngờ lại được cả thủ tướng yêu ái như vậy. Mà đám phóng viên truyền hình đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức mọi ánh đèn flash đều hướng vào Diệp Phàm, thằng nhãi này có cảm giác bị hoa mắt. Tuy nhiên, may mắn mà những nhân vật to mà trước kia Diệp Phàm đã gặp kia, biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm, vẫn tươi cười đi vào bàn của thủ tướng. Diệp Phàm cẩn thận ngồi xuống, cũng chẳng ai hỏi hắn cái gì. Nhìn qua một lượt, hắn lập tức có chút hoảng sợ, phát hiện vị trên mình chính là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phượng Bảo Sơn. Chương 1293, liếc mắt đã nhìn thấu. Có một vị khách nhân là người Hoa, Diệp Phàm không quen. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng hơi ngây người một chút, hình như người này đã gặp qua ở đâu, nhìn hơi quen mặt. Nhưng, Diệp Phàm lục soát khắp đầu, cũng không nhớ đã gặp người này ở đâu. Bắt đầu ăn cơm, mấy bình rượu được đưa lên, hơn nữa, là rượu Mao Đài. Hôm nay vui vẻ, có khách quý tới chơi, nhưng đang giữa trưa, chúng ta mỗi người uống hai chén nhỏ là đủ rồi, thế nào? Thủ tướng sang sảng cười nói. Những người khác, quốc nội đương nhiên gật đầu. Mấy người da đen sau khi nghe nhân viên công tác phiên dịch, cũng cười gật đầu, bắt đầu uống. Diệp Phàm cũng cầm lấy chén rượu nhỏ nhấp một ngụm, mùi vị đương nhiên không gì sánh được, đầu hơi cúi xuống lắng nghe người khác hàn huyên. Lão phí, đây chính là đồ tốt, hàng không bán. Chúng ta uống trước nửa chén thế nào? Lúc này, Diệp Phàm nghe Phượng Bảo Sơn quay sang ha hả nhỏ giọng cười nói với đồng chí phía trên mình. Đúng vậy, có tiền cũng mua không được. Là rượu Mao Đài cất trong hầm chuyên dùng để mời quốc khách, nghe nói, lâu năm lắm rồi, rượu tốt đấy. Đồng chí được gọi là lão phí gật đầu, cười rồi cụng nửa chén với Phượng Bảo Sơn. Diệp Phàm lúc này cuối cùng đã hiểu rõ, đồng chí ngồi phía trên mình là em trai của Phí Thanh Sơn, người cầm lái Phí ra, phó bí thư thứ nhất Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phí Nhất Hoàn. Nhìn tư thế này, khả năng Phí Nhất Hoàn tiến vào cửu thường là rất lớn. Tuy nhiên, Diệp Phàm khi đang suy nghĩ, đã nhìn chằm chằm vào Phí Nhất Hoàn, không ngờ bị phó bí thư Phí Mẫn Cảm phát hiện. Nhìn Diệp Phàm, thân thiết cười nói. Đồng chí nhỏ, từ đâu tới? Tôi là, Diệp Phàm, từ thành phố Ngư Đồng tỉnh Việt Đông tới. Diệp Phàm thốt ra, mới phát hiện vừa rồi mình nhìn chằm chằm người ta, nhất thời thất thần. Liếc mắt nhìn Phí Nhất Hoàn một cái, nhỏ giọng hỏi. Ngài chính là bí thư Phí đúng không? Là bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương kia ạ. Ha ha, xem như đoán đúng rồi. Tuy nhiên, tiểu đồng chí, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì, không phải trên mặt tôi dính gì chứ? Phí Nhất Hoàn nói đùa vui vẻ. Xem ra, lãnh đạo này lúc nhàn nhã cũng hòa ái dễ gần, không giống vẻ mặt nghiêm túc thường thấy trên TV. Không phải, bởi vì, sư phụ của tôi tên Phí Phương Thành, đại bá Phí Thanh Sơn tôi cũng gặp rồi. Diệp Phàm quyết định thử. Nhỏ giọng nói. Ừ. Phí Nhất Hoàn trầm ổn như thế, không ngờ hai tay lại hơi run một chút. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói. Tối, cậu đến gia trang Vịnh Phong Diệp của Phí gia, tôi có việc hỏi cậu. Vâng. Diệp Phàm lên tiếng, bữa cơm này, kể ra ăn cũng không được tự nhiên. Diệp Phàm liền uống tiếp nửa chén rượu nhỏ, đồ ăn, dĩ nhiên là không đụng vào. Gắp một miếng trong chiếc dĩa ở giữa chẳng biết là món gì, cảm giác cũng không tệ. Đi ra khỏi điếu ngư đài, Diệp Phàm mới nhẹ nhàng thở ra. Lại lấy từ trong cặp danh thiếp thư ký chuyên trách Trần Nguyên Giã của Thủ tướng, trong lòng hoảng hốt một trận, cảm giác giống như đang nằm mơ. Chắc là mơ thôi, thằng nhãi này ra vẻ cao nhân, có chút cảm thán, lắc đầu, lái xe bỏ đi. Buổi tối hơn 7 giờ. Đài truyền hình Trung ương phát tin tức liên quan đến chuyện Thủ tướng tiếp kiến vị khá ẩn sáng nay. Ồ, ba, mau nhìn xem, kia không phải Diệp Phàm sao? Trong đại viện Kiều gia, Kiều Viên Viên chỉ vào TV, đột nhiên hưng phấn kêu lên. Diệp Phàm, sao có thể được? Anh thứ hai của Kiều Viên Viên Kiều Thanh Dương phản bác, ánh mắt chăm chú nhìn TV, thất thanh kêu lên. Đúng là giống nó thật, sao lại như thế được? Ai thèm lừa anh chứ? Kiều Viên Viên hừ giọng nói, liếc mắt nhìn anh trai một cái, vẻ mặt kiêu ngạo, tự đắc. Kiều Viễn Sơn và vợ Diệp Dung ánh mắt cũng bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Thủ tướng chiêu đãi khách châu Phi,
sao nó lại xuất hiện bên cạnh? Hơn nữa, hình như còn ngồi cùng bàn ăn cơm. Diệp Dung cố ý lẩm bẩm. Kỳ thật, Diệp Dung cũng khá hài lòng với anh con rể tương lai Diệp Phàm. Tuy nhiên, Kiều gia là đại gia tộc, nhiều quy củ. Có những chuyện, căn bản là phải do người cầm lái Kiều gia định đoạt. Thường thường đều là gắn liền với lợi ích, ngay cả chuyện của con gái mình, cũng không được làm chủ. Em, nó không nói với em chuyện này à? Kiều Thanh Dương quay đầu hỏi Kiều Viên Viên, vẻ mặt không tin tưởng. Sao em biết được, nhà mình có cho anh ấy đến đâu, anh ấy còn đến tìm em làm gì chứ, anh ấy đâu phải thứ lưu manh chứ, hừ. Kiều Viên Viên có ý ám chỉ, ngầm phê bình cha mình Kiều Viễn Sơn. Ha ha, Viễn Sơn, thằng danh con này có tiền đồ đấy. Kiều Hoành Sơn liếc mắt nhìn mọi người một cái, đột nhiên cười nói. Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao, có gì đâu chứ. Kiều Viễn Sơn bỏ tờ báo xuống, thản nhiên nói, trong lòng, dĩ nhiên không bình tĩnh. Ăn một bữa cơm, là ăn cùng thủ tướng, ngồi cùng bàn với thủ tướng. Tuy nói chiếu trên TV 2 phút, Diệp Phàm cũng được quay đến 2 lần. Đây cũng là giỏi lắm rồi. Kiều Viên Viên lại bắt nói giúp đồng chí Tiểu Diệp, thật sự tính toán rất chu toàn. Có thể, sau này thằng nhãi đó sẽ gặp phiền phức lớn. Kiều Viễn Sơn thản nhiên nói. Phiền phức lớn, không thể nào, phiền phức lớn gì. Kiều Viên Viên trong lòng quính lên, cô rất tin tưởng ánh mắt của cha. Kiều Viễn Sơn tuyệt sẽ không dễ dàng nói ra, cho nên, đưa mắt cầu cứu về phía bác trai Kiều Hoành Sơn. Chắc hẳn có liên quan thảm án 88 ngư đồng Việt Đông, nghe nói thủ tướng muốn nghe nó đích thân báo cáo. Có lẽ, hôm nay thủ tướng nghe xong báo cáo nên cao hứng, đã bảo nó cùng ăn cơm. Nếu nói phiền phức lớn, cái này, cũng chưa nói chắc được. Tuy nhiên, Viên Viên, cũng không cần phải lo lắng quá, nó chỉ là nhân vật nhỏ. Người ta sẽ không làm gì nó đâu. Kiều Hoành Sơn cũng cảm giác được gì đó, hai anh em liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu. Vâng, tâm tình vui vẻ của Kiều Viên Viên đều chạy đâu mất, cảm thấy buồn bực. Anh xem, các anh chơi trò bí hiểm, làm Viên Viên thành như vậy đấy. Diệp Phàm có thể gặp được thủ tướng, hơn nữa ngồi cùng bàn ăn cơm, đây là điều vinh hạnh. Trung Quốc chúng ta nhiều cán bộ như vậy, có mấy ai được nếm trải may mắn như thế. Nếu em nhớ không lầm, hai vị đại gia các anh hình như cũng chưa từng có cơ hội này đâu nhỉ. Diệp Dung tức giận đả kích. Ha ha, ha ha, ngồi ăn cùng phòng thì có, thực sự ngồi cùng bàn. Tôi đúng là chưa từng nếm qua, Viễn Sơn là ủy viên Bộ Chính trị, từng có cơ hội chứ. Kiều Hoành Sơn ó chút xấu hổ cười cười. Em cũng chưa, tuy nói em là ủy viên, nhưng ngồi ăn cơm cùng bàn, chẳng có chuyện gì để ngồi ăn cùng cả. Kiều Viễn Sơn cũng thành thật gật đầu, cũng hơi có vẻ xấu hổ. Hừ hừ. Kiều Viên Viên nhất thời tâm tình chuyển biến tốt đẹp, đắc ý hừ hai tiếng, vừa hát vừa bước đi. Chắc chắn là đi tìm thằng danh Diệp Phàm đó. Nhìn bóng dáng em gái, Kiều Thanh Dương bất mãn nói một câu, có vẻ như tố cáo. Con câm miệng đi, cả ngày chơi bời, sau này tập trung làm việc đi cho ba. Cả ngày cứ ở sau lưng nói lung tung, có bản lĩnh thì cùng thủ tướng ngồi cùng bàn ăn cơm đi. Cho dù con được ngồi phòng bên cạnh nhìn thủ tướng ăn cơm ở phía xa là ba cũng thỏa mãn rồi. Kiều Viễn Sơn đột nhiên tức giận, không chút khách khí mắng con trai mình. Hai vị đại gia như ba không có cơ hội ngồi cùng bàn ăn cơm, sao lại chút giận lên con chứ, bảo con sao làm được đây. Kiều Thanh Dương nói một câu rồi vội vàng trốn ra ngoài. Thằng nhóc này, Kiều Viễn Sơn lắc lắc đầu, hai anh em vào thư phòng, biết hai người bọn họ phải nói chuyện chính sự. Diệp Dung pha trà xong thì đóng cửa lại. Việc này có chút quỷ dị, sao anh biết Diệp Phàm phải đi báo cáo thảm án 88 núi? Kiều Viễn Sơn trở nên ngưng trọng, liếc mắt xem xét Kiều Hoành Sơn một cái. Đêm qua ăn cơm, gặp Diệp Phàm, lúc ấy Triệu Quát ở bên cạnh, nói là thủ tướng có bảo anh ta truyền lời với Triệu Sương Sơn, cũng không phải chuyện bí mật gì. Là khen chuyện phá án và bá giam vụ thảm án 88 thôi. Yêu cầu bí thư Triệu Sương Sơn này thưởng cho người có công phá án. Kiều Hoành Sơn nhấp ngụm trà, thản nhiên nói. Vâng, em hơi nghi ngờ, có phải là thủ tướng tiếp đãi Diệp Phàm không? Nguyên nhân tiếp đãi Diệp Phàm là gì đó, cho nên, mới để nó ngồi cùng bàn ăn cơm, đơn giản là diễn một bài ân sủng thôi. Kiều Viễn Sơn phân tích nói. Cũng có lý, vì bữa cơm này,
Diệp Phàm sẽ không tiếc máu chảy đầu rơi ra sức làm việc. Chỉ là kỹ xảo lãnh đạo thường dùng thôi, không có gì ngạc nhiên. Chỉ có điều, này ân sủng cũng tương đối lớn, trong lòng ông ấy hẳn đã tính toán chu toàn. Tuy nhiên, nói theo phương diện khác, ít nhất, thằng nhóc này đã lọt vào mắt thủ tướng, là có chút năng lượng nhỏ. Chú xem mấy người nhà chúng ta, đã ai có may mắn và vận khí này. Kiều Hoành Sơn thở dài. Việc này Diệp Phàm chắc sẽ kẹp bị kẹp ở thế lưỡng nan, Triệu Xương Sơn là nhân vật số một Việt Đông, không lâu sau sẽ tiến vào Ủy viên Bộ Chính trị. Chắn hẳn đại án Ngư Đồng còn có phần tiếp theo. Không thể không nói, ánh mắt Kiều Viễn Sơn thật sự là thâm sâu, từ chuyện ngồi cùng bàn ăn cơm đơn giản như vậy nhưng không ngờ lại có thể đoán ra được nhiều chuyện. Đầu có của chú xem ra dùng tốt hơn tôi, có thể cân nhắc ra nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên, nếu như thằng nhãi đó thực sự gặp khí khăn, ở các vị cao nhân đấu võ, rất khả năng sẽ ngầm lật thuyền. Có lẽ, chuyện lần này sẽ hủy hoại nó, Viễn Sơn, đối với thằng nhóc này, rốt cuộc chú có thái độ như thế nào? Kiều Hoành Sơn vẻ mặt thành thật, hỏi. Vận mạng của nhân vật nhỏ này là như vậy, một nhận thức không rõ ràng có thể hỏng cả đời. Chính trị là sinh mạng, chính trị cũng là một loại vận khí. Đối với nó à, quan sát trước đã, xem vận khí của nó như thế nào việc này. Có dính đến thủ tướng, còn Triệu gia, có lẽ, còn có cả những nhà khác nữa. Anh nói đi, em có thể có lựa chọn thế nào? Kiều Viễn Sơn thản nhiên lắc đầu. Kiều Hoành Sơn định miệng, cuối cùng thở dài, không nói thêm gì nữa. Ông biết, tính chất chuyện này rất lớn, vội ý một cái, mặc dù là gia tộc Kiều gia khổng lồ bị cuốn vào đi nữa thì cũng sẽ bị thương thôi. Kiều gia cũng không phải đại thụ che trời, ở thủ đô. Nhiều nhất cũng đứng ở đỉnh núi quyền lực hạng 2. Chỉ nhìn thấy vòng tròn hạng nhất, chứ không thể bước vào. Kiều gia muốn một mình tự thành lập một trường phái tập đoàn riêng còn phải đi một đoạn đường khác dài. Lúc này cây nhiều cường địch lắm, không khác gì lấy trứng chọi đá tự tìm đường chết. Đối với vận mệnh Diệp Phàm, Kiều Hoành Sơn chỉ có thể cảm thán thôi. Danh con này, càng ngày càng nổi trội, ha ha. Ông cụ Phượng Thiên Diêu Phượng gia vừa rồi cũng thấy được bóng dáng thoảng qua của Diệp Phàm trên màn hình TV, miệng cười nói. Ông nội, Diệp Phàm giờ thành nhân vật lớn rồi. Phượng Khuynh Thành đôi mắt quyến rũ cười tủm tỉ, rất ngọt ngào rất tinh khiết bộ dạng rất đáng yêu. Chương 1294, Lão Thái gia của Phí gia. Nó đến Bắc Kinh cũng chưa nói với con câu nào à. Phượng Thiên Diêu liếc mắt ngắm cháu gái một cái, hơi quái dị. Hình như cố ý khích cháu mình. Hừ, tên Diệp Phàm, tên dế nhũi, không thèm nói cho con biết, con. Phượng Khuynh Thành lập tức bị nghẹn lại, tức giận, tiểu man đang hung hăng dưới chân, cũng ngước đầu nhìn lên mấy cái. Dế nhũi mà có thể cùng thủ tướng ngồi ăn cơm, em gái, anh thấy em hồ đồ mất rồi. Phượng Cương không biết tốt xấu phán một câu, liếc mắt nhìn em gái một cái, còn nói thêm. Chắc hẳn đang đợi ai đó đứng ngồi không yên, chắc chắn sẽ lập tức gọi điện thoại cho tên dế nhũi kia rồi. Anh nói ai, em mà gọi điện thoại cho hắn, không có cửa đâu. Phượng Khuynh Thành giống con gà trọi, nói, liếc mắt nhìn anh trai Phượng Cương một cái, lại nói. Ngược lại thì có, em là ai chứ? Là tiểu thư Phượng gia đấy. Được, anh mỏi mắt mong chờ. Phượng Cương đắc ý cười cười. Không để ý tới anh nữa. Em đi chơi đây. Phượng Khuynh Thành trợn mắt liếc nhìn anh trai một cái, đi ra cửa. Con dám đánh cuộc, chắc chắn là đi tìm Diệp Phàm rồi. Phượng Cương nhìn theo bóng dáng Phượng Khuynh Thành, cười nói. Tìm thì tìm thôi, con lôi thôi cái gì. Đừng nghĩ ông không biết quỷ tâm của con, đơn giản là muốn tạo quan hệ tốt với con cháu mấy gia tộc lớn coi trọng Khuynh Thành nhà chúng đúng không? Phượng Lão đột nhiên nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng. Không. Không có, ông nội, cái này, con nào dám tự đi tìm rắc rối, ông nội không biết, cô bé đó đừng thấy nó bề ngoài lương thiện đáng yêu, nó mà nổi cơn hung lên thì nguy hiểm đến tính mạng đó. Ông nội, ông không thấy, chân con bị nó đạp cho mấy lần, đến bây giờ hơi đau đây này. Phượng Cương bộ dạng có chút sợ hãi, nói. Cho đáng, tránh ra một bên đi. Phượng Lão nói, khép nửa mắt dưỡng thần. Chiều hôm sau, Diệp Phàm vừa đến lớp học. Cảm giác không khí có chút khác lạ, một số bạn học thấy hắn đều khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Lúc này, đám người cùng hội cùng thuyền Thôi Nhất Tân và Trương Oánh Nguyệt hai vị thứ trưởng đi tới. Kéo Diệp Phàm sang một bên, nói.
Vừa rồi có hơn 10 bạn học yêu cầu gia nhập tổ chúng ta, anh xem, đây là danh sách báo danh, cái này có chút phiền phức, dư mất vài người phải làm sao đây? Làm thế nào để không đắc tội với ai? Trương Oánh Nguyệt vừa có chút vui mừng, nhưng trong đó cũng lẫn chút sầu lo. Bộ trưởng thôi, anh thấy sao? Diệp Phàm hỏi. Cứ theo cấp bậc và thứ vị mà chọn thôi, đây là hiện thực. Bọn họ cũng không có thể trách chúng ta được đúng không? Hơn nữa Tần Thiên Minh và Đường Lâm chắc hẳn cũng chọn người như thế thôi. Cũng không thể bảo chúng ta chọn dùng những người kém được. Thôi Nhất Tân tỏ thái độ thẳng thắn. Tuy nhiên, địa phương và đề tài điều tra nghiên cứu lần này vẫn chưa rõ ràng lắm, phải làm rõ cái này thì chúng ta mới dễ chọn người. Trương Oánh Nguyệt nói, suy xét rất kỹ. Sau khi nói xong hai người đều nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên sẽ nghe theo hắn. Tôi muốn đi huyện Ma Xuyên tỉnh Nam Phúc dạo một vòng, ở đó có nhiều thứ đáng để chúng ta nghiên cứu, mọi người thấy thế nào? Diệp Phàm cũng rất tôn trọng ý kiến của hai vị thứ trưởng. Nghe nói người muốn làm quốc lộ thiên tường hội tụ ba tỉnh tại huyện Ma Xuyên, có lẽ, nơi đó đúng là địa phương tốt, đến đó đi. Thôi Nhất Tân biểu lộ thái độ đầu tiên, Trương Oánh Nguyệt cũng gật đầu. Tốt lắm, vậy chúng ta chọn ba người thuộc mảng nông nghiệp, công nghiệp cùng với du lịch. Hơn nữa, nếu là từ Nam Phúc tới thì càng tốt. Thôi Nhất Tân nói. Hai người tự quyết định là được rồi. Diệp Phàm cười cười, còn nói thêm. Tuy nhiên, việc chọn các đồng chí còn lại, nếu như họ đồng ý đi, và điều kiện không được tốt lắm. Kỳ thật, có thể giới thiệu bọn họ cho ủy viên Tiền Thanh Trúc. Thanh Trúc với chúng ta quan hệ không tệ, hình như người bên cô ấy vẫn chưa đủ đấy. Biện pháp này hay lắm, vừa không làm mất mặt các bạn học, cũng chẳng đắc tội với ai. Thôi Nhất Tân và Trương Oánh Nguyệt cười gật đầu, cùng nhau bàn bạc sắp xếp, phân chia chức vụ, vị trí công tác, cả hai người vô cùng bận rộn. Hừ, thủ tướng ngầm cho mình mượn sức, Diệp Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, tâm tình có chút thoải mái. Buổi tối, trong lòng Diệp Phàm có chút không yên, lần thứ hai tới Hương Sơn cách Gia Trang Vịnh Phong Diệp của Gia Phí không xa. Tiến cung lần thứ hai rồi, Diệp Phàm trong miệng thì thào một câu. Không biết đồng chí Phí Nhất Hoàn muốn hỏi cái gì. Xe vừa mới ngừng lại, Phí Điệp Phú thân hình trắng nõn quần lụa mỏng, đẹp như hàn cung tiên tử đang đứng dưới ánh trăng. Kia chóp mũi dường như lóe lên dưới ánh trăng mông lung dưới, cô nàng cũng là một mỹ nhân khiến người ta sợ run. Hơn nữa, cô, có tâm tính rất tốt, đáng để người ta thương yêu. Bên cạnh cô nàng, có người đàn ông giống hai vệ sĩ đang đứng, không phải Phí Nhất Độ và Phí Bát Độ thì còn ai nữa. Anh đã đến rồi. Điệp Vũ như chú bướm bay tới, mở cửa xe cho Diệp Phàm. Phí Nhất Độ tiến lên trước, cười nói. Ông nội và cha đang ở phòng khách chờ anh, còn có cả bác Yến Hồng. Cảm ơn. Diệp Phàm gật đầu, đi theo vào đại viện Phí gia, vừa mới vào đại sảnh, phát hiện ở giữa ghế thái sư có một ông lão có vẻ xuất trần, vẻ mặt tương đối thản nhiên đang ngồi. Mà bên trái của ghế thái sư có một phụ nữ đứng tuổi, tuy nói phụ nữ đứng tuổi. Nhưng được chăm sóc không tệ, sắc mặt cũng không phải rất khó coi, bên phải ghế thái sư là Phí Nhất Hoàn. Ngồi đi Diệp Phàm. Phí Nhất Hoàn gật đầu về phía Diệp Phàm, giọng điệu hiền hòa. Bảo Diệp Phàm ngồi đối diện ông, cũng là dưới vị trí của người phụ nữ trung niên. Đây là cha tôi Phí Trường Thiên, vị này chính là chị dâu tôi Yến Hồng. Diệp Phàm vừa mới ngồi xuống, Phí Nhất Hoàn đã mở miệng giới thiệu nói. Chào cụ Phí, chào bác gái. Diệp Phàm chào hỏi. Cậu đã gặp Thanh Sơn. Yến Hồng nóng nảy, giành nói ra trước. Tuy nhiên, trong thoáng chốc nhớ ra còn có ông cụ ở đây, liếc mắt nhìn ông, hơi ngượng ngùng, nói. Ba, con có chút nóng nảy. Không sao, con cứ hỏi trước đi, đều là người một nhà. Ông cụ giọng điệu hiền hòa. Vâng, là ở Vương quốc Thái Lan tại một nơi tên Phật Ma Nham. Lúc ấy bác Thanh Sơn nói là tộc trưởng Phật Ma Nham trước kia có ân cứu mạng với ông ấy phải hết lòng thực hiện lời hứa thủ hộ cho bộ tộc đó trong 20 năm. Tuy nhiên, trước khi mãn hạn đó, ông đã về nước một chuyến. Diệp Phàm nói, hoàn toàn là sự thực, đều là người nhà của Phí Thanh Sơn, cũng không có gì phải giấu giếm. Ông ấy đang ở đâu, vì sao không về nhà? Yến Hồng đôi mắt đỏ lên, có những giọt lệ bao quanh. Bà nội! Ông nội sẽ về nhà mà. Phí Điệp Vũ vội vàng an ủi Yến Hồng. Cái này, mấy tháng trước ở thành phố Phổ Hải cháu có gặp ông ấy. Diệp Phàm gật đầu,
liếc mắt nhìn Yến Hồng một cái. Có nói là ông ấy chưa trở về nhà, chắc hẳn là hiện nay đang xử lý chuyện gì đó quan trọng hơn sự. Là một cao thủ, 20 năm không về Trung Quốc. Chắc chắn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, có một số việc, không thể do mình quyết định đúng không ạ? Phổ Hải, chẳng lẽ là đi tìm Đỗ Gia? Cái này, Đỗ Gia với anh ấy đâu có gì liên quan. Phí Nhất Hoàn thản nhiên nói. Không phải, lúc ấy cháu đi tìm Đỗ Gia, có chút việc riêng phải giải quyết một chút. Sau lại gặp gỡ một người, tên Trung A Cô, cháu thiếu chút nữa bị ông ta đánh cho tàn phế. Thời khắc mấu chốt đó đại bá xuất hiện đã cứu cháu. Ông ấy nói có việc phải xử lý. Diệp Phàm nói. Trung A Cô, lão già kia cũng chưa chết. Ông cụ Phí đột nhiên hừ giọng nói. Chưa ạ, không ngờ giả câm vờ điếc ở Đỗ Gia. Một cao thủ bát đẳng không biết trình tự bao nhiêu, không ngờ lại làm công nhân câm điếc cho Đỗ Di. Diệp Phàm có chút cảm thán lắc đầu. Hừ, còn không phải là vì người phụ nữ kia sao? Trung A Cô, một thế hệ cao thủ không ngờ vẫn khó phá được cửa tình quan. Phí Trường Thiên cảm thán một câu. Lão Phí đang nói đến Lý Trinh sao? Diệp Phàm cũng hiếu kỳ về gút mắc của thế hệ trước trong Đỗ Gia, cảm giác hình như ông cụ Phí biết cái gì đó, chợt hỏi. Ông cụ gật gật đầu, nhìn Diệp Phàm, cười nói. Chắc cậu muốn biết những chuyện cũ của Đỗ Gia. Đúng vậy, lần trước vì một ít việc riêng đi tìm Đỗ Gia, vẫn có nhiều vấn đề lằng nhằng không giải thích được, cháu đã hoang mang từ lâu rồi. Diệp Phàm gật đầu. Ha ha, kể ra đều là chuyện cũ năm xưa. Nếu cậu là con nuôi của Phương Thành, cũng là người thân Phí gia chúng ta nói cho cậu nghe một chút cũng được, về sau gặp gỡ người của Đỗ Gia cũng có cái chuẩn bị. Ông cụ Phí vừa nói, ngay cả Phí Nhất Hoàn, Phí Nhất Độ cũng tò mò dương tai lê. Ông cụ nhấp ngụm trà, trầm ngâm một chút, mấy phút sau, mới nói. Muốn nói Đỗ Gia, trước hết phải nói đến Ngũ Cực năm đó. Ngũ Cực kỳ thật chỉ chính là ngũ vị cao thủ, trong giới quốc thuật Trung Quốc chúng ta có thể xưng là nhân vật Thái Sơn Bắt Đầu. Bọn họ là Võ Đăng Thái Cực, Trương Vô Trần, người này 40 năm trước cũng đã là cửu đẳng một vị siêu cấp cường nhân. Hiện tại nghe nói đã tiến vào tiên thiên, nơi tuyệt hảo, cụ thể đạt tới loại trình tự nào, cái này chỉ là truyền thuyết. Phí lão, tiên thiên là gì? Có thể giải thích trước một chút được không ạ? Diệp Phàm không nhịn được, khao khát hỏi về tiên thiên. Kỳ thật tiên thiên, chỉ có điều một loại danh hiệu chỉ cường nhân đỉnh bậc thôi. Nói thế nào nhỉ, khái niệm tiên thiên này tương đương hỗn loạn. Nói thế này, võ đạo đạt tới cực điểm rồi. Nội kình có thể hóa thành vật thể thực phun ra khỏi cơ thể, từ lòng bàn tay của cậu tấn công đối thủ, cảnh giới này được xưng là tiên thiên. Đương nhiên, loại thực thể này chỉ có thể cảm giác được chứ không nhìn thấy được. Tỷ như, chúng ta hiện đang đánh nhau, phải dựa vào sự tiếp xúc của cơ thể mới có khả năng công kích. Còn người tiên thiên, hắn không cần trải qua tiếp xúc thân thể, có thể đem trực tiếp nội chuyển sang hình thức hữu hình công kích cậu. Nội kình sau khi biến hóa, có thể cương nhu tùy theo ý người ta. Cứng thì còn cứng rắn hơn cả hợp kim thép, nhu thì còn nhu hơn cả nước. Loại cao thủ cấp bậc này, nghe cách mấy chục mét thậm chí trăm hoặc mét đều có thể sử dụng một số vũ khí công kích đối thủ. Hắn đem nội kình biến thành một vật vô hình trong tay, tỉ như côn bổng để công kích đối thủ. Kỳ thật, nội kình chính là vũ khí vô hình trong tay hắn. Đương nhiên, cơ thể các cường nhân giai đoạn này, các cảm giác đều tương đối linh mẫn. Nghe nói, cho dù đối mặt súng ống họ xác suất né tránh của họ cũng rất cao. Đương nhiên, đối với những chất nổ uy lực cao, chẳng hạn như lựu đạn nếu cột vào người bọn họ, thì có thể nổ chết họ. Cho nên, bọn họ tuy mạnh, nhưng vẫn là có thân xác máu thịt, cũng không phải đúc bằng sắt thép. Chỉ có điều phương thức công kích được cải biến, năng lượng tăng lên không ít thôi. Cảm giác và độ nhạy cũng tăng nhanh không ít, là một cao nhân có siêu cơ thể thoát khỏi cực hạn của cơ thể. Nhưng không thể cưỡi mây đạp gió như trong tiểu thuyết miêu tả. Bọn họ không có thể bay, chỉ có điều thân thể linh hoạt, nhảy cao và độ linh hoạt tăng không ít. Đối với chuyện này, năm đó ta cũng chỉ nghe sư phụ nói, kỳ thực, cường nhân tiên thiên, ta cũng chưa gặp bao giờ. 2. Phí Trường Thiên thở dài tiếc nuối. Chương 1295, cái chuyện kia chẳng lẽ là đính hôn? Hóa ra là thế, chỉ là trong số những người tài còn có người tài hơn, cũng không thể thần hóa nó lên được. Phí Nhất Độ nhẹ nhàng thở ra, có cảm giác hoảng hốt hiểu ra điều gì đấy. Ha ha, Nhất Độ, cháu cũng không thế quá khinh thường bọn họ được.
họ đã mạnh đến mức nào chắc cháu cũng không thể tưởng tượng ra được. Năm đó sư phụ từng nói, có một vị cường tráng đất tiên thiên từng dùng sức mạnh của một người mà đã chém diệt được gần trăm tên võ luyện chỉ trong vòng một tiếng. Trong số những võ sĩ này, có người là cao thủ tứ đăng, ngũ đẳng, đương nhiên, đa phần đều chỉ luyện đến nhị đẳng, tam đẳng thôi. Phí Trường Thiên cười nói, nhắc một cháu trai Phí Nhất Độ một chút. Trăm tên, thật lợi hại, đoán chừng cho cả đám chân tay của cháu đi giết chắc cũng không làm được. Phí Nhất Độ gật gật đầu, liếc nhìn ông nội một cái rồi lại hỏi. Vậy những người ở cực thứ tư kia cũng không yếu chứ? Ha ha, trong thái cực có Trương Vô Trần là người đầu tiên của ngũ cực. Cực thứ hai được gọi là Hồng Cực, Yến Song Song sở dĩ được gọi là Hồng Cực là bởi vì thứ nhất, cô gái này hay vận đồ màu đỏ, thứ hai là giỏi sử dụng chiếc roi quất dài màu đỏ. Một khi quất xuống, đến cả đầu trâu cũng bị quất thành hai phần, cháu thử tưởng tượng nếu chiếc roi này quất lên người thì sẽ ra làm sao? Phí Trường Thiên cười nói. Lợi hại, e là người sẽ bị xẻ làm đôi. Diệp Phàm trong lòng thầm kinh ngạc. Không chỉ có điểm này, sau khi quất vào cậu, nếu cậu không bị biến thành hai nửa, cậu vẫn là một người, chỉ là... Trên thực tế cậu đã là hai mảnh rồi. Bởi vì tốc độ cô ta ra tay quá nhanh, cơ thể của cậu vốn dĩ không tách rời. Đương nhiên, cứng rắn mà nói thì đúng thành hai mảnh rồi, lưỡi roi bóng loáng như kim loại sau khi cắt đem ra phơi ngoài ánh sáng. Phí Nhất Thiên nhìn những người trong sảnh một cái, vuốt vuốt râu, rồi lại nói. Còn tam cực thì phân biệt thành dương cực đạo thuật. Âm cực Mai Thu Thu, là tổ tông của cung Vu Sơn, cực cuối cùng chính là Thiết Trần sư phụ của Đỗ Đạo Hà của Đỗ Gia, gọi là tinh cực. Ba người này tôi cũng chỉ mới nghe danh chứ cũng không hiểu họ lợi hại ở chỗ nào. Nhưng mà, đã là nằm trong ngũ cực thì đều là những người đang nể. Tuy nhiên, hiện tại họ chắc cũng đã trên trăm tuổi, người còn sống hay không, cái này thật khó tính. Phí Trường Thiên thở dài vì năm tháng trôi qua. Ông nội! Sao ông vẫn chưa vào? Phí Điệp Vũ bĩu môi, đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha ha, ông sao có thể so sánh được với những cao nhân này, Điệp Vũ, cháu thật ngây thơ quá. Phí Trường Thiên mỉm cười sang sảng, liếc qua những người trong sảnh, rồi nói. Bởi vì Đỗ Gia có Thiết Trần Đại danh phái tinh cực, cho nên cái thời đại Đỗ Đại Hà kia Đỗ Gia danh vọng rất cao. Cũng là một trong những gia tộc đỉnh cấp về giới quốc thuật của nước ta. Mà Lý Trinh lúc đó được gọi là một trong tứ đại mỹ nhân Giang Nam. Số cao thủ muốn cùng cô ấy thành thân rất nhiều, Trung A cô chính là một trong số những người theo đuổi cô. Nhưng cuối cùng Lý Trinh lại gả cho Đỗ Đạo Hà, nghe nói cũng là Thiết Trần tinh cực ra tay tác hợp. Tuy nhiên, Đỗ gia gây thù hằn cũng tương đối nhiều, nghe nói Đỗ Đạo Hà chết không minh bạch, thanh danh nhà họ Đỗ đi xuống rất nhiều, đến cả việc kinh doanh cũng gặp không ít tổn thất. Về sau... Hai người con trai của Đỗ Đạo Hà là Đỗ Tiếu Trạch và Đỗ Phong cũng không chịu thua kém, gây dựng lại một góc trời Đỗ gia ở thành phố Phổ Hải. Mà Trung A cô vốn là một trong sáu sư thúc của tiểu tử Bắc Sơn, Âm Vô Đao, nhưng tuổi tác hai người này không cách nhau xa lắm. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người cũng không tốt, nghe nói, năm đó Âm Vô Đao thu được một đồ đệ thiên chất vô cùng tốt, 20 tuổi đã đạt đến cấp lục đẳng, bởi vì cậu bé đó là do Âm Vô Đao cứu ra từ một bầy sói. Cho nên lấy họ là Lang. Phiến Trường Thiên thản nhiên cười nói. Họ Lang, không lẽ là Lang Phá Thiên? Diệp Phàm thất thanh hỏi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đúng đúng, chính là Lang Phá Thiên, năm đó tôi gặp Âm Vô Đao, anh ta mang theo đứa bé ấy, tôi còn ôm nó, lúc đấy nó còn tè ướt hết cả người tôi. Lúc đó, Âm Vô Đao còn gọi tôi là tiền bối, liền tiện tay đánh vào mông đứa bé ấy mấy cái, rồi mắng, nhìn xem. Đến cả Phi Ưng Thái Tuế ngươi còn dám tẻ vào, người uy phong thế thì gọi là Phá Thiên vậy, cho nên, được gọi là Lang Phá Thiên, ha ha ha. Ông cụ Phí tâm tình vui vẻ, mỉm cười. Diệp Phàm thiếu chút nữa là toát mồ hôi, trong lòng nghĩ lão lang đúng là không biết sợ, dám tẻ vào cả người lão thái gia của Phí gia. Tuy nhiên, sao anh biết tên anh ta là Lang Phá Thiên? Phí Nhất Hoàn hình như nghĩ là điều gì đó, lập tức truy vấn. Cái này. Nếu nói ra chắc chắn anh hiểu được, chính là Lang Phá Thiên, đoàn trưởng đoàn cảnh vệ trung ương. Diệp Phàm nói, nghĩ nếu có giấu giếm cũng giấu giếm không nổi, bởi vì cái tên Lang Phá Thiên rất có cá tính. Hóa ra là anh ta. Phí Nhất Hoàn gật gật đầu. Đứa nhỏ này làm đoàn trưởng cấm quân nữa cơ à, thật có tiền đồ. Phí Trường Thiên cười khen nói,
rồi quay người lại thở dài, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Chỉ có điều Thanh Thiên 20 năm rồi vẫn chưa về nhà, rốt cuộc là vì chuyện quan trọng như thế nào mà đến cả nhà cũng không trở về. Còn Phương Thành nữa, năm đó cũng vì một chút chuyện trong lòng mà đến nhà cũng bỏ mà đi. Diệp Phàm, cậu nói xem, cha nuôi của cậu, Phương Thành đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, cha nuôi sống cùng cháu được 10 năm nay, cha chỉ nói ông họ Phí. Sau này cháu gặp sư bá Thanh Sơn, nhận ra chiêu thức của cháu nên mới nói ra. Cháu mới biết sư phụ là Phí Phương Thành, nghe nói năm đó là vì chuyện với Tô Lưu Phương nhà họ Tô nên mới bỏ trốn đi. Cha nuôi ngày ngày ngồi trên một nấm mồ cắn hạt dưa, tự mình chơi cờ với mình. Trong lòng Diệp Phàm có chút ưu tư, sắc mặt không được tốt lắm. Lưu Phương chết rồi sao? Phí Nhất Hoàn kinh hãi hỏi. Không rõ lắm, nấm mộ ấy có lập một tấm bia đá, nhưng không có viết tên, trống trơn. Không biết bên trong rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, tôi cảm giác Tô Tiểu Thư chưa chết. Cô còn thu nhận một đồ đệ, tôi có quen cô ta, nói là Tô Tiểu Thư mười mấy năm trước mới đi. Nhưng Tô Tiểu Thư mà cô ta nói có phải là tiểu thư nhà họ Tô không thì tôi không dám xác định. Người mà Diệp Phàm nói chính là sư phụ Tô Lưu Phương của Kiều Viên Viên, thằng nhãi này cũng là đang đoán thôi. Ôi, chuyện năm đó, Phương Thành quả nhiên khó có thể buông rời được nỗi lòng, ôi. Phí Nhất Hoàn thở dài, khuôn mặt bỗng lộ vẻ u buồn, đoán chừng chuyện năm đó anh ta cũng có liên quan một chút. Diệp Phàm nhìn ông cụ họ Phí, phát hiện ra mặt ông ta có động đậy một chút. Xem ra, chuyện của Phí gia đúng là có chút phức tạp. Diệp Phàm đương nhiên không dám hỏi đến tận gốc rễ vấn đề. Đúng rồi, bác Yến, đây là thứ mà bác Thanh Sơn hồi còn ở Vương quốc Thái Lan nhờ cháu chuyển lại cho bác, xin bác nhận lấy cho ạ. Diệp Phàm lấy vòng cổ ra, hai tay cầm rồi bước đưa về phía trước mặt Yến Hồng. Là của ông ấy tặng cho cháu, thằng nhóc này, đưa cho bác để làm gì? Trên mặt Yến Hồng lại lộ ra nụ cười tươi vui. Lại nhìn Phí Vũ Điệp một cái, vẻ mặt có chút quái dị. Diệp Phàm trong lòng có chút ngạc nhiên, có vẻ như cảm nhận được điều gì, hình như mặt Phí Vũ Điệp hơi hơi đỏ lên. Trong lòng nghĩ chết tiệt, không phải Phí Thanh Sơn mang cái đồ chơi này ra làm vật làm tín vật chỉ hôn đấy chứ, thế kỷ nào rồi mà còn chơi cái trò này. Hơn nữa, lúc ông ta đi Phí Vũ Điệp đã ra đời chưa cũng khó nói, chẳng lẽ thật sự là phiền toái. Cái này, bác Thanh Sơn dặn dò cháu là chuyển cho bác. Sao cháu có thể nhận được chứ? Diệp Phàm nhanh nhảu giả ngơ, đương nhiên mà muốn nhanh chóng mang cái gánh nợ này tống khứ đi. Hừ, anh khinh thường tôi thì vứt nó đi. Phí Vũ Điệp không ngờ lại nói ra lời này, hốc mắt đỏ lên rồi chạy một mạch lên lầu. Diệp Phàm vừa nghe liền lập tức há hốc mồm, trong lòng chợt lạnh, hóa ra có lẽ chuyện là như vậy. Thằng nhãi này cầm chiếc vòng cổ, bên trái bên phải đều khó xử, thật không biết phải xử lý ra sao. Cứ nhận trước đi, chiếc vòng cổ ấy là dấu hiệu của Thanh Sơn, cậu không thấy trên mặt có hình đầu chim ưng sao? Thanh Sơn là người đứng đầu Lục Tôn Trung Hoa, ông ấy hy vọng cậu có thể kế thừa danh hiệu của ông ấy đấy. Nói ra, con cháu họ Phí chúng tôi đều có chút hổ thẹn, đến bây giờ, trong số trang lứa trẻ tuổi chỉ có Nhất Độ công lực là cao nhất, tuy nhiên vẫn chưa phá được lục đẳng. Đẳng cấp chính là một cái ngưỡng, Nhất Độ đã hơn 30 rồi, còn có thể đi đến độ cao nào nữa? Cậu bây giờ mới 23 tuổi, nếu tôi đoán không sai thì cậu hẳn đã đạt đến đỉnh của thất đẳng rồi. Gạch dưới Phí Trường Thiên trên mặt hiện lên chút ưu tư. Thật vậy sao? Phí Nhất Độ cũng không có đố kỵ, vẻ mặt ngạc nhiên, muốn chứng thực. Không có, mới đến tầng thứ hai của thất đẳng thôi. Diệp Phàm nhanh chóng là bộ mặt ngớ ngẩn để che giấu, trong lòng nghĩ công lực càng cao, khéo càng không thoát ra khỏi nhà họ Phí được. Thật không ngờ cậu đạt đến thất đẳng. Lại là giai đoạn thứ hai, Phí Nhất Độ thật sự khâm phục. Nhìn Diệp Phàm một cái, rồi thở dài nói. Tôi tiến vào đỉnh của ngũ đẳng đã 5 năm, nhưng lục đẳng thì vẫn không sờ đến được. Mà cậu mới 23 tuổi đã vào bậc cao thủ thất đẳng rồi. Tôi thật không dám tưởng tượng cậu làm thế nào mà đột phá được. Ước đoán tiền đồ sẽ là vô lượng, mặc dù bây giờ không phải là thời đại tôn sung võ học chí tôn nhưng trong số những người cùng thế hệ với tôi vẫn có rất nhiều người luyện võ. Cái này cũng là một trong số quốc học căn bản của người Trung Quốc chúng ta. Gạch dưới. Giơ tay lại đây, Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Phí Ngạc nhìn ông nội và ba một cái, thấy họ đều gật đầu, nên không do dự nữa liền giơ tay ra. Diệp Phàm sau khi vận khí một vòng bắt đầu tiến hành dò xét. Ấn phương thức hành khí của anh chậm chậm lại đi.
Diệp Phàm ra mệnh lệnh. Phí Nhất Độ làm theo, ước chừng sau nửa tiếng, trong đại sảnh không có âm thanh nào phát ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ngay cả khuôn mặt Phí Trường Thiên cũng hơi hơi run sợ, xét cho cùng ông ta cũng là người già nhất nhà họ Phí, đương nhiên hy vọng con cháu mình có thể kế thừa quốc học, phát triển võ học Phí gia. Kỳ thật, anh không phải là không thể lên đến lục đẳng. Diệp Phàm nghĩ tới Âm Dương Sâm, nếu có thể phối chế ra Cửu Long Hoàn cấp bậc thành phẩm tốt để trợ lực Phí Nhất Độ thì hoàn toàn có hy vọng. Thật sao? Hai mắt Phí Nhất Độ như khẩn cầu, đột nhiên anh ta gập một chân chạm xuống đất, làm như một nghi thức bái kiến, nói. Nhất Độ khâm phục người giỏi, sau này, anh chính là đại ca của Nhất Độ. Diệp Phàm phát hiện cái này cơ bản là do ông cụ họ Phí sắp đặt, đã dùng mắt lườm anh ta một cái. Đương nhiên cũng không bỏ qua vấn đề chính bản thân Nhất Độ là người khâm phục người mạnh hơn mình. Hy vọng thì có, tuy nhiên, lại có ba thành, hơn nữa, tôi vẫn còn một chút vật liệu chưa phối được. Diệp Phàm suy nghĩ, Phí gia là gia đình lâu đời như vậy, lại là thế gia võ đạo, không chừng lại có loại vật liệu tốt hơn lưu lại. Cái này, có thể mò được thì sao không mò, dù sao bày ra cũng thật lãng phí, tên nhãi này quyết định chủ ý, nghĩ đến người này thì nên tận dụng vật liệu này. Đưa Diệp Phàm đến nhà kho, muốn cái gì thì tự mình chọn lấy. Phí Trường Thiên khoát tay, nói không chút do dự. Chương 1296, đến địa kho Phí gia đào bảo bối. Đại ca thì thôi, tôi ít tuổi hơn anh, tôi gọi anh là anh Phí là được rồi. Diệp Phàm kéo Phí Nhất Độ, cười nói. Không được, đây là lời thề của Phí Nhất Độ, tuyệt đối sẽ không sửa lại. Phí Nhất Độ thái độ kiên quyết, đến cả ba anh ta cũng sắp phát bực. Vậy, thôi vậy, cậu có chút giống Lang Phá Thiên, anh ta cũng gọi tôi là đại ca, ha ha ha. Diệp Phàm đương nhiên cũng muốn cản rỡ một chút, thích thú cười lớn. Nhưng trong lòng thì thật có chút buồn bực, tự nhủ cái cảng này biết hại chết người, thật sự có tình kết đại ca. Nhưng Phí gia này quả nhiên có địa kho cất giấu vật quý tốt, ha ha. Trong lòng Diệp Phàm hồi hộp đi vào địa kho nhà họ Phí, vào đến một gian phòng, trong đó có một cánh cửa mờ ảm đã mở. Nhưng lại là một cái thang máy, cứ thế rơi xuống dưới. Tổ tiên trước đây lên xuống phải dùng đến một cái giỏ, cái thang máy này mười mấy năm trước mới lắp, bên dưới rất sâu, chắc phải khoảng 5 sâu 10 mét, còn sâu hơn cả 13 lăng địa cung. Phí Nhất Độ may mắn được xuống cùng Diệp Phàm, nghe nói trong số thế hệ trẻ tuổi của Phí gia chỉ có Phí Nhất Độ và Phí Bát Độ được ông nội cho phép đi xuống địa kho này. Cuối cùng cũng tới. Kỳ thực, có chút giống với cửa bát quái. Cũng là một dòng nham dưới đất, lại còn có dòng nước trong xanh chảy qua. Chiều rộng ước có 50 mét, Diệp Phàm phát hiện bên trong có vẻ như trồng rất nhiều loại giống với cây rau vậy. Nơi này rất thích hợp trồng thuốc, cho nên, sau khi tổ tiên phát hiện liền dùng để nuôi trồng dược liệu. Có loại nhân sâm là do tổ tiên chuyển từ núi Trường Bạch về trồng, đến bây giờ cũng trồng được mấy mươi năm rồi. Cũng có trên trăm năm, tuy nhiên, loại thế rất ít, đều bị dùng không ít rồi. Phí Nhất Độ giới thiệu nói. Ừ, một nơi thần kỳ. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng của mình để quan sát, hy vọng có thể phát hiện ra dấu vết của tổ tiên nhà họ Phí để lại. Phí gia tuyệt đối không đơn giản, tuy nhiên Diệp Phàm rất thất vọng, không phát hiện ra bí kíp võ công gì cả. Xem ra, truyền thuyết chỉ có ở trong tiểu thuyết thôi, trên thực tế, lấy đâu ra lắm truyền thuyết thế, chỉ là một dòng nước ngầm dưới núi có vẻ đặc biệt mà thôi. Đành phải để tâm mà chọn thuốc thôi. Đã đến đây rồi, cũng không thể để hời cho nhà họ Phí quá, huống hồ, đến mình còn phải mất sức. Đương nhiên, tin rằng nhà họ Phí cũng sẽ không để mình thiệt đâu. Hơn nữa, bởi vì hiện tại chiếc vòng cổ có hình diều hâu này lại dẫn đến cái chuyện phiền toái này. Tuy nhiên, ở giữa vườn trồng thuốc, Diệp Phàm phát hiện một gốc cây kỳ quái. Bên trên mọc ra hai quả màu tím dài dài, có vẻ giống với khoai tây, nếu không phải là màu tím. Diệp Phàm còn tưởng rằng đấy là cây khoai tây. Đây là cái gì? Diệp Phàm hỏi. Ông nội nói nó là quả tình, thực tế có thể dùng làm thuốc kéo dài xuân sức, rất kích thích. Tuy nhiên, ông nội không cho chúng tôi động vào, nói rằng đây là thứ đồ chơi biết hại người. Phí Nhất Độ cười nói, nhìn Diệp Phàm một cái, có chút mờ ám, cười nói. Không tin, đại ca ngửi xem, đảm bảo có cảm giác. Diệp Phàm đưa mũi lại ngửi. Làn hương kia vừa vào đến phổi lập tức có một dòng nước ấm dũng ra, phía dưới cái gậy kia cũng liền có phản ứng, lập tức vênh vênh chút bất nhã. Ha ha ha, thế nào,
lúc trước tôi cũng có cái bộ dạng này. Nhất Độ phá lên cười, vui vẻ vì người khác gặp họa. Thứ này, thật là lợi hại. Diệp Phàm miệng thì thào, rất muốn ngắt một cái về chế cái thuốc kia. Tuy nhiên không tiện ngắt, sợ bị lão thái gia họ phí giáo huấn. Tuy nhiên, thằng nhãi này vẫn không tha được, loại quả tình này đặc biệt kích thích, thuốc được chế tốt hẳn sẽ rất lợi hại. Suy nghĩ một chút, rồi giả làm bộ dạng đạo mạo, cười nói, ngắt cái này, chế thuốc dùng, giống trợ lực người đột phá công lực, thì cần loại dược liệu có chất kích thích đặc biệt thế này để phối, không kích thích anh làm sao có thể đột phá được, phải không? Ừm. Phí Nhất Độ không suy xét, liền giơ tay ra, cẩn thận cắt một quả, dùng hộp ngọc cất lại, thằng nhãi này chỉ nghĩ đến chuyện đột phá lục đẳng, đâu còn suy nghĩ gì chuyện khác, nếu Diệp Phàm dùng được, tất cả bị mang đi hết anh ta cũng đồng ý. Sau còn đào vài cọng nhân sâm mấy mươi năm, còn có cả tuyết liên. Nhìn có vẻ tương đối rồi, răng Phí Nhất Độ suýt va vào nhau. Cứ di chuyển thế này thì ít nhất cũng đi loạn hai phần dược liệu rồi. Phí Nhất Độ không phải thằng ngốc, biết những thứ này là quá nhiều rồi, chế ra cái thứ thuốc kia có cần nhiều dược liệu đến thế này không? Nhưng mà là có việc cần nhờ người ta nên không có cách nào khác, đành phải vân vê mũi mà nhận. Thằng nhóc này cũng tham lam thật. Trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một màn hình lớn, ông cụ họ Phí và Phí Nhất Hoàn đang xem đồng chí Tiểu Diệp ngắt quá nhiều thuốc. Ha ha, là người ai cũng thế, nếu là cháu cháu cũng sẽ thế, cơ hội như thế này thật khó có. Phí Nhất Hoàn mỉm cười thản nhiên nói. Trở lại mặt đất, Phí Nhất Hoàn thản nhiên liếc Diệp Phàm một cái, cười nói. Nếu không đủ thì lại đến lấy. Đủ rồi, mọi người chắc chắn nghĩ tôi tham lam rồi. Ha ha. Không ngờ Diệp Phàm cũng thản nhiên cười nói. Đúng là có chút, ông cụ họ Phí cố nhiên nói như vậy, thế này thì đúng là nói trắng ra quá. Ha ha, không thể nói là tham, tôi lấy có độ dừng. Diệp Phàm một chút cũng không sợ, cười nói. Còn không tham, đại ca của tôi. Phí Nhất Độ quả nhiên không kìm nổi kêu lên, Diệp Phàm liếc mắt một cái. Cho anh được ba phần rồi, đây đúng là hàng tích chữ đến cả trăm năm. So sánh với việc anh đột phá lên được lục đẳng, cái này đáng gì? Nếu không, những dược liệu này để trong địa kho cũng chỉ là đồ phế thải, nhà họ Phí sẽ thiếu tiền sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Gạch dưới ha ha ha. Ông cụ và Phí Nhất Hoàn đều mỉm cười. Ừ, Tiểu Diệp nói không sai, xét trên phương diện này, thật không phải là tham, chúng ta còn buôn bán có lời. Phí Trường Thiên cười nói. Ông cụ, nói thật với ông. Những thứ này tôi phối không được, cần có cao nhân phối chế, cho nên, ngắt nhiều một chút, cũng là cho cao nhân hai phần, nếu không, người ta dựa vào cái gì mà phối chế cho mình, đúng không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên, vị cao nhân kia chính là hắn rồi, bịa đặt ra thôi. Rõ ràng là muốn hợp pháp hóa cái tham này, ngăn lại lời của những người nhà họ Phí. Nếu để cái ấn tượng ban đầu là tham cho Phí Nhất Hoàn, vậy con đường phát triển của hắn sau này sẽ gặp bất lợi. Cán bộ tham quá cuối cùng cũng đều gặp hạn cả, chẳng phải sao? Ừ, nếu cao nhân vẫn còn cần thì cậu có thể lại đến lấy, chúng tôi chỉ cần đột phá công lực, điều này thật là quan trọng hơn mọi thứ khác. Ông cụ họ Phí kiềm chế cười, nói nghiêm túc. Hẳn là đủ rồi, tôi mấy lần đến cầu cao nhân, nhưng ông ra rất khó tìm, lần này vừa vặn gặp ông ấy trở lại. Diệp Phàm giả bộ đến như thật. Vậy giữ cho chắc chút. Ông cụ họ Phí gật gật đầu. Nếu có thể, sẽ lại thêm một chút cho Bát Độ. Diệp Phàm liếc nhìn Bát Độ một cái, nói. Cho tôi. Phí Bát Độ không nghĩ lại được nghe đến chuyện tốt như thế, lập tức có chút kích động, môi run run lên. Nhìn ông nội một cái, vẻ mặt rất hy vọng, anh ta biết, chỗ thuốc ngắt về dư gia này có phần của mình hay không là còn phụ thuộc vào quyết định của ông. Hơn nữa, Phí Bát Độ cứ nhìn Yến Hồng. Bởi vì Phí Thanh Sơn mấy chục năm không trở về, ông cụ có chút hổ thẹn với người con dâu này, cho nên đối xử rất tốt với Yến Hồng. Cho Bát Độ đi ông, Bát Độ cũng không dễ dàng gì. Yến Hồng mở miệng, bà cũng rất thích đứa cháu này. Ôi, vốn nghĩ để cho Điệp Vũ, thôi vậy, để cho Bát Độ đi. Ông cụ rốt cuộc cũng mở miệng. Cho Điệp Vũ đi, cháu không cần, khổ luyện thêm vài năm cũng có thể tăng công. Phí Bát Độ nghe thế liền tỏ thái độ. Cứ định như vậy đi, Điệp Vũ là con gái, dùng cái này làm gì? Có thể có một bản lĩnh là được. Yến Hồng nói. Cảm ơn bác gái.
Phí Bát Độ liền nói cảm ơn. Vậy ba viên đi, cấp bậc của nhất độ cao nhất, hai viên còn lại sẽ kém một chút, nhưng vẫn có chút tác dụng. Ông, Phí Bí Thư, bác gái, cháu đi đây. Diệp Phàm nói. Ba viên. Ông cụ họ Phí có chút không ngờ, Phí Nhất Hoàn dường như gật đầu khen ngợi, cũng không nói gì nữa. Phí Nhất Độ và Phí Bát Độ đưa Diệp Phàm ra cửa. Thằng nhóc không tham, Phương Thành có thể thu được đứa con nuôi như vậy, đúng là cũng biết nhìn. Ông cụ họ Phí nhìn bóng Diệp Phàm, nói. Nhất Hoàn gật gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời sao. Thật lâu sau, quay sang nói với ông. Phí gia chúng ta nợ hắn một ân tình lớn, ít nhất là cấp giám đốc sở hoặc phó bộ, cháu sẽ trợ giúp hắn. Chuyện chính quyền cháu quyết định đi, cảm thấy anh ta dùng được thì cháu nên bồi dưỡng, nếu anh ta có thể thành đôi với Điệp Vũ thì càng tốt. Ông cụ nói. Đây là ý của Thanh Sơn. Yến Hồng nói thêm vào. Còn phải xem duyên phận, tuy nhiên, cháu thấy Điệp Vũ có vẻ thích hắn, Phí Nhất Hoàn nói. Từ từ phát triển đi, ông cụ nói. Đứa nhỏ này, chắc lại trốn trong phòng hờn dỗi rồi. Yến Hồng cười rồi đứng dậy đi. Hai ngày sau, bắt đầu điều tra nghiên cứu. Diệp Phàm cùng nhóm 12 người, cấp quan lớn thứ trưởng rồi lại thêm một vị, ngoài Thôi Nhất Tân và Trương Oánh Minh, lại thêm Lưu Trấn phó trưởng ban đối ngoại mậu dịch hợp tác. Nhóm này đương nhiên là lấy Diệp Phàm cũng ba vị phó trưởng ban đứng đầu. Thực ra, lúc ấy nơi phó trưởng ban Lưu Trấn đi nhờ cậy không phải là tổ của Diệp Phàm, mà là Đường Lâm. Tuy nhiên, từ sau ngày Diệp Phàm từ chỗ nhà họ Phí về thì Lưu Trấn đến tìm nhóm của Diệp Phàm. May mắn lúc bắt đầu Lý tổ chức có nói, hai ngày định danh sách, nhưng mà còn có thời gian 3 ngày để điều chỉnh một chút. Lưu Trấn chỉ nói Phí Bí Thư ba từ này là trong lòng Diệp Phàm đã hiểu. Lưu Trấn khẳng định là một thành viên trong tập đoàn chính trị Phí gia. Rõ ràng là Phí Nhất Hoàn đã để lộ cái đáy cho Lưu Trấn, tự Lưu Trấn đã tìm đến cửa. Lúc bắt đầu, nhóm xác định một đường gấp khúc đi Ma Xuyên, đương nhiên cũng là muốn thêm chút thời gian đi trước xem xét, thứ nhất có thể mở rộng tầm mắt, thứ hai cũng có thể có được thu hoạch mới. Đích cuối cùng là huyện Ma Xuyên của Đức Bình, lần này bởi vì là thành tích của cả nhóm cho nên toàn bộ tâm trí mọi người trong nhóm chưa có thống nhất. Trước tiên là đến Phổ Hái và Chiết Ninh điều tra nghiên cứu sự phát triển kinh tế tư nhân. Trong gần 6 ngày, bọn họ đã thăm viếng 8 thành trấn lớn nhỏ là Phổ Hải, Hàng Châu, Thiệu Hưng, Nghĩa Ô. Trong quá trình xem xét trên đường đi, rất nhiều chuyện thật tai nghe mắt thấy khiến họ phải suy nghĩ rất nhiều. Ở Nghĩa Ô, bà chủ một cửa hàng thương mại tư doanh hỏi Diệp Phàm, gạch dưới sau khi gia nhập WTO nghe nói hàng ngoại quốc nhập vào nhiều lắm, sản phẩm địa phương của chúng tôi làm thế nào để bán đi được? Không bán được thì còn kiếm tiền cái gì, chúng tôi còn có cơm để ăn không? Ở khu thắng cảnh núi Thiên Đài Sơn, các tiểu thương, nông dân, người lao công nói chuyện với họ về cuộc sống ở khu du lịch, những điều mắt thấy tai nghe này đã động đến lòng trắc ẩn của nhóm người Diệp Phàm,